Diệp Thần thân thể ra, lưu chuyển ra một quyển dị thường minh mông hoàng tuyển đồ, vậy cực kỳ hùng hậu hoàng tuyển thánh thủy, đem hắn gói lại. Rào 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 rào. Mãnh liệt minh mông hoàng tuyển thánh thủy, mang nồng đậm luân hồi hơi thở, lạnh thấu xương lọc sạch khí, lăn lộn đem tất cả đến gần Minh Long thần điện cường giả đều bao phủ vào. Thiên địa Minh Long, oanh phá hư không. Dứt lời, Minh Long các cường giả long chảo nặng nề chụp trên đất, hung hăng một chùy. Ầm. Long chảo dưới bộc phát ra một hồi lôi quang, chùy rơi tiếng vang như sấm, như chín tầng trời lôi thần đánh mặt đất. Rắc rắc sát. Cung điện sàn nhà, ngay tức thì nổ tung. Từng luồng ngân xà vậy điện mang, điên cuồng loạn động, cuối cùng diễn hóa thành một cái trận pháp thật to. Lạc chảo thành trận. Bót bót bót. Trận pháp bốn phía không gian, bị móng to lực lượng nghiền ép, rối rít nổ tung nghiền, vô số không gian quy luật bể thành cặn bã, như hạt cát vậy rớt xuống đất, lại hóa thành bổn nguyên linh khí tiêu tán. Ông ông ông. Diệp Thần không do dự nữa, phần huyết quyết, thiên yêu thân thể, bách tà thể vân. Vân, thi triển đến trình độ cao nhất, ngũ trọng thiên hủy diệt đạo ấn, trôi lơ lửng ở trước người, diệt pháp tắc dạo dực, cả người giống như diệt thế ma thần vậy, không sợ chút nào nghênh đón. Nếu lần này, Diệp Thần một người một ngựa tiến vào Minh Long thần điện. Lại là và Minh Long thần điện ân oán trước thời hạn bùng nổ. Hắn đã không có lựa chọn. Sáng chói nguyên phù vào hủy diệt đạo ấn, kéo dài thả ra từng luồng minh mông hủy diệt ánh sáng, ông ông tắc hưởng, một phiến phiến phù văn tiên hà sen lẫn, thần hy rực rỡ, như có đại lộ chìm nổi. Diệp Thần sát kiếm giơ lên thật cao tới, một kiếm chém về phía vậy Minh Long cường giả tụ lực mà thành đại trận. Vô tận sấm sét lóng lánh gian, một cái to lớn Minh Long, đột nhiên hiện lên. Điều này Minh Long hư ảnh thân thể to lớn, đúng cái thân rồng liên miên vô tận, núp ở trong tầng mây, căn bản không thấy rõ toàn cảnh, hai viên to lớn con ngươi, do như trời trăng sao, huyết quang chạm nhiên, từng tầng một huyết tinh vậy miếng vảy, tựa như sắt thép đổ bê tông, bao trùm ở nó trên thân thể, lưu chuyển thành từng vòng phù văn, xích mang sáng chói, hám tâm thần người. Minh Long thần điện bảo vệ Long. Diệp Lạc Nhi ánh mắt chớp mắt, đột nhiên nghĩ đến cái gì, la lớn, Diệp đại ca, cái này là thủ hộ Long thần, chú ý. Thần bảo vệ Long chiếm cứ ở trên trời, con người trực câu câu nhìn chằm chằm Diệp Thần, hắn đã bắt được Hoàng Tuyền Thánh Thủy hơi thở. Hoàng Tuyền Thánh Thủy, có thể lọc sạch hết thảy tội nghiệt dấu vết, nhưng là, không hề bao gồm cấp trên nhân quả. Dám ở ta Minh Long thần điện ngang ngược, cho ta chết. Bảo vệ Long thần nhếch môi, lộ ra hai dãy đao kích vậy răng, diễn cảm đặc biệt dữ tợn. Ngay lúc nói chuyện, chung quanh sấm sét mãnh liệt, tất cả biển sâu nước chảy toàn bộ ở điện giật bên trong tạo thành đùng đùng thanh âm, Minh Long thần điện cường giả lúc này đã cũng lui xuống, đem chiến trường giao cho Diệp Thần và bảo vệ Long thần. Tự sát đi, bổn tọa có thể cho ngươi lưu một cái toàn thây. Bảo vệ Long thần liếm môi một cái, hình dáng đặc biệt dữ tợn. Nguyệt hồn chảm. Diệp Thần khẽ cắn răng, huy động sát kiếm, một kiếm hung hăng chém ra. Suy, đen nhánh kiếm mang, hung hăng chém về phía bảo vệ Long Thần. Không biết sống chết con kiến hôi, thật là thú vị. Bảo vệ Long Thần cười nhạt, không tránh không tránh, cứng rắn bị Diệp Thần một kiếm. Đinh, Diệp Thần kiếm mang, chém ở nó cả người sắt thép huyết tinh vậy miếng vải trên, liền ra lân cũng không phá nổi, chỉ để lại một cái vệt trắng. Tựa hồ Diệp Thần một kích này, căn bản không tổn thương được hắn. Thật là khủng khiếp phòng ngự. Diệp Thần trong lòng căng thẳng, là mình lực lượng không đủ sao. Vậy thì lại thêm. Chuyến này chính là muốn cùng Minh Long thần điện không chết không thôi, hắn vậy không có gì phải sợ, chiến ý trong lòng nhiệt huyết sôi trào. Hồn thể đổi thành, hôm nay ta liền muốn xem bước vào nửa bước thủy nguyên sau đó, nhâm tiền bối vậy tia máu tháng đổ sát thiên trảm sẽ như thế nào. Diệp Thần không hề dự định buông tha, lúc này bắt cơ hội, một tiếng lăng uống, Lạc Trần Hàng Long kiếm xuất hiện ở Diệp Thần trong tay. Hắn mơ hồ cảm giác được Minh Long thần điện điều này bảo vệ Long thần sợ hãi huyết nguyệt lực. Đây là trực giác, suy. Huyết quang lững lờ, kiếm mang nổ tung. Lạc Trần Hàng Long kiếm chặt nắm chặt trong tay, vung lên tới giữa, trời đất u ám, trên trời nổi lên một vòng bánh xe huyết nguyệt, rắc một phiến phiến đỏ thẫm ánh trăng. Nhìn bầu trời lên mấy vòng huyết nguyệt, bảo vệ Long thần lúc này vậy cảm thấy lòng rung động, trên cổ tựa như bị đỡ một thanh kiếm, đầu tùy thời đều có bị chém xuống nguy hiểm. Bởi vì ở năm tháng cuối,
từng có một cái kêu là Nhâm Phi phàm nam tử, lấy Lạc Trần Hàng Long kiếm, chém bị thương qua hắn. Cái này cũng đưa đến Lạc Trần Hàng Long kiếm vào huyết nguyệt, trở thành nó trong lòng thật lâu không cách nào xua tan ma chướng. Hắn vốn cho là cuộc đời này lại cũng xem không thấy một kiếm này, nhưng là dưới mắt rốt cuộc lại một lần xuất hiện. Thằng nhóc này căn cốt như vậy trẻ tuổi, vì sao sẽ kiếm này? Chẳng lẽ là Nhâm Phi phàm học trò? Giờ khắc này, đối mặt Diệp Thần huyết nguyệt đồ sát thiên trảm, bảo vệ Long Thần vậy cảm thấy vô cùng khó giải quyết, vội vàng tới giữa không cách nào tháo rõ ràng, chỉ có thể nhất kích vẫy đuôi, muốn ép Diệp Thần hồi kiếm từ thủ. Lớn mạnh như vậy lạnh thấu xương đuôi rồng vung tới, Diệp Thần cũng không tránh, cứng rắn chống được một kích này. Phốc xích. Diệp Thần kiếm khí tới trước, hung hăng chém ở bảo vệ Long Thần trên người. Một kiếm này, huyết nguyệt đồ sát trời, còn mượn hủy diệt đạo ấn và nguyên phủ uy thế, lực sát thương lớn vô cùng. Bảo vệ Long Thần thân thể, nhất thời bị chém ra một đạo dữ tợn vết thương, sâu thấy tới xương, máu tươi cuồn cuộn chảy ròng, hội tụ thành thác nước trên không rơi xuống. Còn có từng cục miếng vảy, đầy trời phóng, một mảnh hỗn độn. Diệp Thần một kiếm này, lại trực tiếp để cho bảo vệ Long Thần trọng thương. Bảo vệ Long Thần, chỉ như vậy sao? Vẫn là nói, người sợ hãi cái này Lạc Trần Hàng Long kiếm. Diệp Thần thần sắc như cũ lãnh đạm, tựa hồ là nói, người cũng không quá như vậy. Bất quá hắn vậy mơ hồ đoán được, cái này Minh Long Thần Điện bảo vệ Long Thần và Nhâm Phi phàm có một chút nhân quả dính. Cách đó không xa Vũ Văn Cơ thấy vậy, trong lòng căm giận ngút trời, Diệp Thần lại so với trước đó cường hãn hơn. Mấu chốt Long Thần tại sao sẽ sợ hãi một kiếm này? Một kiếm này cố nhiên mạnh mẽ, nhưng bảo vệ Long Thần hẳn trấn áp mới đúng. Cái này bên trong rốt cuộc phát sinh cái gì? Không nghĩ nhiều nữa, Vũ Văn Cơ vung tay lên, tất cả người, động thủ. Hắn không muốn cho Diệp Thần bất kỳ cơ hội. Thằng nhóc này quá mức tà môn. Cho ta trấn áp. Vô số Minh Long cường giả Long trào thủ cầm to lớn trường kích, mỗi một kiện trường kích bên trên, cũng nạm tản ra hồng quang đá quý. Đá quý bên trong, thỉnh thoảng lóe lên lôi đình lực. Từng cái hình rồng, cao dơ cao trường kích đâm về phía Diệp Thần. Bốn phương tám hướng, vô tận quy luật phun trào, cho dù là Diệp Thần phía dưới, cũng có Minh Long cường giả không sợ chết trường kích. Bát bộ phù đồ, cho ta trấn áp. Phật quang chói mắt. Diệp Thần cả người trên mình đã độ lên một tầng kim quang, tất cả Phật tổ đạo tổ, cả người ngưng kết kim quang. Mỗi một tầng bát bộ phù đồ tháp, cũng có thể thấy trong đó trông rất sống động tượng Phật. Chánh nghĩa hơi thở, Phật ra sức sống. Ở nơi này đen thui cung điện bên trong, cho thấy cực kỳ sáng chói thần quang. Trường kích lên màu đỏ đá quý phun trào mà đến hồng quang, cùng Diệp Thần bát bộ phù đồ tháp thần quang lẫn nhau đụng vào nhau. Oanh! Nổ vòng sáng, đem tất cả Minh Long cường giả cũng hung hãn đánh ra. Những cường giả này, là Vũ Văn Cơ phí hết tâm tư chọn lựa ra cường giả, nhưng là lúc này, đối mặt Diệp Thần, bọn họ vẫn là như vậy không có sức. Cảm giác bị thất bại, là mỗi một vị chính diện tiếp xúc Diệp Thần người tiếng lòng. Vũ Văn Cơ, ngươi còn muốn che giấu ở phía sau bọn họ sao? Là một Minh Long thần điện hèn nhát. Diệp Thần sát kiếm chỉ Vũ Văn Cơ, gần từng chữ. Đến phiên ngươi, Vũ Văn Cơ mặc dù có chút phẫn uất những cường giả này không cho lực, lúc này lại cũng không nhịn được, muốn tự mình động thủ diệt liền tắt Diệp Thần phách lối kiêu căng. Nếu ngươi không kịp đợi tự tìm cái chết, Vũ Văn Cơ thậm chí cũng không có đem lời nói xong, đã hóa thân đen nhánh Minh Long, quanh thân lưu chuyển ra nồng đậm hắc ám khí tức. Chỉ gặp hắn ngửa mặt lên trời gầm thét, phát ra rung chuyển thiên địa sóng âm, sắc bén Long chảo hung hăng xuyên qua hư không, trực kích Diệp Thần. Lạc Thái Hư tiền bối, mời giúp ta một lực. Lời nói vừa dứt, ngay lập tức, Diệp Thần quanh thân phun trào ra vô tận tinh hải nước. Mà Diệp Thần đầu óc bên trong lại là nổi lên một giọng nói. Ta cũng không nắm trong tay ngươi thân thể, nhưng ta có một mũi tên là tinh hải mũi tên, hôm nay giúp ngươi. Tinh hải mũi tên, xuyên thủng. Diệp Thần cảm giác được cái gì, cũng không nói nhảm, lúc này quanh thân phun trào ra cực mạnh tinh hải lực. Từng luồng tinh hải phù văn, quấn quanh ở cong người bên trên, toát ra kim quang sáng chói. Vô tận tinh hải tinh khí, ngưng tụ thành một chi tinh hải mũi tên. Mũi tên này thì, khoác lên trên dây cung, hơi thở cao độ đọng lại, đã không phải là hư ảo, mà là biến thành thực chất cố thể,
tựa như thật sự là kim loại sắt thép đúc. Băng! Diệp Thần ngón tay buông lỏng một chút, tinh hải mũi tên nổ bắn ra ra, khí lưu cường đại xuyên qua hư không, kim quang cuồn cuộn, lại có thể hội tụ thành một cổ nước lũ. Nho nhỏ một mũi tên thì, hoàn toàn hóa thành kim quang nước lũ, nhưng ngang qua tinh không sông dài, cuồn cuộn không ngừng đi về trước gầm thét, mục tiêu nhắm thẳng vào Vũ Văn Cơ. Có chút ý tứ, nhưng còn chưa đủ. Vũ Văn Cơ cơ hồ không có né tránh, mà là ở Diệp Thần mũi tên sông lên bắn lúc tới, long chảo bên trong bỗng nhiên xuất hiện một khối ánh sáng đẹp lung linh vạn long miếng vảy. Vạn long miếng vảy, không sai, vực ngoại ở giữa thiên địa có thể gọi là mạnh nhất cứng rắn, kiên cố nhất đồ một trong, như vậy nhẹ nhàng liền đem tinh hải mũi tên để cản lại. Bất quá mơ hồ tới giữa, vạn long miếng vảy bên trên xuất hiện một đạo thật nhỏ vết rách. Vũ Văn Cơ tự nhiên phát hiện vấn đề này, diễn cảm ngưng trọng mấy phần, bất quá ngay lập tức liền đổi lại một bức nụ cười. Bởi vì ở hắn xem ra, Diệp Thần vẫn là tử cục. Nên ta, Vũ Văn Cơ không do dự nữa, hai móng bên trong tạo thành một đạo to lớn gió chướng. Từng cái mang khủng bố long ý phép tắc gió lốc, ùn ùn kéo đến gào thét tới. Vô số hạt cát đá vụn, đều bị cuộn sạch lên, bụi mù cuồn cuộn. Cuồng bạo phong tai. Giống như ác mộng vậy hướng Diệp Thần tập sát tới. Gió bão còn không dừng lại, trên trời lại có sấm sét tàn phá, từng cái sấm sét giống như con trăn, cuồng như vậy đánh xuống, nổ được mặt đất rạn nứt, cát bay đá chạy. Những cái kia ngưng tụ phong vũ lôi điện, xé vậy hướng Diệp Thần phun trào tới. Diệp Thần sắc mặt chợt biến, chỉ cảm thấy chung quanh quy luật lực, nồng nặc rất nhiều. Đây là Minh Long Thần Điện phú có thể. Vẫn là nói một chiêu này, Vũ Văn Cơ mượn thiên địa khả năng. Hắn không biết, lúc này, chỉ có thể mượn lực cởi ra cái này ùn ùn kéo đến gió bão. Nhưng mà, gió bão này cổ quái đến trình độ cao nhất. Thậm chí đối với Diệp Thần có mơ hồ hạn chế. Diệp Thần thi triển vô số đạo thần thông, thậm chí còn hồng mông đại tinh không cũng không cách nào phá vỡ. Đây phảng phất là một đạo mượn thiên địa thế mà hình thành tù khốn trận. Nhưng cũng không phải là trận pháp. Chẳng lẽ muốn vận dụng huyền tiên tử và huyền yêu tinh máu lực lượng? Ngay tại Diệp Thần suy tư lúc đó, một đạo xa lạ lại thanh âm quen thuộc đột nhiên vang lên. Diệp Bức Phương, siêu cấp vô địch vũ trụ sụp đổ ta nhất khốc kỷ lâm tới. Diệp Thần, trong hư không, đột nhiên vỡ vụn ra, một cái thân ảnh yểu điệu, phá không mà ra, chính là kỷ lâm cười tủm tỉm mặt đẹp. Mới có thể có như vậy phù khoa lời kịch ra sân, cũng chỉ có kỷ lâm. Diệp Thần thấy Kỷ Lâm cùng với đứng ở sau lưng nàng Tham Lang Đại Đế, trong lòng đại hỉ, xem ra ngày hôm nay, vận mệnh thần đứng ở hắn bên này. Tiểu tử hồi lâu không gặp, ngươi tu vi lại tăng trưởng nhanh như vậy, Tham Lang Đại Đế sang sảng tiếng cười truyền tới, xem ra đoạn thời gian này, không chỉ là bọn họ cơ duyên rất phong phú, Diệp Thần thu hoạch cũng là không nhỏ. Chính là ngươi, muốn khi dễ Diệp Bức Phương sao? Kỷ Lâm hừ một tiếng. Bàn tay màu xám cho khói độc ngưng tụ, nghiêm thần phòng bị nhìn Vũ Văn Cơ. Vũ Văn Cơ nhìn cái này trắng nõn, mềm mịn, xinh đẹp lanh lợi cô bé, trong chốc lát đều có chút ngẩn ra. Mấu chốt hắn còn không lý hiểu rõ ràng cái này bé gái là nói cái gì. Siêu cấp vô địch, vũ trụ sụp đổ, ta nhất khốc, những từ ngữ này làm sao xem vậy không giống như là cao thủ trong miệng có thể bể ra. Bất quá Kỷ Lâm trên mình quả thật cho Vũ Văn Cơ vô hình cổ quái và cảm giác nguy cơ. Diệp Thần, người quả nhiên vĩnh viễn chỉ sẽ núp ở sau lưng đàn bà. Vũ Văn Cơ thậm chí cố ý có ý ám chỉ nhìn một cái Diệp Lạc Nhi, bọn họ những phụ nữ này, vì sao cũng như thế người trước gục ngã người sau tiến lên muốn phải bảo vệ Diệp Thần. Minh Long Thần Điện người, lúc nào ở bản đại đế trước mặt, vậy dám như vậy cuồng vọng. Tham Lang Đại Đế bàn tay quanh quẩn sát khí. Lại là Thái Thượng Thiên Sát nói, Thái Thượng 36 đạo một trong. Thái Thượng 36 nói, mỗi một loại đều đủ để sánh bằng cao nhất nguyên thuật, lực sát thương đặc biệt đáng sợ. Lúc này Tham Lang Đại Đế Thái Thượng sát khí, đã xa xa vượt qua trước hắn ở Diệp Thần trước mặt triển hiện uy lực. Dẫu sao hư không lịch luyện cơ hội, toàn bộ thiên nhân vực cũng không có mấy người có tư cách. Tham Lang Đại Đế, đột nhiên, thâm thúy âm trầm thanh âm vang lên. Một đạo hư ảnh chậm rãi xuất hiện. Hư ảnh sau đó, một đạo thân ảnh già nua, đã xuất hiện ở Vũ Văn Cơ trước mặt, chính là cái này Minh Long Thần Điện Điện chủ Vũ Văn Thái. Cần gì phải ở trước mặt tiểu bối như vậy,
Năm đó, ngươi chọn lựa chiến thiên đạo thất bại, bị phế liền toàn bộ tu vi và hai chân, những năm này yên lặng, để cho ngươi chỉ có thể khi dễ một chút tiểu bối sao. Vũ Văn Thái lại cũng là một mực chú ý Tham Lang đại đế những năm này tình huống. Ha ha ha, không nghĩ tới, ngươi lại một mực ngẩng mặt trước ta. Tham Lang đại đế thanh âm cũng là vang lên. Ở nơi này hư không lịch luyện bên trong, không chỉ là Kỳ Lâm có thu hoạch, Tham Lang đại đế cũng là tìm trở về trước chỉ trích phương tù khí độ. Ngươi đối thủ là ta. Vũ Văn Thái hiển hóa ra hình rồng, nanh vuốt ác liệt, từng tia đế quang không ngừng nổ tung, không ngừng toát ra, thái chân cảnh uy áp không ngừng phun trào. Chín tầng trời thương khung, có từng cái long ảnh, gầm thét đạp chết xuống. Vạn long hạ xuống, thần uy như ngục, từng cái long ảnh hướng Tham Lang đại đế gào thét tới, to lớn đầu rồng bên trong, biến dạng, nuốt nhai, tựa hồ muốn đem Tham Lang đại đế chiếm đoạt. Đây là Diệp Thần lần đầu tiên gặp Vũ Văn Thái ra tay, không nghĩ tới lại là như vậy uy năng cả ngày, so với vạn khư xuất thân Trần Thương Sinh, cũng là chỉ có hơn chớ không kém. Thậm chí hắn suy đoán đối phương thực lực đặt ở mấy đại thiên điện điện chủ bên trong cũng không coi là yếu. Giờ khắc này, Vũ Văn Thái cả người sấm sét xen lẫn, lại là diễn hóa ra liền một bộ sấm sét chiến bào, hô hấp tới giữa, tiếng sấm cuồn cuộn, tựa như đến từ cửu thiên lôi thần. Nhức mắt lôi mang, chiếu sáng toàn trường. Tham Lang đại đế vậy không ý kỵ, trong tay đột nhiên xuất hiện lao một cái sáng bóng kiếm khí, thẳng xông lên cửu tiêu, bầu trời lại có thể bị từng tầng một xuyên qua, vũ trụ tinh hà khí tượng, xuất hiện ở chín tầng trời hư không. Kiếm khí kích động, trong bầu trời, lại có từng vì sao, rất miễn cưỡng bị kiếm khí chấn động rơi xuống, hóa thành từng hạt tròn vẫn thạch, diễn biến thành đầy trời mưa sao xa, hung hăng oanh tạc ở Minh Long trên đại điện. Đáng sợ uy lực, một kiếm này, thiên uy cuồn cuộn, như thái thượng chư thần đích thân tới, ngăn cản người tán loạn. Vũ Văn Thái và Tham Lang đại đế ngay tức thì đánh cho thành một đoàn, trong nháy mắt, lật bay ra lửa to lớn hoa. Lúc này Vũ Văn Cơ cũng không có nhàn rỗi, hắn dẫn đầu cầm Diệp Lạc Nhi đẩy cho gần đây Minh Long thần điện trưởng lão, sau đó một cái nhảy, lần nữa ngăn ở Diệp Thần trước mặt. Diệp Thần, ngày hôm nay ngươi chắp cánh khó thoát. Vũ Văn Cơ đáy mắt thoáng qua một tia cười lạnh, lúc này, không có ai so hắn rõ ràng hơn, phụ thân cũng không phải là hắn cho Diệp Thần lá bài tẩy cuối cùng. Diệp Thần, chờ lát nữa ngươi biết hơn nữa kinh ngạc hôm nay bố trí, bất kể là ai, cũng không che chở được ngươi. Diệp Thần đối với Vũ Văn Cơ tâm tư dĩ nhiên là không biết chút nào, nhưng Kỳ Lâm và Tham Lang đại đế kịp thời chạy tới, để cho lòng hắn bên trong thống khoái vạn phần. Còn có ta đâu? Kỳ Lâm cười ha hả theo sau, hình như là rất sợ Diệp Thần đem nàng rơi xuống. Vô tận khí độc lan tràn, mà Diệp Thần cũng là không chút nào nương tay, lăng tiêu võ y phá thiên lên, nguyệt hồn chém, huyết nguyệt đổ sát thiên không ngừng thi triển. Kỳ Lâm cố nhiên tu vi không địch lại Vũ Văn Cơ, thế nhưng khí độc lan tràn, lại là không ngừng áp chế Vũ Văn Cơ. Như vậy thứ nhất, Vũ Văn Cơ thì như thế nào chống cự? Rất nhanh, một chọi hai, Vũ Văn Cơ dần dần rơi xuống hạ phong. Trong lòng hắn không cam lòng, vọng hướng phụ thân Vũ Văn Thái ánh mắt, đã xen lẫn mấy phần nhờ giúp đỡ. Vũ Văn Thái thực lực tuyệt đối vượt qua xa đã chán trường 5 tháng vô tận Tham Lang đại đế. Chẳng qua là bởi vì đối phương không sợ chết tấn công khuynh hướng, để cho hắn không rảnh phân tâm. Diệp Thần không dự định lại lưu lại dư lực, sau lưng phun trào ra đạo linh lửa hư ảnh, sau đó khẽ quát một tiếng nói, đạo này nguyệt hồn chém. Ngươi có dám tiếp? Nháy mắt tức thì, một kiếm bão tố ra lạnh thấu xương kiếm quang, làm mọi người thần hồn đều là khẽ run lên. Kiếm quang kia tiếp xúc tới Vũ Văn Cơ thế công ngay tức thì, một tiếng kinh thiên động địa vang lớn bộc phát ra. Vũ Văn Cơ to lớn đầu rồng, hơi chao đảo một cái, lại bị hơi thở này, kích động thức hải một hồi buôn bán. Diệp Bức Vương, làm tốt lắm, vốn là bổn cô nương dự định đoạt ngươi Bức Vương danh hiệu, bây giờ suy nghĩ một chút, vẫn là để lại cho ngươi đi. Diệp Thần, Kỳ Lâm cười ha hả vừa nói, trên tay một chuôi xinh xắn đôi gai, lúc này đã hóa hình là hai con vân chim yến, vỗ cánh phành phạch, hướng Vũ Văn Thái bay đi. Hai con tiểu vân chim yến lúc này đã leo liên hệ Vũ Văn Cơ hai cánh tay, Kỳ Lâm vẫn là cười hì hì khống chế bọn họ ở Vũ Văn Cơ kinh mạch bên trên, hung hãn cắn một cái. Vũ Văn Thái ống tay áo vung lên, đem trên ống tay áo hai con vân chim yến, cương quyết chấn động bay.
nhưng hắn lòng bàn tay nhưng là xuất hiện từng đạo màu xanh cổ xưa đường vân. Cùng lúc đó, Tham Lang Đại Đế và Vũ Văn Thái đứng lơ lửng trên không, chung quanh lại là xuất hiện một đạo tiếp theo một đạo mất đi không gian. Tham Lang Đại Đế, ngày hôm nay, người đối thủ cũng không phải là ta. Có muốn hay không gặp vừa gặp đã từng là cố nhân. Vũ Văn Thái hướng trong hư không liếc nhìn, phảng phất là đang đợi ai như nhau. Ngay tại lúc này, một hồi khoáng đạt hào hùng uy thế, từ 9 tầng trời trên bầu trời truyền xuống. Vậy thương khung giờ phút này nhưng là đột nhiên hiện ra từng mảnh hồng liên nghiệp hỏa, vô tận cuồn cuộn đế uy, không ngừng cổn đáng trước. Trên bầu trời, một cái tóc trắng chàng trai bóng người bỗng nhiên xuất hiện. Chính là Đế Thích Thiên. Đế Thích Thiên chân đạp hồng liên, cả người đế quang nổ tung, sau lưng có cao nhất phách đao hiện lên, thô bạo phi phàm, từ trên trời hạ xuống, ngồi ở đó chí cao trên ghế. Sư huynh, thật lâu không gặp. Tham Lang Đại Đế thân thể ngẩn ra, còn người híp lại, nhìn hắn đã từng là sư đệ, Đế Thích Thiên hoàn toàn thừa kế ngày xưa tâm ma chi chủ tâm ma đại chú kiếm. Một món nồng đậm hắc khí, mang tâm ma phép tắc hơi thở, chậm rãi hạ xuống ở Đế Thích Thiên trên mình. Đó là cảm giác đã từng quen biết, giống như là sư phụ năm đó dáng vẻ. Sư huynh, liên quan tới phản đồ, người thật một chút cũng không quan tâm sao? Tham Lang Đại Đế lắc đầu, theo đuổi không cùng, lập trường không cùng, phản đồ cái gì, không phải là Đế Thích Thiên muốn cầm tới kềm chế hắn tiền đặt cuộc, lúc này hắn chỉ muốn hướng vị kia phát ra mãnh liệt trả thù, vì sư phó trả thù. Không nghĩ tới đi qua đồ sát thánh đại hội sau đó, Đế Thích Thiên hơi thở, lại đã lần nữa khôi phục. Diệp Thần nhìn Đế Thích Thiên bóng người, trong bụng còn nghi vấn, hắn vốn cho là, cái này Minh Long Thần Điện sau cùng lá bài tẩy sẽ là Huyền Cơ Nguyệt, không nghĩ tới lại là Đế Thích Thiên. Vũ Văn Thái nhìn Tham Lang Đại Đế, lộ ra lau một cái nghiền ngẫm mỉm cười, sẽ để cho cái này hai sư huynh đệ lẫn nhau chỉ hoãn đi. Vũ Văn Cơ không biết lúc nào đã đứng trở lại Vũ Văn Thái bên người, mở miệng nói, phụ thân, không nghĩ tới, ngài lại liên lạc với Đế Thích Thiên. Địch nhân kẻ địch, liền là bạn. Diệp Thần, này cục đã đến bước này, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể tránh qua đi không? Diệp Thần lộ ra giống vậy ý vị sâu xa mỉm cười, hai tay chắp sau lưng, liền chỉ là như vậy sao? Ngươi có thể không biết lần trước Đế Thích Thiên là bị ai đánh bại? Huyền Cơ Nguyệt quả thật thông qua hồi quang phản chiếu oai có thể, lễ truy điệu bá tánh, từ đó bị thương nặng Đế Thích Thiên. Nhưng là hắn Diệp Thần, ở đó trận đại hội bên trong, cũng chưa từng vắng mặt qua. Đế Thích Thiên, ngươi không muốn lại u mê không tỉnh. Tham Lang Đại Đế nhìn Đế Thích Thiên, đối phương dung mạo đã cùng trước kia rất không cùng, cả người tâm ma chi chủ lạnh thấu xương hơi thở hiện ra hết không thể nghi ngờ, đi qua đồ sát thánh đại hội sau đó, hắn đối với tâm ma cảm ngộ, vậy cùng trước kia lớn bất đồng. Sư huynh, vậy ý của ngươi là muốn cùng ta là địch. Ta đã thành người khác sư phụ, thầy cho tình cảm, không chỉ là ta cùng sư phụ, còn có ta cùng học trò, lần này, ta đem cùng nàng sóng vai. Đã từng là chiến đấu đã bỏ qua, lúc này chiến đấu, hắn hy vọng có thể cùng Kỳ Lâm cùng nhau. Đế Thích Thiên trong mắt bên trong, lướt qua sát khí, thi triển ra thái thượng chi đạo, một món đế uy kim quang, ở trong ngón tay ngưng luyện, liền chuẩn bị một chỉ điểm ra, thẳng chém chết Kỳ Lâm. Ta đây muốn xem, ngươi có phải là thật hay không như vậy để ý ngươi cái này tiểu đồ đệ. Tham Lam Đại Đế thần sắc không sợ hãi, đối với hắn người sư đệ này hành vi, hắn đã sớm biết rõ, lúc này cũng bất quá là đích thân làm chứng mà thôi. Ngươi vĩnh viễn đều là như vậy, trong mắt chỉ có chính ngươi. Thái Thượng Thiên Sát Đạo, chỉ trích ở Tham Lang Đại Đế bàn tay tới giữa, vậy sát khí mãnh liệt sáng bóng, nơi tay trưởng bên trong nổi lên ra, nhảy vút hướng Nhất Liêu Bát, Đế Thích Thiên vậy một món đế uy kim quang đã hóa là phấn vụn. Đế Thích Thiên đối với hắn người sư huynh này tu vi thực lực, là hết sức hiểu, tự nhiên lúc này sẽ không nương tay, một cái phách liệt cuồng mãnh đổ sộ đao, từ Đế Thích Thiên trong tay chém ra, chém thẳng Tham Lang Đại Đế trên thân hình. Một chiêu này thực lực mạnh, kinh hãi được núp ở Tham Lang Đại Đế sau lưng Kỳ Lâm toát ra mồ hôi lạnh. Sư phụ, Tham Lang Đại Đế nghe được Kỳ Lâm thanh âm, vội vàng đem nàng đẩy tới Diệp Thần bên người, nhàn nhạt nói, thằng nhóc, chăm sóc kỹ học cho ta. Diệp Thần gật đầu liên tục, lúc này có Tham Lang Đại Đế đối mặt Đế Thích Thiên, hắn đã giảm bớt rất nhiều áp lực. Diệp Bức Vương, Kỳ Lâm bị Tham Lang Đại Đế thình lình đẩy một cái,
khuôn mặt vặn vẹo hướng Diệp Thần vọt tới. Đế Thích Thiên ngửa mặt lên trời chợt quát, cao nhất phách đao, cho ta chém giết. Vù vù, Tham Lang đại đế giơ lên Tham Lang kiếm to, ngăn cản ở trước người. Đế Thích Thiên cao nhất phách đao, hung hăng chém xuống, Tham Lang đại đế nhất thời bị chấn động bay, tiếp theo Tham Lang kiếm to chống cự, dựa vào một hơi, ở trong hư không ổn định thân hình. Ung ung, cuộc bể dâu, tiếng sấm hỗn loạn. Bầu trời rạn nứt, chỉ gặp một bước tự tại trời, vỡ ra vô tận tâm ma tai khí, chậm rãi hạ xuống. Chín tầng trời sấm sét, vận mệnh chấn động. Tham Lang đại đế ngay tức thì ngưng tụ ra một đạo vận mệnh thế giới nhỏ, chỉ gặp một phiến sát khí hòa hợp thế giới nhỏ, hoàn toàn bao phủ ở Minh Long thần điện bên trên. Cái này vùng thế giới nhỏ bên trong, nhấp nhô từng cái phong cách cổ xưa tang thương chữ viết, khắp nơi đều là vận mạng hoa chương, cái này hoa chương, già dặn, cổ xưa. Chữ viết bí ẩn, tựa như chữ viết thượng cổ, đang không ngừng tới lui tuần tra, hiển hóa ra vận mạng uy nghiêm, tựa như hàm chứa thượng cổ vận mệnh trật tự, muốn thống ngự hoàn vũ. Tham Minh chảy xiết chém. Tham Lang đại đế bạo ngược một tiếng, khua kiếm bạo chém ra, chém thẳng Đế Thích Thiên đầu. Chanh! Ông ông ông, ở chư thiên vận mệnh phép tắc bơm vào hạ, Tham Lang đại đế Tham Lang kiếm to, mũi nhọn vô cùng hừng hực, Tham Minh chảy xiết chém uy lực, vậy bùng nổ đến trình độ cao nhất. Đế Thích Thiên con người co giúp một cái, Tham Lang đại đế giận đùng đùng ra tay, một kiếm này thật là long trời lở đất, không thể địch nổi. Kiếm khí chưa tới, Đế Thích Thiên đã cảm thấy rợn cả tóc gáy, từng cây một lông tơ đảo thụ, tựa như cái kế tiếp ngay tức thì, mình sẽ bị bầm thây vạn đoạn. Đối mặt Tham Lang đại đế một kiếm này, Đế Thích Thiên vô luận là dùng cao nhất phách đao, vẫn là thái thượng thiên đế đạo, cũng không thể ngăn cản. Đi qua cái này mấy vạn năm lắng đọng, cùng với cuối cùng cái này hư không lịch luyện thăng hoa, lúc này Tham Lang đại đế thực lực cảnh giới đã xa xa cao hơn đã từng là mình. Càng mấu chốt chính là, hôm nay vực ngoại thiên đạo suy thoái, mà hư không lịch luyện, về lại vực ngoại, Tham Lang đại đế quanh thân quy luật vần quanh, đối với toàn bộ vực ngoại linh khí hấp dẫn càng kinh khủng hơn. Giờ phút này Tham Lang kiếm to mũi nhọn, đích thực quá đáng sợ, đủ để nghiền nát hết thảy thần thông, ngăn cản người tán loạn. Thiên Hoàng Thuần Dương Kính, bảo vệ. Trong lúc nguy cấp, Đế Thích Thiên sử dụng Thiên Hoàng Thuần Dương Kính, vững vàng thủ che ở trước người. Rào. Nóng rực kính quang, giống như màu vàng lửa cháy mạnh vậy tách thả ra ra, Thiên Hoàng Thuần Dương Kính tựa như biến thành một vòng mặt trời, thượng cổ thánh nhân cuồn cuộn uy nghiêm, không ngừng tràn ngập ra, bảo vệ mọi người. Lần này Đế Thích Thiên ngưng tụ Thuần Dương Kính, đuổi theo lần so với, càng nhiều một chút tâm ma khí quấn quanh trong đó. Đối với tâm ma cảm giác, Đế Thích Thiên hiển nhiên đã lại leo lên một cái mới mặt bàn. Cho ta trấn áp, Tham Lang đại đế quát lên một tiếng lớn, hung hăng chém xuống một kiếm. Lấy kiếm to mũi nhọn sắc bén, coi như là chân tránh mặt trời, đều có thể một kiếm chém ra. Chanh! Kiếm phong đánh xuống, kim mâu chanh như vậy. Vũ Văn Thái thừa dịp hai người tranh hùng quá trình, long chảo đã mang gào thét hơi thở, cuộn sạch hướng Diệp Thần. Diệp đại ca chú ý! Diệp Lạc Nhi lớn tiếng kêu lên, thân hình của nàng lại bị thương không bảy túc trận hung hãn trói buộc ở. Lúc này nàng tu vi bùng nổ, trận pháp trói càng rắn chắc. Diệp Thần đã sớm lưu tim Vũ Văn cha con chiều hướng, lúc này thấy Vũ Văn Thái phát động công kích, tuất thổ nguyên phù và trần bia vội vàng sử dụng, bảo vệ ở trước người mình. Chú ý Vũ Văn cơ. Diệp Thần nhắc nhở Kỳ Lâm, một giây kế tiếp nhưng phát hiện Kỳ Lâm đã bị Vũ Văn Thái kéo vào chiến cuộc bên trong. Kỳ Lâm sắc mặt lạnh lùng, nhưng không có quá nhiều sợ hãi. Ở nàng trong lòng. Điều này đáng giận rồng hung ác, lần lượt đối với Diệp Bức Vương ra tay, nàng Kỳ Lâm ngày hôm nay thì phải vì dân trừ hại. Vũ Văn Cơ nhìn Kỳ Lâm, hai tay chắp sau lưng, thân sắc nhàn nhạt, lại là lộ ra không có hảo ý nụ cười, tiểu mỹ nữ, bổn thiếu chủ còn thiếu một cái ấm áp giường cơ thiếp. Cân nhắc không suy nghĩ. Kỳ Lâm hừ lạnh một tiếng, ấn đường ngay tức thì xông ra một đạo cổ xưa phù văn, hướng một phương hướng đi ấm áp giường mỗi người. Cả nhà ngươi cũng cho ngươi ấm áp giường. Vũ Văn Cơ diễn cảm nháy mắt đổi, sát ý phun trào, cũng là hướng Kỳ Lâm đuổi theo. Hình ảnh quay về, Đế Thích Thiên và Tham Lang đại đế bên này. Phá cho ta. Đúng mặt Thiên Hoàng Thuần Dương Kính, rất miễn cưỡng bị bổ ra hai nửa, trở thành sắt vụn. Sau đó, là ầm một tiếng nổ, tấm gương hoàn toàn phá vỡ, hàng loạt Thuần Dương linh lực,
tựa như nước thủy triều tán loạn ra, ở trong hư không kích động, sinh ra kinh khủng nổ, như trời trên mặt trời nổ âm. Thuần dương linh lực lưu chuyển đến Vũ Văn Thái bên người, hắn to lớn kia đầu rồng lắc một cái, lại đem toàn bộ thuần dương linh lực thu nạp vào mình miệng bên trong. Đây là, linh tà chiếm đoạt. Diệp Thần thấy một màn này, biểu tình lãnh đạm có chút bất ngờ, xem ra Vũ Văn Thái một mực ẩn giấu, lại len lén tu hành này loại tà ác thần thông. Mà thiên hoàng thuần dương kính bị hủy, đế thích thiên ngay tức thì được cắn trả, há mồm phun ra một chút máu tươi, tiệm nhiễm liền một phần chia tóc trắng. Tham lang đại đế một kích này, quán chú hắn căn nguyên chân khí, đơn giản là không nói phải trái mạnh mẽ, cho dù đế thích thiên có bữa hoàng thuần dương kính ngăn cản, cũng không khả năng hoàn toàn ngăn trở. Bởi vì gặp phải kiếm khí chém, hơn nữa thiên hoàng kính pháp bảo tan vỡ, nổ đánh vào, đế thích thiên nhất thời bị thương không nhẹ, gương mặt một hồi trắng bệch. Sư đệ, ngươi như lui ra, ta liền dừng tay. Vực ngoại thiên đạo suy thoái, đối với ta quá có lợi. Tham lang đại đế mở miệng nói. Đế thích thiên nhưng là lắc đầu, hắn là tâm ma chi chủ, có hoàng giả thần uy, nếu như tham lang đại đế không thể giúp hắn, vậy hắn cũng sẽ không lại chiếu cố đến sư huynh tình nghĩa. Tâm ma chứng đạo, ngay tại hôm nay. Tâm ma thẩm phán, lại đến thế gian. Đế thích thiên giọng bên trong, mang vạn cổ không thay đổi lạnh như băng. Hắn nhớ không quên, lại còn suy nghĩ tâm ma chứng đạo, giờ khắc này, lại muốn phát động tâm ma thẩm phán. Ta nguyền rủa các ngươi, tuổi thọ khô kiệt, già yếu đổi mục nát. Ta nguyền rủa các ngươi, khí vận mất hút, vận xui ngay đầu. Ta nguyền rủa các ngươi, nhân duyên hết sức không, cô độc nhất sinh. Ta nguyền rủa các ngươi, đạo tâm tan vỡ, oán khí sâu nặng. Ta nguyền rủa các ngươi, khí lực yếu ớt, bệnh tật triền thân. Ta nguyền rủa các ngươi, phong thủy không chuyển, vĩnh hằng trải qua khó khăn. Ta nguyền rủa các ngươi, thân bằng không có chữ, yêu thương quãng đời cuối cùng. Ta nguyền rủa các ngươi, tiền đồ không rõ ràng, không hôm nay ngày. Liên tiếp nguyền rủa ngâm sướng, từ đế thích thiên trong miệng phát ra, một món không rõ ràng tới cực điểm, âm trầm tới cực điểm ánh sáng, từ đế thích thiên thân thể bên trong thả ra, vo ve chấn động, hóa thành một cái cổ xưa khóa. Vốn là, dùng tâm ma đại chú kiếm giết người, mình là không thể động thủ, muốn cho người xa vào ở tâm ma của mình bên trong, sống sờ sờ bị mình nhiệt chướng hành hạ mà chết. Nhưng nếu như là lộn xộn tim ma lực, tùy ý đánh chết con kiến hôi, nhất định sẽ có lớn nhân quả cắn trả ở đế thích thiên trên mình. Nhưng bây giờ hắn, bất ngờ một bộ con giận nhiều không sợ nhụt dáng điệu. Tham sân si, đắng biệt ly, tham lang đại đế hai tay kết ấn, trong miệng phát ra mãi mãi, bi thương, trang nghiêm vận mệnh thiên âm. Một câu lũ lũ vận mệnh giết sát khí, từ tham lang đại đế trên mình nổ lên, thẳng ngất trời khung, xuyên qua tầng tầng bầu trời vực sâu, phóng xạ đến toàn bộ Minh Long thần điện. Ở toàn bộ Minh Long thần điện bể dâu chi địa, âm lãnh mặt đất dâng lên trung dung minh mông sát khí, truyền bá ở tham lang đại đế kiếm to bên trên. Tất cả nguyền rủa cũng là vì chính người yêu không được. Lâu không gặp, tham lang đại đế cuối cùng sáu chữ giống như là Phật tổ truyền đạo. Toàn bộ hư không thương minh bên trong, toàn bộ vang vọng lập lại. Huyền thiên tử, sóc lão, mượn ta lực lượng. Diệp Thần hét lớn một tiếng. Rồi sau đó một chuôi sát kiếm đã ngang qua thương khung, ở hắc ám nguyên phủ hắc ám khí tức che giấu dưới, đem vô cùng sắc bén lại mang theo hủy diệt đạo ấn kiếm mang quét về phía Vũ Văn Thái. Trên người hắn đã mang theo một ít thương thế, dù là có kinh khủng sinh mệnh lực, vậy khôi phục không có trước nhanh như vậy. Mà giờ khắc này Vũ Văn Thái quanh thân đen thui hình rồng, mang nồng đậm oán khí, cắn nuốt đế thích thiên thuần dương linh lực, thậm chí còn mơ hồ tiết lộ ra từng trận nguyền rủa hơi thở. Nguyệt hồn chém. Diệp Thần đã tiến vào trạng thái cuồng bạo, sát kiếm cuồ múa. Oanh oanh oanh. Đụng vào Vũ Văn Thái miếng vảy bên trên, một tầng từng tầng từng tầng kiếm quang lực đụng vào nhau. Vũ Văn Thái vuốt khóe miệng, Diệp Thần như vậy cảnh giới, ở hắn trong mắt còn chưa đủ xem, như trứng gà đụng đá vậy. Hai bên chiến đấu, đồng thời tóe ra cực kỳ ánh sáng sáng chói. Lúc này Minh Long thần điện, mơ hồ truyền ra giao người tiếng khóc tỉ tê. Mưa máu tung bay, bi thương động địa. Tham lang đại đế một kiếm kia, giấu trước toàn bộ Minh Long thần điện sát khí, bi thương, bể dâu, mũi nhọn như điện, như muốn tiêu diệt vạn giới, chém thẳng đế thích thiên. Đương thời tâm ma chi chủ đế thích thiên, ánh mắt lạnh lẽo,
tâm ma chứng đạo, hắn tin chắc mọi người đem trở thành tín đồ của hắn, bò lổm ngổm ở dưới chân của hắn. Tâm ma đau buồn nguyền rủa. Đế Thích Thiên sắc mặt ngưng trọng, lúc này nhìn về phía Tham Lang đại đế rõ vẻ mặt, lại vậy không có chút nào gợn sóng. Minh Long thần quang quyết. Vũ Văn Thái thấy một màn này, biết rõ sự việc đã từ không thể khống chế phương tiến về phía trước. Tham Lang đại đế cái này cùng Thái Chân cảnh cường giả xuất hiện, liền định trước làm rối loạn hắn Minh Long thần điện bố trí. Hắn lúc này vậy không có chút nào nương tay, Long chảo tới giữa ngưng kết ra một khối ngọc chất bùa chú. Thần quang từ trong bung ra, đem Diệp Thần toàn bộ bao phủ lên trong đó. Giết! Vũ Văn Thái ánh mắt sắc bén, hung hăng đem ngọc phù tách thả ra, vậy lòng đất thương minh ở giữa một phiến vực sâu, lúc này bị hoàn toàn nghiền nát. Vô số Minh Long ở kêu rên, gầm thét, vô số thanh âm đang giống kêu rên rỉ, Vũ Văn Thái đại sát chiêu, lúc này hào không nương tay hướng Diệp Thần phun trào tới. Vậy lăn lộn thương minh nước sông, mang theo vô tận quy luật và sát ý, nếu là bị chìm ngập, Thái Chân cảnh cường giả vậy tất nhiên chết. Băng ngưng thần lực. Diệp Thần bên người hư không đột nhiên nổ tung, một đạo thân ảnh yểu điệu xuất hiện, lại là Ngụy Dĩnh. Vậy lăn lộn thương minh nước sông, lúc này ở Ngụy Dĩnh lăng không chỉ một cái dưới, lại bắt đầu ngưng kết thành băng. Ngươi làm sao tới? Diệp Thần quay đầu chỗ khác, hỏi. Huyết Long bọn họ đã thoát khỏi nguy hiểm, thật sự là quá mức lo lắng ngươi, cho nên, để cho ta tới giúp ngươi một tay. Ngụy Dĩnh nhàn nhạt vừa nói, đối mặt Diệp Thần, nàng vĩnh viễn có tháng ba nắng ấm mỉm cười. Lúc này có băng minh cổ ngọc trợ trận, nàng đã bước vào cảnh giới cao hơn, Vũ Văn Cơ cũng tốt, Vũ Văn Thái cũng tốt, nàng đều có lòng tin, giúp được Diệp Thần. Diệp Thần gật đầu một cái, không nói gì nữa, lòng hắn bên trong rõ ràng, đây là Ngụy Dĩnh lo lắng mình, lo lắng ở Minh Long Thần Điện gặp nguy hiểm, cho nên tới đây cố ý tiếp viện mình. Băng minh ban phúc, hồng mông đại tinh không, tham minh kiếm vũ, cùng trong chốc lát. Ba người chiêu thức toàn bộ đánh về phía Vũ Văn Thái, lại hoàn toàn bỏ qua Vũ Văn Cơ. Vũ Văn Cơ ngược lại là vậy không nóng nảy, cả người hình rơi vào Diệp Lạc Nhi trước người, Long Thần Phá Thiên Quyết, mới là hắn bổn nguyên nhất mục tiêu. Nếu như ta không phải tự nguyện, Cửu Thiên Thần Thuật sẽ ở trong thân thể của ta mặt phá sập, cũng sẽ không để cho ngươi được như ý. Diệp Lạc Nhi có chút tức giận nói. Lúc này nàng trơ mắt nhìn Diệp đại ca và truyền thừa thập phần cường đại Vũ Văn Thái chiến đấu, mình nhưng cái gì bận bịu cũng không giúp được. Mà đây Minh Long Thần Điện đánh một trận, mình mới là khởi nguyên. Nàng duy nhất có thể làm, chính là chết vậy không nên để cho Vũ Văn Cơ đạt được Cửu Thiên Thần Thuật. À, đây không phải là ngươi định đoạt. Vũ Văn Cơ vậy châm chọc nụ cười, trong tay vạn long miếng vảy, lần nữa giơ lên thật cao. Thương Long bảy thúc trận. Ở vạn long vảy dẫn dắt dưới, dần dần thu thập càng chặt chẽ. Diệp Thần, Kỷ Lâm, Ngụy Dĩnh ba người đối kháng Vũ Văn Cơ và Vũ Văn Thái, lúc này cũng là đạt tới một chút vi diệu thăng bằng. Nhưng cái này cái thăng bằng như tiếp tục kéo dài nữa, tất nhiên sẽ bị phá vỡ. Chỉ là kết quả là ai đánh vỡ, không người biết. Cùng lúc đó, tinh hồ chi địa. Thân Độ Uyển Nhi nhíu mày một cái, mặc dù Cổ Thất đã mất mạng. Nhưng là bằng vào thân đồ thiên âm nhân quả dấu vết, nàng vẫn là lưu ý đến một chút Ngụy Dĩnh hơi thở, bởi vì lúc này ở Minh Long Thần Điện, Ngụy Dĩnh bộc phát ra cực mạnh chiến ý, điều dụng băng minh cổ ngọc uy năng. Cổ Thất à Cổ Thất, người thật lấy là ta không tìm được vậy chiếm đoạt ta đồ tiện nhân. Chỉ cần tiện nhân kia vận dụng một lần băng minh cổ ngọc, ta liền có cơ hội tìm được nàng. Ta sẽ nói cho mọi người, thế gian con kiến hôi cũng không có tư cách rình dập ta thân đồ thiên âm đồ. Ngay sau đó, nàng cán dù chống một cái, mây mù buôn bán, nàng đã lần nữa biến mất ở trong hư không. Hình ảnh quay về, Minh Long Thần Điện. Tầng tầng vực sâu, không ngừng chấn động, tựa hồ muốn sụp đổ. Thương Minh vảy rồng điện, dậy. Vũ Văn Thái đối mặt cái này tam phương đại sát chiêu, gương mặt ngưng trọng, vung tay lên, một tòa màu đen đậm cung điện, ủng ủng vang dội, từ vực sâu không đáy bên trong bay lên. Toát ra từng luồng màu đỏ lửa cháy mạnh. Vậy thương minh vảy rồng trên điện, tất cả miếng vảy diễn hóa thành từng viên diệt thế vảy rồng lưỡi dao sắc bén, cuồn cuộn minh long khí tức ở nóng bỏng buôn bán, cung điện này, lại là một tòa thật to quy luật thần khí. Đây chính là Minh Long Thần Điện nội tình sao? Diệp Thần nhìn cái này điên cuồng xoay tròn miếng vảy, huyền thể hóa linh thần thông thi triển.
vô tận linh lực ở đan điền phun trào. Đồng thời, xích trần thần mạch điên cuồng bùng nổ, tuất thổ nguyên phù, cửu hoàng trấn thiên trận. Một chuôi, hai chuôi, ba chuôi. To lớn thiên hoàng kiếm trận, đem Diệp Thần ba người kín kẽ ngăn che, tránh né cái này đầy trời cuộn sạch vảy rồng công kích. Tham Lang đại đế lúc này bị đế thích thiên tim ma lực áp chế, dần dần rơi vào kém cỏi. Lúc này, đế thích thiên đã đem hắn đánh tan ra, lại là có thời gian cho Vũ Văn Thái nhất kích trợ công. Đế thích thiên phát động tâm ma thẩm phán, chu vi mấy vạn dặm bên trong, đều bị tâm ma kết giới bao phủ, nơi có sinh linh đều không cách nào chạy khỏi, chỉ có thể ở vô tận tâm ma bị hành hạ, mất linh trí, lâm vào là đế thích thiên con rối. Thái thượng thiên kiếm, phá. Ngụy Dĩnh thét mắng một tiếng, bàn tay vung lên, lau một cái hào hùng kim quang xông ra, hóa thành một chuôi ngút trời cự kiếm, hướng vậy tâm ma tinh bích, hung hăng chém chết ra. Cự kiếm chém ở tâm ma tinh bích trên, phát ra nặng nề tiếng va chạm, lại không thể dung chuyển tinh bích chút nào. Lại có thể liền thái thượng thiên kiếm cũng chém không ra. Ngụy Dĩnh một mặt kinh ngạc, hoàn toàn không dám tin tưởng. Đừng uổng phí khí lực, trừ cao nhất nguyên binh, thế gian không có bất kỳ binh khí gì, có thể phá hỏng tâm ma ung thư. Diệp Thần sắc mặt vô cùng ngưng trọng, tầng này tâm ma tinh bích, đặc biệt vững chắc, trừ phi dùng cao nhất nguyên binh. Nếu không căn bản không thể phá mở. Nhưng bỗng nhiên, một món vô cùng sáng chói số mệnh lam quang, ở giữa trời đất trào đáng, rất miễn cưỡng đem bốn phía tâm ma tai khí, biến dạng ra một cái lỗ hổng. Bóng đen này đột nhiên xuất hiện, phá vỡ cái này cực kỳ cục diện bị động. Không có bị hoàn toàn luyện hóa pháp khí, thiếu thiếu nội hạch tâm ma tinh bích. Ha ha ha, thú vị, thật thú vị. Cái bóng đen kia phát ra vô cùng là cuồng vọng tiếng cười. Hắn toàn thân cũng khỏa chung một chỗ vải đen dưới. Vô hình vô cấu, không trước không có kết quả, chỉ như vậy, cực kỳ đột ngột xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt bọn họ, thay bọn họ phá vỡ bị động cục diện, thậm chí một hơi đâm xuyên qua hai người cảnh giới bây giờ khốn cục. Diệp Thần ngưng mắt nhìn đối phương, vô cùng xác định mình căn bản không biết. Hắn thậm chí nghĩ tới, người này chẳng lẽ là Nhâm Tiền Bối phái tới. Rất nhanh, Diệp Thần nghi ngờ giải trừ. Bởi vì bóng đen kia truyền ra một đạo cực kỳ thanh âm tức giận. Vũ Văn lão kẻ gian, hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Bóng đen lao nhanh đi, nhất kích chặt đứt đế thích thiên thần thông, nhưng là hướng Vũ Văn Thái đi. Đế thích thiên, Tham Lang đại đế lúc này đã lần nữa kéo nhau trở lại, nhìn về phía đế thích thiên ánh mắt đã vô cùng là lãnh khốc, hắn mặc dù không có thừa kế tâm ma chi chủ, nhưng lúc này phát hiện, hắn thực lực lại bị đế thích thiên xa xa bỏ rơi, tâm tình. Cực kỳ khó chịu. Tham Lang đại đế trong tay bỗng nhiên cho thấy một chuôi đồ sộ chùy, Tham Lang chi đạo, chùy đánh tám mặt. Ầm ầm ầm. Đồ sộ chùy đụng lên điện vũ thanh âm vô tận vang khắp, lúc này Thương Minh bên trên, Minh Long thần điện rất nhiều kiến trúc, ở nơi này một cường lực va chạm dưới phát ra ầm ầm tiếng. Bóng đen chợt lóe lên, ở Thương Minh bên trong, lưu lại phiến phiến lam quang. Nếu như ngươi có thể hiến tế Thương Minh vảy rồng điện, ta có lẽ có mấy phần kiêng kỵ. Bóng đen tựa hồ đối với Vũ Văn Thái dị thường rõ ràng, đối với Thương Minh vảy rồng trận, cũng có gì cùng Diệp Thần bọn họ quen thuộc. Nhưng tiếc là, tòa cung điện này, dẫu sao là ngươi trộm được, ngươi còn chưa hoàn toàn luyện hóa, như thế nào có thể ngăn trở ta? Bóng đen ngửa mặt lên trời cười to, hoàn toàn không sợ hãi chịu miếng vảy lưỡi dao sắc bén tập sát. Cái này Thương Minh vảy rồng điện, là ngày xưa thượng cổ thánh nhân pháp bảo. Có thánh nhân võ đạo căn cơ, Vũ Văn Thái vậy là dùng thủ đoạn, mới cướp bóc tới đây, lúc này tự nhiên vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa, cho nên không thể hiến tế. Liền hiến tế cũng không làm được, Vũ Văn Thái ngón này Thương Minh vảy rồng điện ném, bóng đen căn bản không đặt ở bên trong mắt. Suy, bóng đen bàn tay tới giữa nhảy ra một chuôi màu băng lam trường kiếm, bỗng nhiên lúc này kiếm tâm sáng rực, đem Vũ Văn Thái đuôi rồng chiều hướng nhìn rõ ràng. Hạng thấp kém đo lường. Người muốn thắng nổi ta sao? Vũ Văn Thái con người ngưng trọng, bóng đen này là vạn năm địch thủ cũ, người khác không đoán ra bóng đen thân phận, hắn nhưng là ở thời gian đầu tiên liền xem thấu bóng đen ẩn núp thân phận. Tổng so ngươi cái loại này giấu đầu lòi đuôi người thân nhau rất nhiều. Ngươi không nên ở hôm nay xuất hiện. Vũ Văn Thái trong mắt có rúc lại, sau cùng kế hoạch rơi vào khoảng không, nhất thời gương mặt có chút ngưng trọng. Bóng đen đã so hắn tưởng tượng muốn càng cường hãn. Diệp Thần lúc này gặp có người có thể đủ kéo Vũ Văn Thái,
hơi vui mừng, từ lời nói của đối phương tới xem, tất nhiên là Minh Long thần điện cựu địch. Tới thật là đúng lúc. Không do dự nữa, hắn cùng Kỳ Lâm, Ngụy Dĩnh hai mắt nhìn nhau một cái, ba người đồng loạt hướng Vũ Văn Cơ đi. Đế Thích Thiên, cứu con trai ta. Vũ Văn Thái mắt xem Vũ Văn Cơ bị ba người vây công, mang một vẻ cầu khẩn nhìn về phía Đế Thích Thiên. Ở tất cả mọi người đối với tâm ma chi chủ giữ kín như bưng thời điểm, Vũ Văn Thái có thể đứng ra len lén cùng tâm ma chi chủ hợp tác, hắn cũng có mình mục đích. Đế Thích Thiên có chút bất đắc dĩ liếc mắt một cái Vũ Văn Cơ. Đây là bọn họ ước định ở giữa một cái, Vũ Văn Cơ coi như là lại không chịu nổi, cũng phải cứu. Đế Thích Thiên mang dọn ra sát ý, chỉ có thể một mũi tên bước chắn Vũ Văn Cơ trước người. Lúc này Tham Lang Đại Đế lại một lần nữa đứng lên. Vĩnh không thối lui. Đây là Tham Lang Đại Đế cho tới nay chưa từng buông tha. Tiền bối, ta cảm thấy có cái gì không đúng, nếu cứu ra Lạc Nhi, ta cảm thấy chúng ta cũng nên rời đi. Hắc ám nguyên phù, bỏ chạy. Diệp thần nếu cứu ra Diệp Lạc Nhi, vậy không cần thiết ở chỗ này dính dấp, mấu chốt, thời khắc này hắn lại mơ hồ cảm giác được ngập trời nguy hiểm. Diệp thần vội vàng sử dụng hắc ám nguyên phù, muốn phải dẫn Diệp Lạc Nhi bọn họ chạy trốn đi. Muốn đi, cũng không như vậy dễ dàng. Đế Thích Thiên đã hoàn toàn mở ra tim ma lực, hừ lạnh một tiếng, ngang trời một kiếm chém ra. Ở Đế Thích Thiên một kiếm này mũi nhọn hạ, Diệp thần hồng mông đại tinh không, tại chỗ sụp đổ bể tan tành, vô số mảnh vụn ánh sao, chôn vùi ở vực sâu vô tận bên trong đi. Ở nơi này cục sắp điện đỉnh lúc đó, Vũ Văn Thái nhưng là vào lúc này lộ ra một người vô cùng là kinh khủng mỉm cười, hắn đã hiệu triệu Minh Long thần điện cường giả, kéo lại bóng đen. Hết thảy các thứ này, xa không có kết thúc, hết thảy các thứ này, vừa mới bắt đầu. Hắn bơi đi ở toàn bộ Minh Long thần điện bên trong. Tất cả địa phương đều là răng đèn kết hoa, đây là Vũ Văn Cơ đám cưới làm chuẩn bị. Đến khi Vũ Văn Thái bóng người xuất hiện lần nữa, là ở Minh Long thần điện tầng dưới chót nhất, nơi đó là một khối lòng đất địa ngục, cũng là Minh Long thần điện sau cùng tim ma lực ngọn nguồn. Rào 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 rào, là xiềng xích kéo thanh âm, Vũ Văn Thái đem trong ngực một khối vô cùng là chân quý long cốt, chứa ở địa ngục cửa bên trên. Địa ngục mở hạch. Tay cầm long cốt Vũ Văn Thái, lúc này phảng phất như là tất cả địa ngục sứ giả người chỉ huy. Bóng đen nghe được cái này ầm đích một tiếng, thân hình lắc một cái, lần nữa biến mất ở trong hư không. Đế Thích Thiên phảng phất là đã sớm biết đây là cái gì vậy, tất cả tâm ma chướng khí toàn bộ thu hồi, một tay nhắc tới Vũ Văn Cơ, đã bay hướng Vũ Văn Thái phương hướng. Cái này tới từ địa ngục hơi thở quá mức hừng hực, một khi bị bọn họ bao phủ ở. Tất cả người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kỳ Lâm, Ngụy Dĩnh các người thân thể trôi lơ lửng ở trên bầu trời, trong mắt vậy xuất hiện một chút áp lực. Ở địa ngục này cửa khép mở chèn ép xuống, bọn họ lại được không thở nổi. Cái này chẳng lẽ mới là Minh Long thần điện lần này chân chính lá bài tẩy. Các ngươi đi trước, ta tới ngăn lại nàng. Chuyện hôm nay, ta vốn liền chuẩn bị ta một người vác. Diệp thần trong mắt ứ máu, khẽ cắn răng. Một thân một mình, thừa nhận địa ngục xâm khí lạnh tức đánh vào, đồng thời trở tay sử dụng hủy diệt đạo ấn và hắc ám nguyên phù, lấy hắc ám thúc dục độn thuật, đem Kỳ Lâm, Tham Lang Đại Đế, Ngụy Dĩnh các người toàn bộ rời đi ra Minh Long thần điện phạm vi bao trùm. Mà hủy diệt đạo ấn chính là đối mặt trước mắt quỷ dị. Diệp thần. Mọi người thấy Diệp thần lại có thể một mình lưu lại, nhất thời kinh hãi muốn chết. Bọn họ quay đầu, thấy được Diệp thần thân thể. Ở cửa địa ngục sinh linh lật bay nổi bật hạ, tựa như con kiến hôi nhỏ bé. Hắn là luân hồi chi chủ, chấp trưởng lục đạo luân hồi, còn con này cửa địa ngục, hắn nói gì sợ hãi. Ngay lập tức tới giữa, ngút trời vô địch, xen lẫn vô số sinh linh khí huyết kiếm khí, hung hăng hướng Diệp thần phách đánh tiếp. Lục đạo luân hồi pháp, mở. Sống chết trước mắt, Diệp thần lòng bàn tay luân hồi văn lạc hiện lên, một cái to lớn luân hồi chi bàn. Từ sau lưng hắn chậm rãi nổi lên, chính là lục đạo luân hồi pháp. Còn có canh kim nguyên phù, quang minh nguyên phù, hắc ám nguyên phù, sấm sét nguyên phù, mậu thổ nguyên phù, kịch độc nguyên phù, tổng cộng 6 chương nguyên phù, cũng ở đây luân hồi chi bàn nổi lên hiện. Giờ khắc này, Diệp thần lại có thể đem 6 chương nguyên phù, ra chỉ đến luân hồi chi bàn phía trên, dùng để đề thăng lục đạo luân hồi pháp uy lực. Lục đạo, chính là thiên nhân đạo, súc sanh đạo. A-tu-la đạo, ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo.
thiên nhân đạo, đối ứng canh kim nguyên phù, đại biểu trời người kim quang, khoáng đạt cuồn cuộn. Nhân đạo, đối ứng quang minh nguyên phù, đại biểu quang minh vĩ đại, nhân đạo vĩnh tồn. Súc sanh đạo, đối ứng hắc ám nguyên phù, đại biểu súc sinh kiếp nạn, hắc ám xa vào. Atula đạo, đối ứng sấm sét nguyên phù, đại biểu ma đạo thiên uy, như sấm diệt thế. Ngạ quỷ đạo, đối ứng kịch độc nguyên phù, đại biểu quỷ đói gào khóc, lưu độc vạn cổ. Địa ngục đạo, đối ứng mậu thổ nguyên phù, đại biểu địa tàng thế giới, vạn cổ bất diệt. Diệp thần thu hoạch 6 chương nguyên phù, vừa vặn đối ứng lục đạo luân hồi, trong sâu thẳm, tựa như hết thảy đều có định số. Không chỉ như vậy, luân hồi huyền bi vậy đồng loạt vờn quanh thân. Trần bia, phong bi, viêm bia, linh bia, độc bia, ám bia. Đám người bia lực, hội tụ toàn thân. Ở 6 đại nguyên phù và luân hồi huyền bi bơm vào hạ, lục đạo luân hồi pháp uy lực, nhất thời bùng nổ đến đỉnh cấp, hắc ám quang minh, sấm sét mậu thổ, canh kim kịch độc, các loại đại lộ vận chuyển, diễn hóa thành một đoàn đen nhánh u ám, hỗn độn vô lượng, gần như tại thái thượng đại đạo năng lượng. Từng luồng màu trắng đậm lửa cháy mạnh, từ địa ngục bên trong trên nổ lên, tất cả địa ngục sinh linh, ở Vũ Văn Thái dưới sự chỉ huy, toàn bộ bơm vào đến từng cái minh long cường giả bên trong thân thể, tự thân ý chí võ đạo, vậy hoàn toàn dung nhập vào. Oanh! Tất cả minh long thần điện cường giả, long chảo hoa phá hiểu tiếng nổ, như núi lửa bộc phát vậy, địa ngục năng lượng bùng nổ tới cực điểm, hừng hực cháy, không ngừng nướng không gian, đúng phiến vực sâu không gian không ngừng vặn vẹo. Luân hồi quyền, phá! Diệp thần quát lên một tiếng lớn, hỗn hợp rất nhiều lực lượng lục đạo luân hồi pháp, năng lượng toàn bộ bơm vào đến nắm đấm của hắn trên. Một quyền này bộc phát ra, như muốn oanh phá thiên địa tinh không, chung quanh tầng tầng vực sâu, lại đang không ngừng chấn động. Diệp thần luân hồi huyết mạch, vậy vào giờ khắc này cháy, đây là hắn một kích mạnh nhất, coi như là thái chân cảnh sơ kỳ cao thủ tới, đều phải bị một quyền trong nháy mắt giết. Vù vù, một tôn nguy nga khoáng đạt, vô cùng to lớn hư ảnh, cũng là từ diệp thần sau lưng nổi lên. Đó là đã từng luân hồi chi chủ bóng người. Giờ khắc này, diệp thần tựa như hóa thân luân hồi chi chủ, hung hăng một quyền đánh phía cửa địa ngục. Nếu không cách nào hạn chế Vũ Văn Thái, vậy hắn liền đem cửa địa ngục cưỡng ép đóng cửa. Hạ một sát, minh long các cường giả, một gốc nghênh kích trên luân hồi quyền, không sợ chết, người trước gục ngã người sau tiến lên ở diệp thần thần uy dưới, cho dù là hóa là phấn vụn, cũng có về sau các cường giả, tiếp tục lao tới. Nhưng đương thời giây phút, diệp thần tự nhiên sẽ không lùi bước, diệp thần lục đạo luân hồi quyền, như cũ chưa từng có từ trước đến nay, hung hăng giết hướng cửa địa ngục. Coi như diệp thần quả đấm, có thể dung chuyển tinh không, vậy hám không nhúc nhích được cửa địa ngục. Đây là nhân quả quy luật, so vũ trụ tinh không còn muốn khoáng đạt, coi như là chư thiên vạn giới, cũng phải thần phục ở nhân quả uy nghiêm hạ. Cửa địa ngục vô biên vô tận, cuồn cuộn vĩnh tồn sinh linh, là Vũ Văn Thái trình độ cao nhất sát chiêu, trừ phi là cấp trên đại năng ra tay, nếu không, tuyệt đối không có biện pháp đóng cửa. Vậy thì đồng nghĩa với, diệp thần có lẽ tạm thời tới giữa chiếm trên đỉnh, nhưng là kéo dài đâu. Hắn có nhiều ít nguyên lực, có thể để cho hắn đối mặt cái này mãi không có giới hạn đám người. Diệp Lạc Nhi lúc này hai tròng mắt đã rưng rưng, đều là bởi vì nàng, diệp thần cuối cùng vẫn là đi lên điều này tuyệt lộ. Không có cách nào sao? Diệp thần. Diệp Lạc Nhi quanh thân kim quang tứ tán, bi phẫn tiếng rồng ngâm, long thần phá thiên quyết lần nữa mạnh mẽ ra. Vì diệp thần, nàng không thể lại bị động như vậy. Ha ha ha, luân hồi chi chủ, thật là lớn khí phách. Đáng tiếc đời này ngươi, tu vi quá nhỏ bé, không phải ta địch thủ. Vũ Văn Thái ngửa mặt lên trời cười to, từ vậy một tôn luân hồi chi chủ bóng người trên, hắn cảm nhận được liền kinh khủng trưởng thành tiềm lực. Một khi diệp thần huyết mạch, toàn bộ hồi phục, hoàn toàn trưởng thành, đây tuyệt đối là bao trùm chư thiên, liền cấp trên cũng phải quỳ xuống thần phục. Thật may, bây giờ diệp thần, tu vi còn chỉ là nửa bước thủy nguyên cảnh, không phát huy ra luân hồi huyết mạch toàn bộ thực lực, coi như lục đạo luân hồi pháp toàn lực bùng nổ, vậy không tổn thương được cửa địa ngục chút nào. Sốt cuộc, vậy giết không hết minh long cường giả, vậy dâng trào vô cùng vô tận địa ngục sinh linh, rốt cuộc phản phụ thượng liền diệp thần. Phốc xích, diệp thần cuồng phún ra một ngụm máu tươi, sau lưng luân hồi chi bàn, còn có luân hồi chi chủ hư ảnh, cũng sống sờ sờ bị chấn bể. Hắn ngũ tạng lục phủ, vậy đang kịch liệt chấn động,
cơ hồ muốn nghiền. To lớn lực phản chấn, không ngừng truyền tới, làm người ta nghẹt thở. Diệp Thần cháy cái này lục đạo luân hồi huyết mạch, nhưng không có thương tổn được Vũ Văn Thái chút nào, hắn thân như Thái Sơn, không có chút nào bị dung chuyển hình dáng. Cái này tàn khốc cửa địa ngục, Vũ Văn Thái lại là dùng Minh Long thần điện cường giả sinh mạng hiến tế cho địa ngục, không tích bất cứ giá nào, vì chém chết luân hồi chi chủ. Như thế nào, bị người cầm đao nhìn chằm chằm cảm giác, rất không tệ chứ. Vũ Văn Thái cười lạnh nói. Mậu thổ nguyên phù, bảo vệ. Nguy cấp bên trong, Diệp Thần sử dụng mậu thổ nguyên phù, mở ra một phiến mậu thổ thế giới, thoáng ngăn cản không gian loạn nhận chém chết, ngồi xếp bằng xuống chữa thương. Cá chép ban phúc, bát quái thiên đan thuật. Diệp Thần bóp một cái pháp quyết, sử dụng thiên tiên cá chép sao, dùng lại ra bát quái thiên đan thuật. Nhất thời, từng cái cá chép màu vàng hư ảnh, ở Diệp Thần quanh người lững lờ, xua tan hắc ám. Từng luồng bát quái đan khí, cũng là bao phủ Diệp Thần thân thể, không ngừng chữa trị hắn thương thế. Ha ha, ta sẽ để cho ngươi như vậy dễ như trở bàn tay dưỡng thương. Vũ Văn Thái cười to. Trong tay long cốt giơ lên thật cao, một chàng mới ngâm sướng, địa ngục một lần nữa dũng công, sắp mở. Đủ. Trong trẻo lạnh lùng mà thanh âm ôn uyển từ trên hư không truyền tới, mang uy nghiêm của cấp trên, lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều cảm nhận được liền vô cùng là mãnh liệt chèn ép. Thanh âm này, chẳng lẽ là Thái Thượng Thiên Nữ? Diệp Thần trong lòng run lên. Mở cửa địa ngục, người Minh Long thần điện triệu năm nhân quả cho một mồi lửa, đáng giá không? Trong hư không, hoa quang chợt hiện, thiên kiếm thần uy dưới, lau một cái Thái Thượng Thiên Nữ ý chí hạ xuống. Vũ Văn Thái có chút thẫn thờ nhìn Thái Thượng Thiên Nữ, nàng lúc này xuất hiện, ngày hôm nay Diệp Thần tánh mạng, chỉ như vậy giữ được sao? Hắn rất không cam lòng, trả giá cao thật sự là quá lớn. Thiên Nữ đại nhân, luân hồi chi chủ nhiều lần cùng ta Minh Long thần điện là địch. Vũ Văn Thái vội vàng quỳ bái tại, nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt càng oán độc. Thái Thượng Thiên Nữ ngón tay tùy ý vung lên, đã đem vậy cửa địa ngục đóng cửa. Mà Vũ Văn Thái trong tay long cốt, lúc này lặng lẽ hóa là phấn vụn, như vậy nhân quả báo ứng, vượt quá hắn tưởng tượng. Thiên Nữ đại nhân, ta Vũ Văn cơ thể với trời, Diệp Lạc Nhi là tổ long thần điện cùng Minh Long thần điện chủ động quan hệ thông gia. Vũ Văn cơ nhanh chóng giải thích, Thái Thượng Thiên Nữ cố nhiên phủ xuống chỉ là một đạo ý chí. Nhưng cái này ý chí một cái đầu ngón tay là có thể đem hắn vẫn giết ở chỗ này. Hắn không dám nói láo, thậm chí không dám nhìn thẳng Thái Thượng Thiên Nữ ánh mắt, dù là đây chỉ là một đạo hư ảnh. Đế Thích Thiên, người đi qua đại kiếp, vốn là có cảm ngộ, không nên lại ngông tạo sát nghiệt. Hôm nay, ngươi lại tự đi rời đi, ngày mai, người tử sẽ có ngươi nhân quả. Tâm ma chi chủ cho tới bây giờ đều là xu lợi tránh hại tiểu nhân. Đối mặt Thái Thượng Thế Giới cường giả chân chính, cũng chỉ có ngoan ngoãn cúi đầu xưng thần phân. Tới cũng vội vã, cũng đi vội vã. Vũ Văn Thái nhìn Đế Thích Thiên rời đi bóng người, có chút tối mắng hắn chân thực không phải thứ gì. Diệp Thần, người nói thế nào? Thái Thượng Thiên Nữ sắc mặt như thường, nhìn về phía Diệp Thần, so với Minh Long Thần Điện, nàng càng muốn biết, hôm nay, Diệp Thần là như thế nào đối đãi đây hết thảy. Thái Thượng Thiên Nữ xuất hiện. Tựa như quyết định ngày hôm nay chiến cuộc đi về phía. Thái Thượng Thế Giới tồn tại, đủ để quyết định người khác sống chết. Mấu chốt vì sao Thái Thượng Thiên Nữ sẽ hỏi Diệp Thần đối với chuyện này cái nhìn. Đây là đám người trong lòng lớn nhất nghi vấn. Liền tại tất cả người chờ đợi Diệp Thần câu trả lời lúc đó, Diệp Lạc Nhi trước tiên trước bước ra một bước, đối với Thái Thượng Thiên Nữ nói. Thiên Nữ đại nhân, hôm nay hết thảy đều là bởi vì ta. Ta căn bản chẳng muốn gả cho Vũ Văn Cơ, hơn nữa Minh Long thần điện cưới ta, là bởi vì là ta giác ngộ cửu thiên thần thuật Long thần phá thiên quyết. À, Thái Thượng Thiên Nữ nghe được Diệp Lạc Nhi nói như vậy, ngón tay tương khấu, một đạo kim quang đánh ra, khốn khổ Diệp Lạc Nhi ước chừng 3 ngày thương không bảy túc trận, lúc này đã sụp đổ. Đây chính là cảnh giới tu vi toàn lực nghiền ép. Còn nhỏ tuổi liền có thể nắm giữ cửu thiên thần thuật. Khó trách có thể để cho Vũ Văn Cơ như vậy quyết đánh đến cùng. Thái Thượng Thiên Nữ nhìn một cái vậy hai cái bò lổm ngổm trên đất Vũ Văn phụ tử, lúc này cũng không khỏi được treo lên một chút sáng tỏ. Nói tới nói lui, vẫn là thần thông sự việc. Võ đạo thế giới rình rập thần thông công pháp, nơi nơi. Bất quá cái này Diệp Lạc Nhi thiên phú và cơ duyên quả thật kinh người, coi như là đặt ở Thái Thượng Thế Giới,
chỉ sợ cũng không yếu. Mấu chốt, Thái Thượng Thiên Nữ cái này đạo hư ảnh lại mơ hồ phát hiện Diệp Lạc Nhi trên mình nhân quả cực kỳ phức tạp. Có nhiều chỗ, thậm chí liền nàng đều không cách nào nhìn thấu. Đây chỉ có hai trường hợp, hoặc là người này bất quá là không cách nào tu võ chúng sinh, hoặc là, người này có đầy đủ trấn áp Thái Thượng thế giới nội tình. Rất hiển nhiên, là người sau. Thái Thượng Thiên Nữ khóe miệng phác họa một đạo nụ cười, xem ra, ngày hôm nay hạ xuống ngược lại là thu hoạch không thiếu. Sau đó, nàng mắt đẹp nhìn về phía Diệp Thần, nói, Diệp Thần, nếu ngươi không bảo vệ được nàng, liền để cho nàng theo ta đi Thái Thượng Thế Giới đi. Lời này vừa nói ra, tại chỗ tất cả mọi người đều ngược lại hít một hơi khí lạnh. Vô số người tế phá đầu muốn bước lên Thái Thượng Thế Giới, dù là những cái kia Thái chân cảnh trí cường đều không cách nào làm được, mà hôm nay, Thái Thượng Thiên Nữ tùy tùy tiện tiện một câu nói, sẽ để cho Diệp Lạc Nhi có thể bước vào Thái Thượng Thế Giới. Đây là kinh khủng bực nào cơ duyên à? Vũ Văn Cơ diễn cảm chấn động phố, hắn rất rõ ràng, chỉ cần Diệp Lạc Nhi đáp ứng, bọn họ Minh Long Thần Điện tất nhiên sẽ ở một ngày nào đó tiêu diệt. Hơn nữa, từ nay về sau, hắn lại vậy không có cơ hội lấy được Cửu Thiên Thần Thuật. Hắn không cam lòng, nhưng là đối mặt vậy phun trào ra vô tận quy luật ý Thái Thượng Thiên Nữ, hắn không có bất kỳ cự tuyệt tư cách. Giờ phút này, Thái Thượng Thiên Nữ đang đợi Diệp Thần câu trả lời. Nàng tới quang minh lỗi lạc, chỉ dùng thực lực phục người, tuyệt đối sẽ không đùa bỡn thủ đoạn nhỏ. Một điểm này, Diệp Thần trong lòng hiểu rõ, nhưng là chỉ như vậy để cho Diệp Lạc Nhi đi theo nàng đi Thái Thượng Thế Giới, tuyệt đối không được. Diệp đại ca, làm thế nào? Diệp Lạc Nhi nhìn thấu Diệp Thần kiên quyết, vậy rõ ràng Diệp Thần nhất định sẽ không đồng ý, nhưng là chỉ cần nàng còn ở Diệp Thần bên người, như vậy Minh Long Thần Điện, hoặc là cái khác thế lực. Liền nhất định còn sẽ đem chủ ý đánh tới nàng trên mình. Mang ngọc mắc tội à? Diệp đại ca, có lẽ ta đi Thái Thượng Thế Giới, cũng là ta tu vi và tạo hóa, ta cũng không muốn một mực để cho các người bị người nắm mũi dẫn đi. Diệp Lạc Nhi lúc này nhẹ nhàng kéo kéo Diệp Thần căng thẳng quả đấm, cô gái hiểu điệu, bị nàng hoàn mỹ triển hiện ra. Lạc Nhi, ta sẽ bảo hộ ngươi. Diệp Thần nghiêm túc nói, Diệp Lạc Nhi một thân một mình đi Thái Thượng Thế Giới. Có quá nhiều không biết, không có ai biết, ở vậy sẽ phát sinh cái gì? Không, Diệp đại ca, ta nhất không muốn trở thành, chính là các ngươi tất cả mọi người gánh vác. Diệp Lạc Nhi ánh mắt bi thương, nàng trơ mắt nhìn Già Thiên Ma Đế, Huyết Long, Viêm Khôn, Tham Lang Đại Đế các người, một cái lại một cái bỏ ra máu tươi, để bảo vệ mình. Ta cho tới bây giờ cũng không muốn đứng ở các ngươi sau lưng, bị các ngươi bảo vệ. Diệp Lạc Nhi thống khổ lắc đầu một cái. Diệp Thần trong lòng biết không nên bởi vì mình ý nghĩ cá nhân, sẽ để cho Diệp Lạc Nhi sống ở mình hạn chế dưới, hắn do dự mấy giây, vẫn là nói. Lạc Nhi, người tới chọn, vô luận như thế nào, ta cũng chống đỡ ngươi. Thái Thượng Thiên Nữ cũng không cắt đứt hai người, mà là chỉ như vậy giống như một người đi đường vậy nhìn. Hiệp cốt nhu tình, mặc dù nàng nuôi heo kế hoạch, hy vọng Diệp Thần có thể thực lực đại tăng, nhưng là hơn một chút nhỏ tình cảm. Cũng tốt hơn xem Hồng Thiên Kinh như vậy máy giết người. Diệp đại ca, ta quyết định, ta sẽ đi theo Thái Thượng Thiên Nữ đi Thái Thượng Thế Giới, một ngày kia, hy vọng các ngươi tới Thái Thượng Thế Giới, tiếp ta trở về. Đã như vậy, vậy thì lên đường, mặc dù vực ngoại thiên đạo suy thoái, nhưng ta như cũ không thể ở chỗ này ngây ngô quá lâu. Ngay lập tức tới giữa, một đạo sáng chói ánh sao bao phủ Diệp Lạc Nhi và Thái Thượng Thiên Nữ hai người. Rồi sau đó, phía sau hai người hư không biến dạng. Bóng người biến mất, hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Diệp Thần thần sắc ngưng trọng, mắt thấy Thái Thượng Thiên Nữ mang Diệp Lạc Nhi vô căn cứ biến mất, lòng hắn bên trong mặc dù có chút không thôi, nhưng chí ít đây đối với Diệp Lạc Nhi mà nói, là một đạo thiên đại cơ duyên. Hắn không có tư cách tước đoạt. Hôm nay, toàn bộ Minh Long Thần Điện, chỉ còn lại Diệp Thần, Vũ Văn Cơ và Vũ Văn Thái. Còn có lúc này đã khuôn mặt hư hao hoàn toàn Minh Long Thần Điện. Diệp Thần sát kiếm chỉ hướng Vũ Văn Thái, gằn từng chữ, từ bây giờ về sau, ta cùng ngươi Minh Long Thần Điện, không chết không thôi. Hắn quật cường nhìn cách đó không xa Vũ Văn Thái, Minh Long Thần Điện cùng mình định trước sẽ trở thành là bất tử bất diệt tử kiếp. Vũ Văn Thái kéo lại còn dự định động thủ Vũ Văn Cơ, khẽ lắc đầu một cái, lúc này bọn họ đã đến đầu gió đỉnh sóng bên trên, có Thái Thượng Thiên Nữ chiếu cố. Diệp Thần, cái này lên một đời luân hồi chi chủ, lần này tánh mạng không lo.
Hơn nữa bọn họ đã trả giá giá cực lớn, lúc này cũng không thích hợp lớn hơn nữa động nóng này. Lần kế, ngươi nhất định sẽ mất mạng ở ta Minh Long Thần Điện. Diệp Thần cũng sẽ không nói nhảm, xoay người rời đi, cùng đám người hội họp. Rất nhanh, Diệp Thần liền gặp được Ngụy Dĩnh các người. Lạc Nhi đâu? Ngụy Dĩnh nghi ngờ nhìn Diệp Thần, lấy Diệp Thần tính cách, là tuyệt đối sẽ không bỏ lại Diệp Lạc Nhi mình chạy trốn. Thái Thượng Thiên Vai Nữ một đạo thần niệm hạ xuống, đem Lạc Nhi mang tới Thái Thượng Thế Giới. Diệp Thần có chút phức tạp mở miệng nói. Cái gì? Tham Lang Đại Đế thất kinh. Cưỡng ép mang người đi Thái Thượng Thế Giới, nhưng mà sẽ có nhất định trách phạt. Thậm chí có nguy hiểm. Thái Thượng Thiên Nữ như vậy, kết quả thế nào? Chẳng lẽ Diệp Lạc Nhi có đáng để cho nàng mạo hiểm tư cách? Diệp Thần con người đông lại một cái, nhìn Thương Khung, gần từng chữ, vực ngoại thiên đạo thay đổi, để lại cho ta thời gian không nhiều lắm, ta sẽ lấy nhanh nhất tốc độ, giết hướng Thái Thượng Thế Giới. Một ngày nào đó, hắn sẽ đem Diệp Lạc Nhi nguyên vẹn không sứt mẻ đón về tới. Các ngươi về trước Thái Huyền Trận Môn, ta đi một chuyến Tinh Hồ Chi Địa. Diệp Thần vừa nói, nhìn Ngụy Dĩnh một mắt, người mau sớm cùng Tô Tiền Bối liên lạc, tựa hồ có người dự định cướp đoạt băng minh cổ ngọc. Đối với Diệp Thần mà nói, Minh Long Thần Điện cừu hận dưới mắt cũng không trọng yếu chính là luyện thần tiền bối bên kia phát sinh hết thảy. Ngụy Dĩnh gật đầu, xem ra là vị kia Thái Thượng Thế Giới thân đồ thiên âm, lựa chọn hành động. Hai tiếng sau đó, Minh Long Thần Điện bầu trời lơ lửng một đạo cô gái bóng người. Cô gái này không phải người khác, chính là thân đồ Uyển Nhi. Thân đồ Uyển Nhi vậy cầm thép dù, đem nước chảy ngăn chặn, thấy được vậy sụp đổ Minh Long Thần Điện, nàng khẽ cau mày. Chẳng lẽ nơi này mới vừa trải qua một trận tai họa lớn? Nàng mặc dù ở thiên nhân vực không hề lâu, nhưng đối với một ít thế lực cường đại trong lòng mơ hồ hiểu rõ. Minh Long Thần Điện cũng không phải là thế lực bình thường, lại sẽ có kết quả như thế. Nàng nhắm mắt lại, ấn đường cổ xưa dấu vết hiện lên. Thần thức va chạm, nhân quả dò xét. Đột nhiên, thần độ Uyển Nhi mở mắt ra, nàng không khỏi được kêu lên một tiếng, Thái Thượng Thiên Nữ. Mới vừa Thái Thượng Thiên Nữ lại đã tới, mục tiêu cũng là băng minh cổ ngọc sao. Bất quá bởi vì nhân quả dò xét có hạn, nàng cuối cùng không nhìn thấy Ngụy Dĩnh, ngược lại chú ý tới là một cái khác cô gái được thiên nữ xem trọng. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Thân độ Uyển Nhi suy đoán tới nơi này, vội vàng làm việc thép dù chống lên tới, sau đó tại chỗ biến mất, tận lực ít đi cùng Thái Thượng Thiên Nữ tướng lẫn nhau dính nhân quả. Cùng lúc đó, Diệp Thần đã tới Tinh Hồ Chi Địa, vốn là quang trận, lúc này đã hào nhoáng bên ngoài, người nào đều có thể tùy tiện phá vỡ. Cổ thất tiền bối. Diệp Thần ngay tức thì cảm giác được cái gì, bước ra một bước, đi tới một nơi. Hắn nhìn đã sớm lạnh như băng thân thể, tựa như không dám tin tưởng mình ánh mắt. Thái Thượng luyện thần tộc luyện thần cổ thất, chỉ như vậy, không tiếng động chết ở thiên nhân vực. Diệp Thần có chỉ là tràn đầy thương tiếc, đối với cái này cứu Ngụy Dĩnh tiền bối, lòng hắn bên trong tràn đầy kính ý. Thân đồ thiên âm con gái, thực lực lại là như vậy mạnh mẽ sao? Diệp Thần cẩn thận tra xét cổ thất thi thể. Nhìn như hoàn hảo quần áo, cho đến Diệp Thần đi tới hắn bên người, mới phát hiện, phía trên lại là rậm rạp chẳng chịt vết kiếm, mịn trình độ, thậm chí liền quần áo cũng không có vỡ vụn, cứ như vậy, một cây một gốc phân bố ở cổ thất trên thân hình. Tàn nhẫn như vậy thủ đoạn, Thái Thượng Thế Giới phong cách, từ trước đến giờ chính là như vậy lạnh như băng. Diệp Thần ngón tay chạm tới cổ thất trong nháy mắt, một đạo cường đại băng xương ý thức, từ cổ thất trên người đột nhiên bắn ra. Vậy lạnh như băng ý thức, tựa như là một chuôi mũi tên, mang trắng tinh băng cạnh, nhanh mạnh mà ưu việt mang cấp trên uy áp cùng cường hãn, trực kích Diệp Thần. Sát kiếm vô căn cứ xuất hiện, hướng ngang ngăn ở mũi tên kia bên trên. Đang! Nước đá ở đụng chạm trên Diệp Thần ngay tức thì, thanh thúy tiếng, vang khắp toàn bộ Tinh Hồ Chi Địa. Cho ta bể! Diệp Thần gầm nhẹ một tiếng, sát khí khúc xạ ra, đập ở băng cạnh bên trên, khiến cho tấc tấc văng tung tóe. Bên trong năm ngày, đem băng minh cổ ngọc đặt vào Hàn Chín Núi, nếu không, chết. Ở đó băng cạnh tan vỡ trong nháy mắt, một đạo tay cầm thép dụ yểu điệu hư ảnh xuất hiện, giọng xâm lạnh, hiển nhiên cũng không có chỗ trống quay về. Mới vừa rồi mũi tên kia, chỉ là vì truyền đạt đối phương nhắn lời, cũng đã cường hãn đến trình độ như vậy. Diệp Thần nhìn hư ảnh tiêu tán địa phương,
thân Đỗ Uyển Nhi so hắn tưởng tượng còn muốn cho người sợ hãi, nhưng là, băng minh cổ ngọc, hắn là không thể nào trả lại. Cho nên, bọn họ tới giữa ắt phải sẽ có đánh một trận. Ở Diệp Thần ngẩn ra để gặp, một cái mang nón lá người đàn ông trung niên, chậm rãi đi tới Diệp Thần bên người. Đây là luyện thần đại nhân, lưu cho ngài. Vậy người đàn ông trung niên trong tay nâng một cái màu gỗ đỏ hộp vuông, đang ánh mắt buồn bã nhìn Diệp Thần. Diệp Thần nhớ hắn, hắn là trước ở quang trận bên trong người bảo vệ. Cảm ơn. Màu gỗ đỏ hộp vuông, không hề nặng nề, ngược lại, có chút nhẹ bóng. Diệp Thần không biết cái này người bảo vệ phải chăng thấy được thân Đỗ Uyển Nhi đánh chết Cổ Thất ngay tức thì, cũng không biết hắn là lấy tâm tình như thế nào, trông nom cái này cái đã sớm lạnh như băng thi thể. Người đàn ông trung niên đem trên đầu nón lá lấy xuống, ngồi xổm người xuống, đem Cổ Thất đeo ở sau lưng. Ta sẽ dựa theo luyện thần lớn ý nguyện của người, vì đại nhân hạ táng. Phảng phất là giao phó như nhau, nón lá nam tử khi đi ngang qua Diệp Thần thời điểm, dừng bước lại, mang trên mặt vẻ cầu khẩn, hy vọng ngài có thể hoàn thành luyện thần đại nhân giao phó. Diệp Thần nặng nề gật đầu, vô luận là ban đầu cứu trợ Ngụy Dĩnh cam kết, hay là đối với cái này vị tiền bối dẫu có chết không có bán đứng kính nể, Diệp Thần thề, vô luận Cổ Thất là có như thế nào giao phó, hắn cũng sẽ toàn lực ứng phó. Tinh hồ bên trên thổi tới gió lạnh, vén lên Diệp Thần cái ót tóc, tựa hồ là đang nhắc nhở hắn không muốn đắm chìm trong bi thương bên trong, muốn đánh, muốn dùng quả đấm, là Cổ Thất lấy lại công đạo. Đây là gỗ lim hộp bên trong đồ, để cho Diệp Thần giật mình trong lòng. Trừ một phong thơ, chính là một tòa bỏ túi cung điện tháp. Trong thơ có một hàng chữ, làm bốn sao liên châu lúc đó, mở nó ra. Chắc là luyện thần giao phó. Bất quá cái này bốn sao liên châu lại là lúc nào? Diệp Thần không nghĩ nhiều nữa, dưới mắt hẳn không phải là mở ra thời gian. Hắn ánh mắt rơi vào cung điện tháp bên trong, cung điện này tháp dĩ nhiên là không gian loại quy luật thần khí. Mỗi một cái xà ngang, mỗi một cây cột gỗ, bát giác tháp trên mặt, cũng chạm trổ từng viên dị thường tinh xảo tỉ hưu, cho dù nhỏ đi nữa, cũng có thể thấy chúng trợn mắt nhìn diễn cảm. Vậy cung điện Diệp Thần trước là đã gặp. Rõ ràng chính là Cổ Thất đối với hắn và Vũ Văn Cơ khảo nghiệm lúc địa phương, một tầng hai tầng tầng ba, hắn thậm chí có thể thấy tầng thứ hai những cái kia từng để cho hắn và Vũ Văn Cơ đều điên cuồng kỳ chân dị bảo. Mà lúc này, những cái kia kỳ chân dị bảo, binh pháp thần thông, đang tản ra hấp dẫn minh minh chúng sanh u quang, là như vậy sáng chói cùng lóa mắt. Đây là vị kia Cổ Thất tiền bối tất cả truyền thừa, không giữ lại chút nào truyền thừa. Thời khắc này Diệp Thần chỉ cảm thấy được tâm tình phức tạp dị thường, vị này cùng hắn sống chung ngắn ngủi 10 ngày tiền bối, vị này thậm chí có thể nói là bởi vì hắn mà chết tiền bối, chỉ như vậy đem cả đời truyền thừa, lưu cho mình. Tại sao? Nhưng mà sẽ không có người trả lời Diệp Thần vấn đề, hắn chỉ có thể tự lầm bầm nhìn trước mắt cung điện tháp, ngón tay đã hướng tầng thứ 3 đóng chặt cửa đẩy đi. Đẩy không ra. Diệp Thần ngón tay hội tụ trên luân hồi hơi thở. Định cưỡng ép đột phá cái này tầng thứ 3. Vẫn là không phản ứng chút nào. Diệp Thần mặt mũi hơi hơi nhíu nếp nhăn, là hắn bây giờ thực lực còn chưa đủ sao? Còn chưa đạt đến Cổ Thất yêu cầu, cho nên không mở được sao? Trong tay cung điện tháp huỳnh quang lập lòe, Diệp Thần chỉ có thể tạm thời đem nó đặt ở luân hồi mộ địa bên trong. Ngay tại cung điện rơi vào luân hồi mộ địa trong nháy mắt, sáng chói thần quang đem cung điện trùm lên liền một tầng chiếu sáng. Mà một mực rơi vào ngủ say tiểu hoàng, lúc này lại hơi giơ tay lên một cái cánh tay. Cái này một yếu ớt cử động, không kém chút nào rơi vào Diệp Thần trong mắt. Ban đầu tiểu hoàng cưỡng ép sử dụng hai con ngươi ác mộng thần uy, hao tổn lớn nhất định phải đi qua nhiều thiên tài địa bảo mới có thể cứu lại được. Diệp Thần sắc mặt vui mừng, chẳng lẽ là cung điện này ở giữa kỳ chân, có tiểu hoàng cần nhất. Cung điện tháp ở Diệp Thần thao túng dưới, bỗng nhiên biến hóa. Ở luân hồi mộ địa bên trong trở thành một cái vô cùng là cao ngất tháp lớn. Diệp Thần đem tiểu hoàng ôm vào trong ngực, một cái đi nhanh, đã bước ở tháp lớn tầng 2 bên trong. Vẫn là đuổi theo lần như nhau, tất cả kỳ chân dị bảo, công pháp thần thông, toàn bộ chỉ như vậy đặt ở trên cái giá, mặc cho người khác chọn như nhau. Tiểu hoàng thân hình lúc này lưu chuyển ra đỏ màu xanh sáng bóng, đem nó toàn bộ thú thể từ từ nâng lên tới. Chậm rãi ngừng ở vậy một chồng hỗn loạn kỳ chân bên trên. Hống. Tiểu hoàng miệng to một tấm, nuốt trời vậy khí thế ngang qua ở toàn bộ tầng 2 cổ tháp.
tất cả loại các dạng bất đồng kỳ chân, tản ra riêng mình ánh sáng, ở tiểu hoàng miệng khổng lồ hút dưới, tất cả kỳ chân đều hóa thành một đạo dốc rách linh khê, người trước gục ngã người sau tiến lên chào hướng tiểu hoàng ăn uống. Diệp Thần ánh mắt khao khát nhìn tiểu hoàng, cổ thất cho hắn đại cơ duyên, nếu như có thể thức tỉnh tiểu hoàng, vậy thật là một kiện đặc biệt đáng kinh ngạc vui mừng sự việc. Đã chính thức tiến hóa thành hai con người ác mộng tiểu hoàng, lúc này sức chiến đấu, đem trở thành Diệp Thần trợ lực lớn nhất. Khổng lồ hai con người ác mộng khủng bố khí trạch, ở tiểu hoàng thần trí khôi phục tới giữa, chậm rãi bao phủ toàn bộ luân hồi mộ địa. Tiểu hoàng. Diệp Thần cười ha hả nhìn về phía tiểu hoàng, hắn có thể cảm nhận được, khôi phục sau tiểu hoàng thực lực cảnh giới nếu so với trước kia cường đại hơn. Tiểu hoàng thân hình đã lại khôi phục được trước khi lớn nhỏ. Nhưng là hai tròng mắt và màu lông, lúc này đã xa không trước như vậy mềm mại, ngược lại mang theo một chút thần u màu tím, đỏ màu xanh sáng bóng ở hai tròng mắt bên trong lưu truyền, giống như tia chớp như nhau, ở đó trong con mắt phản xạ. Nghe được chủ nhân kêu gọi, tiểu hoàng có chút ngượng ngùng nhìn Diệp Thần, hắn lần này tỉnh lại, tất nhiên là cắn nuốt chủ nhân đông đảo thiên tài địa bảo. Chủ nhân, ngươi thực lực lại tăng lên. Tiểu hoàng gật đầu một cái. Hai con người ác mộng căn bản huyết mạch đã toàn bộ xuyên qua, mặc dù còn phát huy không được chân chính thực lực, nhưng là thành tựu hai con người ác mộng ấu thú, so với trước đã biến hóa lớn vô cùng. Diệp Thần gật đầu một cái, được, vậy chúng ta đi ngay vì ngươi cái này chân bảo nhân quả cống hiến người trả thù. Thái Huyền trận môn bên trong, Huyết Long và Viêm Khôn thương thế đã đang chậm chạp tu bổ, mặc dù liên tục chiến đấu, để cho bọn họ một lần lại một lần hao tổn cháy. Nhưng là cái này cũng để cho bọn họ đạo tâm càng kiên định cố chấp. Huyết Long đối với Hoang Long cổ đế thân thể chiếm đoạt càng ngày càng nguyên vẹn, mà theo khóa từng đạo tháo ra, hắn thực lực leo lên sau đó, vậy dần dần xu hướng tại ổn định. Diệp Thần ngồi xếp bằng cẩn thận cảm giác ban đầu vậy một đạo băng cạnh trên thái thượng dấu vết, hắn định từ một chiêu này bên trong suy đoán ra thân độ huyền nhi thực lực, nhưng vẫn không có kết quả. Vẫn là không có chắc chắn sao? Ngụy Dĩnh mặt mũi bên trong toát ra một vẻ lo âu, ban đầu thân đồ thiên âm đối với nàng rung động, để cho nàng đối mặt cường hãn như vậy thái thượng thần niệm, có càng rõ ràng nhận biết. Diệp Thần từ tinh hồ chi địa sau khi trở về, liền cùng Ngụy Dĩnh kể liên quan tới cổ thất sự việc. Nàng đối với vị này cứu mình tánh mạng tiền bối, dĩ nhiên là giạt rào kính ý cùng tiếc nuối, nhưng nếu không phải bởi vì mình, cổ thất sẽ không bởi vì băng minh cổ ngọc sự việc bỏ mạng. Tự trách sao? Đúng vậy. Không có ai có thể so với Ngụy Dĩnh càng tự trách, nàng là cái đó nhất có lập trường là cổ thất báo thù người, chính tay đâm thân đổ uyển nhi. Nhưng là, liền Diệp Thần cũng không có đem cầm, mình đâu. Thân đổ uyển nhi thực lực cảnh giới mặc dù không có nàng mẫu thân cao, nhưng là cũng không phải là chúng ta bây giờ có thể chống lại. Diệp Thần mặc dù như thế vừa nói, nhưng là thần sắc như cũ kiên định. Bất quá, nếu chuyện này bởi vì chúng ta lên. Chúng ta liền cùng nhau đối mặt. Diệp Thần nhẹ nhàng cầm Ngụy Dĩnh tay, Ngụy Dĩnh tâm tính nhiều lần trắc trở, để cho nàng vốn là bền bỉ đạo tâm, có chút dao động, những thứ này Diệp Thần đều thấy ở trong mắt. Diệp Thần, không bằng. Ngụy Dĩnh mắt đẹp rũ thấp, thần sắc đê mê nói. Nàng lời còn chưa dứt, Diệp Thần cũng đã rõ ràng nàng muốn nói điều gì. Không được. Diệp Thần không chậm trễ chút nào cự tuyệt nói, ta biết Ngụy Dĩnh. Cho tới bây giờ sẽ không yếu ớt như vậy, nàng có thể vì ta cưỡng ép chiếm đoạt băng minh cổ ngọc, nàng vĩnh viễn không hề khuất không cào tinh thần, băng minh cổ ngọc hiện tại chính là ngươi một phần chia, nếu có người muốn tới cướp, vậy chúng ta đánh liền đến các nàng không dám đánh chủ ý ngươi mới ngưng. Vô luận hắn là luân hồi chi chủ, vẫn là đang lớn lên Diệp Thần, cho tới nay, hắn đều là cái đó không thối lui chút nào người. Lăng Tiêu võ ý đã là như vậy. Nếu như Diệp Thần rút lui, vậy hắn đạo tâm và võ ý cũng sẽ hủy trong chốc lát. Ngụy Dĩnh nghe được Diệp Thần mà nói, yên lặng hồi lâu. Đúng vậy, nàng trước chiếm đoạt băng minh cổ ngọc dũng khí đi nơi nào. Được, chúng ta chung nhau đối mặt. Sau hồi lâu, Ngụy Dĩnh chậm rãi nói, nhưng là trong giọng nói, nhưng tràn đầy kiên quyết. Diệp Thần gật đầu, nếu thực lực của chúng ta bây giờ không cách nào dung chuyển thân đồ uyển nhi, như vậy cái này ước định kỳ. Chúng ta liền bày thiên la địa võng, để cho nàng chỉ có tới chớ không có về. Ta sẽ trả suất toàn lực, Ngụy Dĩnh con người đông lại một cái, kiên quyết nói. Nếu đã quyết định chủ ý đối kháng, Ngụy Dĩnh vậy thu hồi nàng không quả quyết,
lẫm liệt tàn khốc lý trí tuyệt hàn đế cung cung chủ lần nữa trở về, bỏ mặc nàng có thể chiến hình học, nàng đều phải là luyện thần cổ thất tiền bối lấy lại công đạo. Ngay tại lúc này, Tô Mạch Hàn lên tiếng, cái này dẫu sao là các ngươi chuyện giữa tiểu bối tình, ta bất tiện ra tay. Cái này nhân quả trong đó quá mạnh mẽ, ta như ra tay, đối với các ngươi mà nói, cũng không phải là chuyện tốt. Tô Mạch Hàn rất rõ ràng, nếu như nàng ra tay, ắt phải sẽ kích thích thân đồ thiên âm lửa giận, muốn đến nàng sẽ trực tiếp biến dạng không gian, coi thường quy tắc và giá phải trả, hạ xuống ở thiên nhân vực. Đến khi đó, Diệp Thần sẽ trước thời hạn bại lộ ở thái thượng thế giới, như vậy hết thảy bố trí, liền sẽ phó chi đông lưu. Cho nên, cho dù lại lo lắng Ngụy Dĩnh bọn họ, Tô Mạch Hàn như cũng không thể ra tay. Ừ, tiền bối, Diệp Thần một bộ liễu nhiên diễn cảm, nguyên bản hắn cũng không gửi hy vọng vào Tô Mạch Hàn tiền bối tiếp viện, đối với thân độ Uyển Nhi, hắn ở đáy lòng bên trong, càng muốn thử một chút có thể hay không chỉ bằng hắn và Ngụy Dĩnh, tự tay là cổ thất trả thù. Tô Mạch Hàn đột nhiên nghĩ đến cái gì, môi đỏ mỏng khẽ mở, mở miệng nói, cái này thân độ Uyển Nhi thực lực tất nhiên không địch lại. Chỉ riêng các ngươi quả thật có thể không cách nào chống lại, nhưng nếu là có thể ở cái này mấy ngày sáng tạo ra một môn liên hiệp kỹ thuật đánh nhau, ngược lại không phải là không có cơ hội. Liên hiệp kỹ thuật đánh nhau, Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, mơ hồ đoán được mấy phần. Tô Mạch Hàn trong miệng liên hiệp kỹ thuật đánh nhau chỉ sợ cũng hoa hạ như vậy một thêm một lớn hơn hai như vậy khái niệm. Ngụy Dĩnh tự nhiên trong lòng cũng rõ ràng liền cái gì, nói, sư phụ, ta muốn hướng ngài rõ ràng. Liên quan tới liên hiệp kỹ thuật đánh nhau sự việc. Trước đây, đi qua nàng và Diệp Thần nhiều lần suy diễn, bọn họ quyết định đem bố trí liền đặt ở Hàn Chín Núi, nhưng là chỉ có Thiên La Địa Võng Trải, bọn họ cảm thấy còn xa xa không đủ. Còn thiếu một đạo mạnh hơn lá bài tẩy. Mà liên hiệp kỹ thuật đánh nhau mấu chốt nhất. Tương truyền, chỉ cần hai người tâm ý tương thông, công pháp hỗ trợ lẫn nhau, có thể thông qua tu luyện, sáng tạo ra liên hiệp kỹ thuật đánh nhau. Liên hiệp kỹ thuật đánh nhau, sẽ đem hai người như cũ thần thông kỹ năng vô hạn phóng đại, trở thành một cái mới tinh lại vô cùng cường hãn thần mới thông. Nhưng là, làm sao liên thông tâm ý, công pháp phụ trợ, chế thiết lập đi ra cái này liên hiệp kỹ thuật đánh nhau, Diệp Thần không biết, Ngụy Dĩnh cũng không biết, cũng may, dưới mắt tới xem, Tô Mạch Hàn hiển nhiên biết. Tô Mạch Hàn nghe đến chỗ này, lộ ra một đạo nụ cười. Thân đồ Uyển Nhi thần thông hẳn cùng thân đồ Thiên Âm cùng tông. Đi băng xương nguyên khí, cái này cũng cùng Ngụy Dĩnh là giống nhau. Cho nên, nếu như các người muốn sáng tạo thuộc về các người hai người liên hiệp kỹ thuật đánh nhau, có thể áp dụng băng lửa nguyên khí. Diệp Thần trong lòng vui mừng, hắn nhưng mà nắm trong tay đạo linh lửa, dù là dõi mắt toàn bộ thiên nhân vực lửa tu, cũng không xính hơn để cho. Muốn sáng tạo liên hiệp kỹ thuật đánh nhau, cần thiên thời lợi người và, cái gọi là tâm ý tương thông. Là cần các ngươi có là đối phương hy sinh quả quyết, mà cái gọi là công pháp tương phụ, cũng không phải là nói chủ muốn thế nào thì khách thế đó, mà là chủ khách chuyển đổi lẫn nhau, tùy thời đổi thành, tựa như cùng là hai người các ngươi công pháp là một người thao túng, chủ khách tới giữa lưu chuyển, cần muốn không có một chút khe hở. Ngụy Dĩnh nguyên bản đã làm xong mình làm phụ trợ nhân vật, lúc này nghe được sư phụ nói như vậy, mới rõ ràng, cái này liên hiệp kỹ thuật đánh nhau, xa không có mình tưởng tượng như vậy dễ dàng. Diệp Thần vô cùng là nghiêm túc gật đầu một cái, ở hắn xem ra, liên hiệp kỹ thuật đánh nhau, là cần hai người tuyệt đối ăn ý cùng trung thành, tuyệt đối phối hợp cùng đổi thành. Ta hiểu ý, đa tạ tiền bối. Diệp Thần mơ hồ biết được cái gì. Tô Mạch Hàn vui mừng gật đầu một cái, nàng có thể nhắc nhở tới nơi này, phía sau cũng chỉ có thể xem bọn họ hai người tạo hóa. Một ngày sau, Hàn Chín Núi bên trên. Xâm lạnh hàn băng khí tức. Bao phủ ở đỉnh núi bên trên, phảng phất là quấn quanh đám mây, tích tụ tới. Diệp Thần và Ngụy Dĩnh hai người ngồi xếp bằng đối trưởng, khoảng cách thân độ Uyển Nhi đi tới nơi này Hàn Chín Núi, chỉ còn lại 3 ngày. Ông ông ông! Sáng chói nguyên phù, kéo dài thả ra từng luồng minh mông kim quang, ông ông tác hưởng, một phiến phiến phù văn tiên hà ngón chân, thần hy rực rỡ, như có đại lộ chìm nổi. Suy suy suy! Vô số kim quang vặn vẹo. Lại diễn hóa thành đao thương kiếm kích, súng rìu câu roi cùng thiên binh, vây quanh ở Diệp Thần và Ngụy Dĩnh hai người thân thể trước, xoay tròn, tách thả ra. Ngẫu nhiên, một vòng màu vàng kim mặt trời, ở Diệp Thần đỉnh đầu từ từ dâng lên. Rồi sau đó, đạo linh lửa thả ra.
một cái bé gái lửa hư ảnh hướng như bánh xe màu vàng mặt trời đánh tới. Mà lúc này Ngụy Dĩnh, chau mày, trên đỉnh đầu băng minh cổ ngọc, lúc này đang tản ra chí cao vô thượng hàn băng hơi thở. Vèo vèo vèo. Vô số băng tiến đĩa bay ra, đi theo Nhan Tuyền Nhi xoay tròn, như cùng một chỗ gió bão vậy, cuốn lên chung quanh gió cát, giống nhau đem hai người hóa làm cho này gió cát tâm trận. Bình bịch bịch, ngọn lửa cùng băng xương, tạo thành một cổ ngang ngược hợp lực, âm dương long bàn đồ đằng, đỏ thấm cùng màu băng lam xen lẫn, hội tụ thành từng đạo mũi tên, giống như mưa mảnh vậy, từ giữa không trung bắn thẳng đến xuống. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, hàn chín núi toàn bộ dãy núi cũng lắc lư một tí, một kích này, có thể dung chuyển sơn hà. Thành, Ngụy Dĩnh mừng rỡ mở mắt ra, vui sướng tình đeo đầy khóe mắt. Diệp thần vậy đã sớm mở mắt ra, so với vậy ngang ngược ngọn lửa lực, đạo linh lửa hiển nhiên thích hợp hơn lấy nóng bỏng khí lực cùng Ngụy Dĩnh băng xương lực dung hợp. Diệp thần gật đầu, một kích này uy lực, so hắn dự tính còn cường hãn hơn. Diệp thần, chúng ta cái này một thần thông, liền kêu linh băng vắng vẻ mũi tên đi. Ngụy Dĩnh lông mi mau run run, lại tiếp tục nói, nếu như liên hiệp kỹ thuật đánh nhau cũng có thể bị liệt vào hồng mông cổ pháp mà nói, chúng ta cái này nhất định là có thể xếp hàng bên trên. Diệp thần nhìn Ngụy Dĩnh khó khăn được lộ ra cái này một bộ giống như kỳ lâm nhỏ diễn cảm, ngược lại là an ủi mấy phần. Ngụy Dĩnh thật ra thì trong lòng căn bản chẳng muốn trở thành vậy tuyệt hàn đế cung cao nhất cung chủ. Ngược lại, ở nàng trong lòng, như cũ ở cái đó kinh thành đại học sư phạm giáo viên tiếng Anh. Chúng ta quen đi nữa tất một tí, liền chuẩn bị bày thiên la địa võng, chờ thân đổ uyển nhi đại giá quang lâm. Diệp thần cầm đại giá đến chơi cái này bốn chữ ấp úng càng dùng sức, biết rõ người hắn cũng sẽ rõ ràng, hắn đối với cái đó thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn cô gái, không có vẻ hảo cảm. Nhật nguyệt qua lại, ba ngày sau hàn chín núi, như cũ yên lặng cô liêu, hoang vu người ở. Diệp thần và Ngụy Dĩnh sóng vai đứng ở đứng trên đỉnh núi, hai tay chắp sau lưng, bọn họ đã bày ra thiên la địa võng, lúc này đang yên lặng chờ đợi thân đồ uyển nhi. Thiên đường phố tiểu vũ trơn bóng như xốp giòn, cỏ sắc xa xem gần cũng không. Linh linh tinh tinh tiểu vũ, từ cách đó không xa tung bay ung dung lăn xuống đến hàn chín núi bên trên. Diệp thần đưa tay chạm giọt mưa, thần sắc ngưng trọng. Nàng tới. Ngụy Dĩnh gật đầu một cái, hiển nhiên vậy ý thức được đột nhiên này hạ lên mưa, cũng không có như thế đơn giản. Hư không xuất hiện một chút kẽ nứt, rồi sau đó một chuôi to lớn thép dù xuất hiện, mặt dù cực kỳ thật lớn, đem người phía sau ảnh hoàn toàn che lại. Âm lãnh hơi thở, từ xa đến gần, cho dù là Ngụy Dĩnh tu hành hệ băng quy luật, lúc này vậy phát giác cái này bóng dâm dưới dùng mình. Xem ra các ngươi đã làm ra quyết định. Lạnh lùng, không có nhiệt độ, không có cảm tình lời nói từ thép dù hạ chậm rãi truyền tới. Cây dù to lên cao, mặc hoàng sam thân đồ uyển nhi đã chậm rãi đi tới. Nàng mười phần chán ghét kẻ địch ẩn núp, cho nên, lúc này ở hàn chín núi thấy băng minh cổ ngọc tái thể, trên thực tế nàng vẫn là có chút vui vẻ. Bất quá, nhìn như, các ngươi thật giống như không hề dự định đem băng minh cổ ngọc trả cho ta. Diệp thần và Ngụy Dĩnh không nói gì, thậm chí không có nhỏ xíu đung đưa, bọn họ chính là như vậy yên tĩnh chờ đợi thân đồ uyển nhi đến gần. Đến gần một chút xíu, gần thêm nữa một chút xíu. Lập tức có thể đi vào cái đầu tiên trận pháp sấm sét minh quang trận. Thân đồ uyển nhi tựa hồ không có chút nào phát hiện, nàng trong con mắt chỉ có Ngụy Dĩnh, hoặc là nói, chỉ có Ngụy Dĩnh trong cơ thể băng minh cổ ngọc. Ngay tại thân đồ uyển nhi mặc dù mới vừa tiến vào trận pháp phạm vi công kích bên trong lúc đó, vạn đạo kiếm pháp ngưng tụ, kiếm ảnh tựa như mười mấy trượng cao, hóa là sấm sét, hướng thân đồ uyển nhi chém tới. Trên bầu trời, ngay tức thì mây sấm cuồn cuộn. Vô số sấm sét, người trước gục ngã người sau tiến lên đánh vào hướng thân đồ uyển nhi. Giọt mưa nghịch chuyển, thân đồ uyển nhi thậm chí không có làm bất kỳ né tránh, tay nàng bên trong cầm thép mặc dù. Giúp nàng che ở cơ hồ toàn bộ sấm sét vạn quân thế công. Mà vậy nguyên bản từ trên trời giáng xuống từng tia giọt mưa, lúc này lại toàn bộ phản quay lại, hướng ngược lại hướng bầu trời mây sấm công tới. Hai cổ lực lượng ngang ngược đụng vào nhau. Oanh! Mây sấm bị đánh tan, mà thân đồ uyển nhi chân đạp chi địa, trận pháp cũng đã tấc tấc nứt nẻ, đối với nàng lại cũng không tạo thành bất kỳ uy hiếp, hoặc là nói, trận pháp này, từ đầu tới đuôi cũng không có đối với nàng sinh ra uy hiếp.
Diệp Thần bản năng dưới đã kéo Ngụy Dĩnh đổ bay ra. Xem ra ta đánh giá cao các ngươi. Thân Đỗ Uyển Nhi trong giọng nói có chút tiếc nuối, nàng nguyên vốn cho là Ngụy Dĩnh cắn nuốt băng minh cổ ngọc, thực lực hẳn sẽ để cho nàng khó khăn lắm đập vào mắt, lúc này xem ra, cái này thiên nhân vực chiến đấu, giống như khoa nhi đồng như nhau. Diệp Thần bố trí trận pháp, dĩ nhiên sẽ không chỉ có cái này một cái. Nháy mắt tức thì, vô số năng lượng từ mặt đất phun trào tới, hơi thở nóng bỏng hóa thân đóa đóa hồng liên, cái này hàn chín núi, ngay hoảng hốt trở thành một phiến biển lửa. Nóng bỏng nham thạch nóng chảy, cuồn cuộn mãnh liệt chăn đệm mở. Thân Đỗ Uyển Nhi mũi chân chìa xuống đất, bóng người đã nhẹ nhàng lên, hoàng sam bay lượn, tay áo nhẹ nhàng thăng giữa không trung bên trong. Không biết tự lượng sức mình. Hồng liên nghiệp hỏa phun ra ngọn lửa thật cao ói dậy, nhưng lúc này nhưng không có công kích đối tượng. Thân Đỗ Uyển Nhi chuyển động cán dù, mỗi một cây dù cốt bên trên, lộ ra một cái nhọn loan đao, sắc bén lấp lánh lóe băng xương xâm lạnh. Diệp Thần tay cầm sát kiếm, hồn thể đổi thành, một cái bước dài chắn Ngụy Dĩnh trước mặt. Đang, từng trận giòn vang truyền tới. Nguyên bản ưu việt sát kiếm, ở Thân Đỗ Uyển Nhi thép dù dưới, đổi được vô cùng bị động. Mỗi một câu, sát kiếm đều bị cái này thép dù loan đao hạn chế, nhiều lần bị thẻ ở trong đó, không thể nhúc nhích. Hừ, Thân Đỗ Uyển Nhi tựa hồ là có chút không muốn làm trễ nãi thời gian, thép dù ở minh mông băng xương lực ra chỉ xuống, cấp trên miệt thị, trực tiếp đem Diệp Thần và Ngụy Dĩnh tung bay ra ngoài. Băng xương thần trùy, nguyên bản trong tay to lớn thép dù, lúc này lại biến thành một cái cường lực thần trùy, phía trên bao quanh mịn điên cuồng băng xương lực. Phá không, một cổ uy nghiêm vô thượng tràn ngập, không trở ngại chút nào, không có chút nào chần chờ, xuyên qua toàn bộ hàn chín dãy núi, hướng Diệp Thần mặt đi. Thiên địa thế đều ở băng xương này thần trùy bên trong, thiên địa lực đều bị cái này thần trùy thu nạp. Diệp Thần và Ngụy Dĩnh hai mắt nhìn nhau một cái. Đạo linh băng vắng vẻ mũi tên. Hai người thanh âm đồng thời vang lên. Bình bịch bịch. Đạo linh chỉ sẽ cùng băng xương, tạo thành một cổ ngang ngược hợp lực, âm dương long bàn đồ đằng, đỏ thấm cùng màu băng lam xen lẫn, hội tụ thành từng đạo mũi tên, giống như mưa mảnh vậy, từ giữa không trung bắn thẳng đến xuống. Ngay lập tức vạn biến, vạn vật yên tĩnh. Tựa như bước ngang qua lịch sử sông dài cao nhất năm tháng, đem thiên địa hóa là hai nửa. Một nửa là hỏa, nóng bỏng nóng bỏng. Một nửa là băng, hàn lạnh thấu xương. Vậy giống như Thái Sơn thần uy băng xương thần trùy, cùng đạo linh băng vắng vẻ mũi tên hung hãn đụng vào nhau. Giờ khắc này, phảng phất là hai viên tinh cầu đụng nhau, dạo rực ra vô tận ánh lửa. Đợt khí nổ tung, lấy cái này hai viên tinh cầu là trung tâm, chu vi mấy trăm dặm lớn đất phảng phất bị lật đổ tới đây. Đỡ được. Thân Đồ Thiên Âm kinh hãi nhìn nàng phía trước, tựa như không dám tin tưởng vậy. Bất quá, ngay sau đó, khóe miệng của nàng lại hiếm thấy gợi lên vẻ mỉm cười, trong con ngươi lóe lên là máu và điên cuồng. Rất tốt. Như vậy xem ra, nếu bọn họ có sức đánh một trận, vậy hãy để cho bọn họ vĩnh viễn nhớ Thân Đồ Uyển Nhi danh tự này đi. Diệp Thần nhìn tay nàng ở giữa thép dù, lúc này tràn đầy cuồng bạo băng xương lực. Cái này uy áp và lực lượng cùng đã vừa mới hoàn toàn không cùng, xem ra nàng đã dự định toàn lực ra tay. Chỉ là, Diệp Thần bọn họ và Thân Đỗ Uyển Nhi chênh lệch, thật sự là quá lớn. Nhưng Diệp Thần không có để ý, trên mặt cũng là kiên nghị, tay cầm sát kiếm, phảng phất là một chuôi xuất khiếu sát kiếm, kiếm quang lóe lên, kiếm khí tràn ra. Mà Ngụy Dĩnh quanh thân thật ra thì phun trào, có băng minh cổ ngọc gia trì, tràn đầy vô địch hơi thở. Thậm chí để cho núi này đỉnh lưu động gió tuyết cũng dừng lại như nhau. Băng minh kiếm. Ngụy Dĩnh sau lưng trôi lơ lửng ra rất nhiều băng xương quy luật, một tôn băng xương nữ vương ngồi cao ở quy luật bên trên, vậy quy luật bên trên bộc phát ra lạnh như băng đến mức tận cùng hơi thở, nháy mắt tức thì vô số băng điểm hóa thành băng chi trưởng kiếm đánh tới. Vèo vèo vèo. Vô số băng chi trưởng kiếm, giống như là băng xương đồ sộ long nhất dạng, dâng trào cuộn sạch hướng Thân Đỗ Uyển Nhi đi. Ngàn băng chuyển, Thân Đỗ Uyển Nhi thép dù ở trước ngực vừa đỡ, to lớn mặt dù bỗng nhiên xoay tròn, giống nhau hàn băng quy luật tràn ra ra, tung lên gió lốc lớn đem Ngụy Dĩnh băng chi trưởng kiếm cuốn vào vô biên gió văn. Cố nhiên Ngụy Dĩnh đã cắn nuốt băng minh cổ ngọc, nhưng là đối mặt cái này thái thượng thế giới Thân Đỗ Uyển Nhi, hai người chênh lệch, giống như rãnh như nhau. Phá cho ta, Thân Đỗ Uyển Nhi không có chút nào nương tay,
trong tay thép dù đỉnh đầu, toàn bộ mặt dù thu hồi, lại hóa dù là mâu, một mâu đụng vào Ngụy Dĩnh bụng bên trên. Tuất Thổ Nguyên Phù, Chấn Thiên Hoàng Thành Kiếm. Diệp Thần không chút do dự kêu gọi Tuất Thổ Nguyên Phù, ngưng tụ ra vô số tuất thổ tinh khí. Cốc cốc cốc, chín chuôi cự kiếm rơi vào lấy thần Đồ Uyển Nhi trung tâm trên mặt đất, đem nàng hạn chế ở bên trong. Một giây kế tiếp, Diệp Thần từ phía sau lưng mượn Ngụy Dĩnh, một cái xoay người, đã đem nàng bảo vệ ở sau lưng. Ngụy Dĩnh trong miệng phun ra một đạo máu tươi, đến lúc này một đi tới giữa, Ngụy Dĩnh nội thức đã bị tổn thương, cái này thái thượng thế giới cùng tông đồng nguyên băng xương, nàng không có chiếm được chút nào tiện nghi. Hủy diệt đạo ấn, cho ta trấn áp. Diệp Thần trong lòng gầm lên, rộng lớn hủy diệt lực trấn áp chư thiên, ngay tức thì cuộn sạch ra. Một khắc sau, lao nhanh hủy diệt lực, đã toàn bộ truyền bá đến Chấn Thiên Hoàng Thành trận bên trong. Giống như tinh thần nổ tung vậy đáng sợ đánh vào, tất cả Chấn Thiên Hoàng Thành kiếm, hướng bốn phương tám hướng bắn ra ra. Toàn bộ Hàn Chín núi đung đưa kịch liệt trước. Hư không sụp đổ, cát đá loạn vũ. Gió cắt lực chậm rãi biến mất sau đó, to lớn kia thép dù như cũ bền bỉ không rút ra chống đỡ ở nơi đó, đem thân Đồ Uyển Nhi kết kết thật thật che chở đến sau lưng. Đến ta, thân Đồ Uyển Nhi lộ ra nụ cười quỷ dị, một khắc sau đúng cái bóng người đã biến mất không gặp. Trong phút chốc, Diệp Thần trước mặt vô tận mũi nhọn hiện lên, sáng lên hàn mang so với trước đó uy nghiêm 10 lần không dứt. Vù vù, hàn mang quá mức đáng sợ, thậm chí muốn xuyên thủng chư thiên. Muốn đâm rách vạn cổ thời không, trực tiếp hạ xuống ở lá trước mặt. Nguyệt hồn chém. Diệp Thần cũng không lui lại, càng không có né tránh, phần huyết quyết, thiên yêu thân thể, bách tà thể vân. Vân, thi triển đến trình độ cao nhất, rồi sau đó dứt khoát quyết nhiên giơ lên sát kiếm. Lau một cái không cách nào tưởng tượng kinh thiên kiếm khí, lẫn vào ánh trăng sáng rỡ, phảng phất từ chín tầng trời bạo rơi xuống ngân hà, cuồn cuộn chém về phía thân Đồ Uyển Nhi. Suy rồi. Thân Đồ Uyển Nhi thép dù hóa thân là mâu, phía trước hàn mang thẳng kháng ở sát kiếm bên trên. Rồi sau đó, thế như trẻ tre, không có dừng lại tiếp tục công kích hướng Diệp Thần. Cái này một mâu, tích tụ thiên địa oai, băng hàn quy luật, vang vang có lực đánh về phía Diệp Thần. Không tránh khỏi. Diệp Thần trong bụng biết, hai người cảnh giới chênh lệch quá lớn, thân Đồ Uyển Nhi cường hãn như vậy tác chiến phong cách, để cho hắn không có chút nào biện pháp. Chủ nhân, ta tới. Tiểu hoàng bóng người, ngay tức thì từ luân hồi mộ địa bên trong chạy như bay ra. Đỏ xanh hai con ngươi lóe lên quỷ dị ánh sáng, lúc này giống như hình thành thái cực đồ, đang uy phong hiển hách ngăn ở Diệp Thần trước người. Vậy thâm thúy hai tròng mắt, đang gắt gao nhìn chằm chằm thân Đồ Uyển Nhi. Thân Đồ Uyển Nhi chỉ cảm giác được mình thức hải một hồi đung đưa, thép dù tựa như bị kêu gọi như nhau, lúc này lại đổi hồi mặt dù hình dáng. Bảo vệ ở thân Đồ Uyển Nhi trước người. Thái cổ di trùng, hai con người ác mộng. Nồng đậm băng xương khí lực lần nữa bao trùm đến thân Đồ Uyển Nhi trước người, giống như phủ thêm cho nàng liền một đạo bình phong che chở, nàng cùng tiểu hoàng tới giữa, hình thành một đạo một xích sau tường băng. Trong truyền thuyết hai con người ác mộng, đáng sợ nhất chính là nó hai con người. Nó hai con người có thể trực kích bất kỳ linh hồn và thân xác, là vô số võ giả ác mộng. Tiểu hoàng cũng không để ý gì tới sẽ thân Đồ Uyển Nhi, móng to một chụp, vô số ác mộng hơi thở, hòa lẫn ngập trời kim quang, nhất thời tạo thành một đạo to lớn dấu tay, bộc phát ra rộng lớn quy luật, điên cuồng bao phủ xuống. Thân Đồ Uyển Nhi ánh mắt co rúm một cái, sắc mặt ngưng trọng không thiếu. Đầu này hai con người ác mộng cho dù chỉ là ấu thú, nhưng uy lực vậy là đặc biệt kinh khủng, có thể trấn áp chư thiên. Băng hàn hàng ma ấn. Thân Đồ Uyển Nhi cũng không có thời gian đầu tiên liền làm ra chống cự, ngược lại là hai tay kết ấn, hướng ngược lại hướng tiểu hoàng đi. Nếu như bị cái này băng hàn hàng ma ấn đánh trúng, tâm thần liền sẽ gặp phải vô tận vết thương, lâm vào làm nô lệ vậy tồn tại, vĩnh viễn không được siêu thoát. Muốn tu luyện phương pháp này, phải vô cùng nghịch thiên tư chất, chẳng những phải có băng xương hơi thở, lại phải có khí thế lớn rộng lớn thái thượng khí. Mà đây chút, thân Đồ Uyển Nhi cũng có. Tư chất của nàng, đặc biệt, đủ để tu luyện băng xương hàng ma ấn. Cái này một đại ấn chấn áp xuống đi, mặt đất cũng sụp đổ, hiện ra vô cùng bá đạo. Muốn chấn áp bổn tỏa, nằm mơ. Tiểu hoàng gầm thét một tiếng, ánh mắt sắc bén, huyết mạch trong cơ thể nổ tung, cuồng ngạo khí huyết tràn ngập tới,
tạo thành từng đạo xiềng xích vậy quy luật, vững vàng quanh quẩn hắn thân thể. Phịch, thân độ huyền nhi đại ấn nghiền hạ, một hồi cự lực, lại rất miễn cưỡng đem tiểu hoàng gân cốt cắt đứt. Nhưng là, tiểu hoàng trên thân hình, hai con người ác mộng khí huyết nổ tung, một hồi to lớn lực phản chấn, hung hăng truyền đạt ra. Phốc suy, thái cổ huyết mạch, lại có thể cường đại đến tình cảnh này. Tiểu hoàng lần nữa nhìn một cái Diệp Thần, rồi sau đó, quanh thân văng tung tóe ra đỏ màu xanh sáng bóng, thể hình đã lần nữa dũng mãnh tăng mạnh. Tiểu hoàng lại thiêu đốt hai con người ác mộng huyết mạch. Diệp Thần xem hiểu tiểu hoàng sau cùng ánh mắt, vì bảo vệ mình, nó một lần nữa thiêu đốt huyết mạch lực, chỉ sợ ngắn ngủi bạo ngược sau đó, lại phải rơi vào ngủ mê man. Cốc cốc cốc, tiểu hoàng bốn vó hung hãn đá vào thân độ huyền nhi thép dù bên trên, hai con người ác mộng toàn lực ứng phó, đem thân độ huyền nhi áp chế trong người hạ, không thể chống cự. Mà thân độ huyền nhi cũng không có nóng lòng phản công, bất quá là cháy huyết mạch lực, là có thời gian hạn chế, nàng cũng không muốn quá độ tiêu hao mình. Lần này, tiểu hoàng bùng nổ thời gian, lại so lần trước còn muốn ngắn ngủi, đối mặt cái này chân chính thái thượng cường giả, cùng đối mặt đám kia đám người ô hợp huyền nhất môn, dĩ nhiên là không thể thường ngày mà nói. Sốt cuộc, tiểu hoàng lần nữa rơi vào ngủ say. Diệp Thần đã thời gian đầu tiên đem tiểu hoàng thả lại luân hồi mộ địa. Giao ra băng minh cổ ngọc, ta có thể cho các ngươi một thống khoái. Thân độ huyền nhi thép dù, vẫn là như vậy lạnh như băng hàn lạnh. Diệp Thần âm thầm cắn răng, trở tay sử dụng hắc ám nguyên phù, đem mình thân hình toàn bộ che giấu đến hắc ám bên trong. Hắn là luân hồi chi chủ, chấp trưởng lục đạo luân hồi, lúc này hắn thân hình nhưng là vừa lui lui nữa. Thân độ huyền nhi đối mặt cái này chợt hắc ám, cũng không có chút nào để ý, đối với nàng mà nói, đây cũng không phải là một cái vị diện chiến đấu, giết người giống như giết gà. Không tránh được. Thân độ huyền nhi thanh âm lạnh như băng truyền tới, Diệp Thần thân hình nhưng tựa như làm như không nghe như nhau, như cũ nhượng bộ. Ngập trời khí băng hàn, xen lẫn lạnh thấu xương tiếng gió, hướng Diệp Thần hung hãn cuốn tới. Cùng trong chốc lát, thân độ huyền nhi dưới chân, dâng lên một cái trận pháp thật to. Ban đầu Diệp Thần bày ra trận pháp, xa xa vượt quá hai cái. Cái này cái cuối cùng là hắn dùng huyết mạch lực, bố trí lục đạo luân hồi bàn. Hắc ám nguyên phù, chỉ là vì muốn che đậy thân độ huyền nhi tầm mắt mà thôi. Lục đạo luân hồi bàn trận pháp ở thân độ huyền nhi bước vào ngay tức thì, đã khởi động. Thiên đạo tâm trận, thiên nhân kim quang đâm xuyên qua hắc ám, rộng lớn mênh mông kim quang cuồn cuộn ra. Nhân đạo tâm trận, quang minh người vĩ đại đạo mênh mông mà nghiêm nghị, vĩnh tồn ở giữa thiên địa. Súc sanh đạo tâm trận, vô số gầm thét ở hắc ám bên trong kêu gào, phát ra vô tận kêu rên. A-tu-la đạo tâm trận, ùng ùng sấm sét tiếng kẹp ghim ma đạo thiên uy, như sấm diệt thế vậy. Ngạ quỷ đạo tâm trận, băng màu xanh ánh sáng quỷ dị, xoay tròn bay lên, định bọc lại trong phạm vi kẻ địch. Địa ngục đạo tâm trận, địa tàng thế giới vô số oan hồn gào thét tức giận mắng, vạn cổ bất diệt. Ở sáu đại nguyên phù và luân hồi huyền bi bơm vào hạ, lục đạo luân hồi trận pháp uy lực, nhất thời bùng nổ đến đỉnh cấp, hắc ám quang minh, sấm sét mậu thổ, canh kim kịch độc, các loại đại lộ vận chuyển, diễn hóa thành một đoàn đen nhánh u ám, hỗn độn vô lượng, gần như tại thái thượng đại đạo năng lượng. Thân độ huyền nhi gió xoáy vậy bay lên, hai cánh tay xoay tròn đi theo thép dù, muốn tránh thoát lục đạo luân hồi trận pháp. Một cái tay khác trưởng sử dụng một đạo băng xương nhận, giống như cắt kim loại như nhau, hung hãn trên đất vạch ra một đạo sâu đậm dấu vết. Bảo, nguyên bản kín kẽ lục đạo luân hồi trận pháp, lúc này đã bị một kích này, bỗng nhiên đánh tan. Diệp Thần cũng không có buông tha, hắn thiêu đốt một phần chia huyền diễm máu tươi, hơn nữa hắn luân hồi huyết mạch, vậy vào giờ khắc này cháy, đây là hắn một kích mạnh nhất. Vù vù, luân hồi quyền, phá. Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, hỗn hợp rất nhiều lực lượng lục đạo luân hồi pháp, năng lượng toàn bộ bơm vào đến nắm đấm của hắn trên. Một quyền này bộc phát ra, như muốn oanh phá thiên địa tinh không, chung quanh tầng tầng vực sâu, lại đang không ngừng chấn động. Thân độ huyền nhi ở giữa không trung bên trong thay đổi thân hình, nàng cho tới bây giờ đều là một cái cứng trọi cứng chiến sĩ. Hàn băng rơi nhận trưởng. Sức gió không giảm, hàn băng khí ngưng kết mà xuyên qua. Vô biên vô tận thái thượng uy áp, mênh mông lạnh như băng thủy quang tràn ra. Oanh! Nóng bỏng buôn bán hơi thở từ hai người giao hội chỗ bung ra.
Diệp Thần một kích mạnh nhất, ở thân độ Uyển Nhi dưới, cũng không có vào tay hắn mong muốn ưu thế. Vẫn là không đánh lại sao? Không. Đại ca, chúng ta tới giúp ngươi. Chủ nhân, ta tới. Diệp Bức Vương, ta và tỷ tỷ tới giúp ngươi. Diệp Thần nghe được từng đạo thanh âm, trong mắt có chút mừng rỡ và cảm động. Hắn biết mình cho tới bây giờ đều không phải là chiến đấu một mình. Hư không bị đạp nứt ra. Từng đạo bóng người, đã ngang nhiên hiện tại Diệp Thần phía trước. Huyết Long, Viêm Khôn còn có Giả Thiên Ma Đế. Kỷ Tư Thanh, Kỷ Lâm còn có Tham Lang Đại Đế. Diệp Thần trong lòng tràn ngập lần trước tơ cảm động, hắn cũng không có cùng bọn họ nói qua luyện thần cổ thất sự việc, cũng không có kế hoạch để cho bọn họ thiệp hiểm. Nhưng là, bọn họ vẫn phải tới. Thằng nhóc, ngươi lần này làm không phúc hậu. Tham Lang Đại Đế có chút oán trách vừa nói, hắn đã sớm dứt khoát quyết nhiên đứng ở Diệp Thần bên người, hơn nữa, Thái Thượng Cường Giả, chính là hắn cho tới nay muốn báo thù đối tượng. Thân độ Uyển Nhi cũng không đối với cái này liên tiếp thế công không phản ứng chút nào, dẫu sao trước đối mặt Tiểu Hoàng mặc dù một mặt phòng thủ, nhưng vậy không phải là không có bất kỳ tổn thương. Hai con người ác mộng toàn lực đánh, để cho thân độ Uyển Nhi tim cũng có nhất định tổn thương. Mà mới vừa rồi luân hồi quyền, nhìn như bị ngăn cản chỉ, nhưng thực thì nàng rất rõ ràng, mình thân thể đã được một chút tổn thương nặng. Tổn thương càng thêm tổn thương. Nhưng là, đối mặt vị diện hoàn toàn không có ở đây một cái phương diện Diệp Thần và Ngụy Dĩnh, cũng không có để cho nhược điểm của nàng bại lộ ra. Nhưng lúc này, một đạo hai đạo, dòng dã bảy bóng người, cùng trong chốc lát, cùng mục tiêu, Huyền Tiên Tử, Sóc Lão, mượn ta lực lượng, Nguyệt Hồn Chém. Bảy màu sáng lạng bóng sáng, lưu chuyển bất đồng uy năng thần thông, chỉ như vậy ùng ùng đập hướng thân độ Uyển Nhi. Hai quả đấm khó đỡ bốn tay, thân độ Uyển Nhi thép dù không cách nào nghênh đón cái này bốn phương tám hướng cùng thời khắc đó công kích. Khóe miệng của nàng tràn ra một chút nhàn nhạt máu tươi. Cùng thời khắc đó, nàng lại là cảm giác được một chút quy tắc lại trói buộc mình. Đây là thiên đạo quy tắc. Vực ngoại thiên đạo không phải suy thoái sao? Vẫn là nói, đây là nhân quả quy tắc. Đáng chết. Thân độ Uyển Nhi mặc dù rất mạnh, nhưng nàng rất rõ ràng, mình đã bị thương, chỉ có thể phát huy thái chân cảnh sơ kỳ lực lượng, như không kịp thời rời đi, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Cái này mấy người mặc dù thực lực cũng không bằng mình, nhưng hợp lực nhất kích, cũng không phải thời khắc này nàng có thể chống cự. Thân độ Uyển Nhi ánh mắt không cam lòng nhìn một cái Diệp Thần và Ngụy Dĩnh, nàng không khỏi không thừa nhận, băng minh cổ ngọc lần này, là đoạt không trở lại. Nhưng là, còn có lần kế. Thân độ Uyển Nhi từ trước đến giờ lý trí kiên quyết, lúc này vừa thấy không có hy vọng, trong tay thép dù bỗng nhiên lột, mặc dù trên đồ đằng lăn lộn, đụng phải hư không ngay tức thì, đã banh mở một đạo kẽ nứt. Lúc này nàng xa không có trước khi thái thượng khí thế, màu vàng áo lót phục có đạo đạo liệt ngân, lộ vẻ được có chút chật vật. Nàng đã rất lâu không có bị buộc đến trình độ này. Ánh mắt phẫn hận quay đầu lại, nhìn về phía ở trong đám người Diệp Thần. Một ngày nào đó, ta sẽ giết ngươi. Nói xong, liền hướng hư không bước vào. Diệp Thần, không nên để cho nàng đi. Ngụy Dĩnh thanh âm vang lên, nếu đã trả giá giá lớn như vậy, nói gì cũng phải lưu lại nàng, là cổ thất tiền bối trả thù. Diệp Thần gật đầu, phi thân lên, đi theo thân độ Uyển Nhi sau lưng vậy xông vào trong hư không. Cho ta lưu lại. Diệp Thần trong tay sát kiếm giơ lên thật cao, hướng thân độ Uyển Nhi hình bóng chém tới. Thân độ Uyển Nhi thân hình chạy trốn tốc độ nhanh, để cho Diệp Thần có chút giật mình, nàng vẫn không có né tránh, mà là hết tốc lực tiến về phía trước. Đột nhiên, nàng xoay người, nhất kích băng cảnh đã hướng Diệp Thần đi. Nhưng là, chậm, xé kéo. Sát kiếm kiếm mang đã xuyên thấu qua băng cảnh, thân độ Uyển Nhi màu vàng áo quần từ trước ngực vỡ ra tới. Thân độ Uyển Nhi trước ngực phải đã toàn bộ vỡ vụn xuống. Diệp Thần trong tay sát kiếm đều ở đây trong một cái chớp mắt này dừng lại, hắn nhìn thấy gì? Cái này đã không chỉ là hai vú nửa lộ, mà là toàn bộ phơi bày ở trước mặt hắn. Cực kỳ vừa dày vừa nặng tiếng hít thở, từ Diệp Thần trong hơi thở phát ra. Thân độ Uyển Nhi mắt đẹp trợn tròn, trong chốc lát lại trực tiếp cầm trong tay thép dù vứt bỏ, hai tay che ở trước ngực. Ngươi nhìn cái gì? Hốt hoảng thanh âm, đây là thân độ Uyển Nhi cho tới bây giờ sẽ không phát ra bất ngờ âm. Ta nhất định giết ngươi, đào ra ngươi ánh mắt.
Diệp Thần ngược lại là nhíu mày mao, bởi vì băng minh cổ ngọc, người đã muốn giết ta, ta cũng chỉ có một cái mạng. Thần Độ Uyển Nhi trên mặt đều là tức giận thần sắc, ánh nắng đỏ rực từ cổ một mực đỏ đến dái tai. Ngươi, Thần Độ Uyển Nhi thượng võ, cho tới bây giờ đều là một cái cường hãn hình tượng chiếm cứ võ đạo thế giới một chỗ ngồi. Nếu không phải là có thiên nhân vực quy tắc áp chế, ta nhất định giết ngươi. Thái thượng thế giới cường giả hạ xuống thiên nhân vực, cũng sẽ phải chịu quy tắc áp chế, không cách nào phát huy toàn bộ thực lực. Nếu không, lấy Thần Độ Uyển Nhi thực lực, coi như là lại tới 6 ngoại viện, nàng sẽ không để ở trong mắt. Diệp Thần nhưng không có để ý nàng căm hận, sóng mắt không ngần ngại chút nào ở trước ngực nàng lưu chuyển, thật ra thì ngươi vẫn rất có liệu. Ngươi, ta giết ngươi, Thần Độ Uyển Nhi nói như thế, nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt lạnh như băng phiền muộn. Diệp Thần sát kiếm sôi trào, tựa hồ chuẩn bị nghênh đón Thần Độ Uyển Nhi công kích. Hắn phải đem Thần Độ Uyển Nhi lưu lại. Nhưng mà, Thần Độ Uyển Nhi tựa hồ nghĩ tới điều gì, thép dù lần nữa ngăn ở trước người của nàng, mà nàng thì một cái ảo ảnh mê tung, biến mất ở trong hư không. Diệp Thần, nếu như ngươi dám nói đi ra ngoài, chân trời góc biển, ta nhất định để cho ngươi hối hận còn sống. Trong hư không chỉ để lại đạo này lạnh lùng thanh âm. Hư không lối đi lần nữa vặn vẹo, nhưng là Diệp Thần đã đi mà trở lại. Như thế nào? Tham Lang Đại Đế hỏi, thái thượng thế giới người, hơn chết một người, hắn nhiều vui vẻ một phần. Để cho nàng trốn. Diệp Thần chỉ là lắc đầu một cái, mới vừa rồi vậy để cho người đỏ mặt một màn, để cho hắn còn có chút tâm thần không yên. Hắn rất rõ ràng, mình dưới mắt thực lực căn bản không có tư cách lưu lại đối phương. Lần này, xem sạch đối phương thân thể, liền nhất định là tử thù. Các ngươi đều bị thương. Lúc này, Diệp Thần mới có thời gian chú ý mọi người tình huống, chính diện đối kháng thái thượng thế giới yêu nghiệt, đây đối với bọn họ mà nói, đều có chút siêu gánh vác. Kỷ Lâm nhưng là mãn bất tại ý cười nói, Diệp Bức Phương. Chúng ta cũng vẫn khỏe. Diệp Thần nhìn thời khắc này Kỷ Lâm, chóp mũi còn có vết máu không có lau sạch, lúc này cũng không muốn phơi bày bọn họ lời nói dối có thiện ý. Lộ ra một người mỉm cười, được, trong thời gian ngắn, Thần Độ Uyển Nhi sẽ không lại tới thiên nhân vực, chúng ta có đầy đủ thời gian khôi phục điều chỉnh. Huyết Long và Viêm Khôn vậy gật đầu một cái, hiếu chiến mà thiện chiến, bọn họ vẫn luôn là cùng ở Diệp Thần bên người trợ giúp tốt. Diệp Thần, lần này lịch luyện trở về, ta có là một cần phải đi làm, Kỷ Lâm liền phải tạm thời giao cho ngươi và Kỷ Tư Thanh tới chiếu cố. Tham Lang Đại Đế lúc này mặt mũi ngưng trọng. Thần sắc trầm ngâm, tựa hồ là có cái gì vô cùng trọng yếu sự việc, đang chờ hắn. Tham Lang tiền bối, là có chuyện khó khăn gì sao? Ta có thể. Diệp Thần lời còn chưa nói hết, lại bị Tham Lang Đại Đế phất phất tay cắt đứt. Đây là ta lúc còn trẻ nghiệt quả, chỉ có thể do ta đi giải quyết. Tham Lang Đại Đế không nói gì nữa, chỉ là nhìn về phía Kỷ Lâm, không yên lòng dặn dò, nhớ đúng hạn luyện công. Kỷ Lâm mặt mày vui vẻ ngay tức thì đạp kéo xuống, Tham Lang Đại Đế đối với nàng quả thật tốt vô cùng, vô luận là truyền thụ thần thông công pháp vẫn là ngăn địch kỹ xảo, nhưng liền có một chút, quá mức nghiêm ngặt. Nàng không muốn như thế nghiêm ngặt, nàng hy vọng có thể xem ở Hoa Hạ nơi đó như nhau, có ăn ngon trà sữa, đẹp mắt tivi, đi dạo không xong đường phố, mà không phải là giống như bây giờ mỗi ngày luyện võ. Biết sư phụ, Kỷ Lâm mặc dù đầy bụng kêu ca, vẫn còn là hết sức hắn thủ lễ hướng Tham Lang Đại Đế nói. Kỷ Tư Thanh nhìn Kỷ Lâm hình dáng, có chút bất đắc dĩ xoa xoa Kỷ Lâm tóc. Đa tạ Tham Lang tiền bối, ta sẽ giám sát nàng. Tham Lang Đại Đế gật đầu, xoay người đã đi vào hư không lối đi. Tỷ tỷ, Kỷ Lâm có chút cáu giận nhìn Kỷ Tư Thanh, nàng giờ không nghĩ phải có người giám sát nàng luyện công. Hụ hụ, Ngụy Dĩnh ho kịch liệt trước, đối mặt Thần Độ Uyển Nhi. Vô luận là tiêu hao vẫn là bị tổn thương, nàng không thể nghi ngờ đều là nghiêm trọng nhất. Diệp Thần một cái đi nhanh đã đi tới Ngụy Dĩnh trước mặt, trong tay kim quang chợt nổi lên, một quả hoàn hồn linh tê đan, đã xuất hiện ở bàn tay hắn tim. Ta không có sao, Ngụy Dĩnh liền vội vàng lắc đầu, nhìn về phía đám người chú ý ánh mắt, toàn bộ mang lo âu. Ngụy Dĩnh thực lực cùng Thần Độ Uyển Nhi tương khắc, lúc này nàng cần chuyên tâm tu đạo, bế quan tới chân chính luyện hóa băng minh cổ ngọc. Kỷ Tư Thanh nhíu mày một cái, nàng hiển nhiên đã biết chuyện nguyên nhân hậu quả, Diệp Thần và Cổ Thất Liên thủ trợ giúp Ngụy Dĩnh cắn nuốt băng minh cổ ngọc, nhưng là đối với Ngụy Dĩnh mà nói,
nàng thật ra thì còn xa xa không có nắm giữ băng minh cổ ngọc uy lực chân chính. Đột nhiên, Kỷ Tư Thanh nghĩ tới điều gì, chỉ điểm một chút ở Ngụy Dĩnh ấn đường bên trong, trong mắt đóng chặt, rồi sau đó đột nhiên mở ra, nếu như ta không đoán sai, cái này băng minh cổ ngọc xa không có đơn giản như vậy. Giờ khắc này, mọi người ánh mắt đều rơi vào Kỷ Tư Thanh trên mình. Chẳng lẽ thân đồ Thiên Âm và thân đồ Uyển Nhi sau lưng còn có lớn hơn bố trí? Mà bố trí này, băng minh cổ ngọc là mấu chốt. Diệp Thần ngưng mắt nhìn Kỷ Tư Thanh, hiếu kỳ nói, Tư Thanh, người có phải hay không biết băng minh cổ ngọc sự việc? Kỷ Tư Thanh nhìn một cái Ngụy Dĩnh, do dự mấy giây, nói, hiện tại ta chỉ là suy đoán giai đoạn, sau đó ta sẽ đi dùng ta thủ đoạn nghiệm chứng một tí, nếu thật sự là như thế, ta lại nói cho các ngươi. Diệp Thần có thể cảm thụ ra Kỷ Tư Thanh muốn nói lại thôi, nhưng, nếu Kỷ Tư Thanh hiện tại chẳng muốn tiết lộ, tất nhiên có nàng lý do. Được, nếu như vậy, vậy chúng ta trước hết hồi Thái Huyền trận môn. Ngụy Dĩnh nhưng vào lúc này lắc đầu một cái, sư phụ đã truyền âm cùng ta, để cho ta hồi Mạch Hàn Thần cung bế quan. Diệp Thần liễu nhiên gật đầu một cái, nếu là có Tô Mạch Hàn tiền bối bảo vệ Ngụy Dĩnh, như vậy thì coi như là thân đồ Thiên Âm tự mình hạ xuống, cũng sẽ không đối với Ngụy Dĩnh tạo thành bất kỳ tổn thương. Được. Ngụy Dĩnh lộ ra một người vô cùng là quyến luyến nụ cười, lần này, nàng sâu sắc cảm thụ Diệp Thần đối với nàng chiếu cố, vậy cảm thụ mình đối với Diệp Thần nóng bỏng tình cảm. Đợi ta trở lại, Ngụy Dĩnh cuối cùng vẫn là không có nhịn được, hướng Diệp Thần lần nữa thật sâu nhìn một mắt. Diệp Bức Phương, người đều đi, đừng xem. Kỷ Lâm lầm bầm nói, cái gì Diệp Bức Phương, căn bản là cái hoa đào tinh. Ngươi nít danh, Kỷ Tư Thanh lần nữa quen liền quen Kỷ Lâm tóc. Cái này nha đầu đi theo Tham Lang Đại Đế lịch luyện một phen, tâm trí vẫn còn giống như đứa bé như nhau đơn thuần. Tư Thanh, người trở về lúc nào? Diệp Thần lúc này mới có thời gian cùng Kỷ Tư Thanh nói chuyện. Tỷ tỷ ta đương nhiên là tới tìm ta. Kỷ Lâm vỗ ngực một cái, tựa hồ là ở biểu dương công lao của mình. Biết, ngươi lợi hại nhất. Diệp Thần khóe miệng phủ lên vẻ mỉm cười, lần này lớn chế thân đồ Uyển Nhi, tâm tình hắn nguyên bổn chính là cực tốt. Chia lìa sau đó, ta đi một nơi nhân quả chi địa, chỗ đó, hẳn cùng ngươi có thiên ti vạn lũ quan hệ. Kỷ Tư Thanh nhớ lại ban đầu nàng mới vừa bước vào chỗ đó thời điểm, trong nháy mắt nồng nặc hơi thở, cùng Diệp Thần hoặc là luân hồi chi chủ tức tương quan. Có liên quan tới ta. Diệp Thần buồn bực nói, luân hồi chi chủ kiếp trước bố trí, chẳng lẽ nói còn có rất nhiều không có bị phát hiện. Ừ, ta cảm giác được chỗ đó, có tin tức rất trọng yếu. Cần ngươi lập tức cùng ta đi một chuyến. Kỷ Tư Thanh sắc mặt ngưng trọng, nàng thậm chí có thể cảm nhận được, đây đối với Diệp Thần có thể có chút phi phàm ý nghĩa. Được. Diệp Thần không chần chờ chút nào, hắn tin tưởng Kỷ Tư Thanh phán đoán, dẫu sao thượng cổ nữ võ thần cảm giác năng lực, nhất định phải xa xa cao hơn hắn lúc này. Ta cũng phải đi. Kỷ Lâm nghe, nhanh chóng kéo Kỷ Tư Thanh tay lắc lắc, tỷ tỷ, ta cũng muốn cùng đi. Chúng ta phải đi làm tránh sự. Kỷ Tư Thanh nghiêm mặt nói, cái này nhân quả trong ruộng, còn không biết có cái gì không biết nguy hiểm, cho nên nàng cũng không muốn để cho Kỷ Lâm thiệp hiểm. Tỷ tỷ, ta đã không phải là đứa bé, sư phụ dạy ta rất nhiều bản lãnh, ta bây giờ thật rất lợi hại. Viêm Khôn và Huyết Long nghe được Kỷ Lâm mà nói, vết máu ở khóe miệng còn không có lau sạch, cũng đã dắt dìu nhau cười lên. Viêm Khôn giờ phút này vậy mở ra đùa giỡn tới, mới vừa cũng không biết là ai núp ở sư phó phía sau. Kỷ Lâm nghe được Viêm Khôn mà nói, tức giận hướng hắn giơ quyền. Tỷ tỷ, Diệp Bức Phương. Thấy Kỷ Tư Thanh không có nhả dáng vẻ, Kỷ Lâm liền hướng Diệp Thần nhìn, trong ánh mắt đáng thương dạng hiện ra hết. Diệp Thần nhưng là ngoài ý liệu nói, Tư Thanh, không quan hệ, sẽ để cho Kỷ Lâm cùng nhau đi, người tổng không thể một mực cầm nàng bảo vệ ở sau lưng. Kỷ Tư Thanh gặp Diệp Thần nói như vậy, cũng không có phản bác nữa. Nàng so ai cũng biết. Kỷ Lâm không thể một mực làm đóa hoa bên trong phòng ấm, cần ở trong nghịch cảnh trưởng thành. Huyết Long, người và Viêm Khôn hãy đi về trước dưỡng thương. Diệp Thần giao phó nói, từ cung điện bên trong tháp tìm ra hai quả cố bổn bồi nguyên đan dược, đưa cho hai người. Được, Huyết Long và Viêm Khôn sảng khoái gật đầu một cái, xoay người bước vào hư không lối đi. Kỷ Lâm cười ha hả đi theo Diệp Thần và Kỷ Tư Thanh sau lưng. Hiếu Kỳ nói, tỷ tỷ, chúng ta bây giờ muốn đi nơi nào? Kỷ Tư Thanh ở đó hư không lưu chuyển lối đi bên trong,
chỉ để lại bốn chữ, bụi bấm di tích. Mấy giờ sau đó? Bụi bấm di tích. Lạnh quá à, Kỷ Lâm sợ lạnh vậy rụt tay một cái cánh tay, xuyên qua hư không lối đi, phơi bày ở nàng mi mắt là một tòa tuyết trên. Trên núi tuyết lưu chuyển bích lục cực quang, giống như thần tích như nhau, chỉ như vậy đột ngột xuất hiện ở trước mắt mọi người. Ở bên trong, Kỷ Tư Thanh tay trắng thon thon chỉ hướng núi tuyết, trong này chính là bụi bấm di tích. Diệp Thần gật đầu một cái, trước một bước hướng núi tuyết đi tới, muốn đến hắn cũng sẽ không để cho người phụ nữ ngăn ở trước người mình. Đây quả thực là thiên cuối à. Kỷ Lâm cảm thán, nơi này mặc dù rất lạnh, nhưng là thật rất đẹp. Núi tuyết bình phong che chở, đối với Diệp Thần bọn họ tới nói không có một chút trở ngại. Một hồi trời đất quay cuồng sau đó, Diệp Thần bọn họ liền lần nữa mở hai mắt ra, đập vào trong mắt chính là một tòa hoang vu hang động. Hang động trên mặt đất là trải chỉnh tề tấm đá xanh, nhưng là ở huyệt động này bên trong lại có một cái lại một cổ xương trắng, tê liệt ngồi dưới đất. Kỷ Lâm không nhìn được núp ở Kỷ Tư Thanh sau lưng, kéo Kỷ Tư Thanh cánh tay. Đừng sợ, không gặp nguy hiểm. Kỷ Tư Thanh vỗ nhẹ lên Kỷ Lâm sau lưng, những thứ này đường nàng trước đã đi qua, xác nhận không gặp nguy hiểm. Diệp Thần vậy gật đầu một cái, ở nơi này sâu thẳm bên trong huyệt động, hắn cũng không có cảm nhận được bất kỳ uy hiếp gì, thậm chí liền một chút người sống hơi thở cũng không có cảm giác được. Ở nơi nào? Diệp Thần nghi hoặc nhìn Kỷ Tư Thanh, hắn cũng không có cảm giác được bất kỳ nguyên lực và nhân quả dẫn dắt. Ở tận cùng bên trong. Kỷ Tư Thanh tiếp tục đi về phía trước, bụi bấm di tích, mãi mãi trùng điệp mấy trăm dặm, chúng ta mới chỉ là mới vừa tiến vào. Diệp Thần gật đầu, tiếp tục hướng chỗ sâu đi. Lâu dài hơi thở, sâu thẳm mà băng hàn, hoang vu cảm giác cô tịch, làm cho cả hang động dạo rực ra một loại như có như không quỷ dị. Ngay tại lúc này, Diệp Thần mơ hồ cảm giác được huyết mạch của mình có chút dị biến. Nếu như trước đây luân hồi huyết mạch là một uông bình yên tĩnh nước hồ, vậy giờ phút này, chính là sóng gió kinh hoàng. Huyết mạch sôi trào. Diệp Thần cảm giác được trong cơ thể tựa hồ có một cái thanh âm, đang hô hoán hắn tiến về trước. Tới nơi này. Diệp Thần nhướng mày một cái, ngẩng đầu nhìn về phía càng thâm thúy hang động. Thế nào? Kỷ Tư Thanh thấy Diệp Thần dị thường, liền vội vàng hỏi nói. Ta cảm giác được huyết mạch có khác thường cuồn cuộn. Hơn nữa, trong sâu thẳm có thanh âm đang kêu gọi ta. Kỷ Lâm có chút nghi ngờ xoa xoa lỗ tai, nàng làm sao một chút thanh âm cũng không có nghe được đây. Kỷ Tư Thanh liễu nhiên gật đầu một cái, chúng ta tăng tốc độ tiến về trước. Hai tiếng sau đó, đám người bước chân dừng lại. Đây là một nơi vô cùng là rộng lớn đất bằng phẳng, chỉ như vậy núp ở hang động chỗ sâu nhất. Hang động ở chỗ này lộ vẻ được phá lệ cao vút. Vẫy ngoan thạch gai cạnh giống như trời phạt như nhau, ở cái huyệt động này quái dị hình thành. Nhưng mà càng làm cho ngoài ý người bình thường chính là, hai tôn vô cùng là cao lớn tượng đá đang cái này trên đất trống đứng vững vàng. Giống như viễn cổ cự nhân vậy, để cho người sợ sợ hãi. Nhưng là thấy tượng đá trong nháy mắt, Diệp Thần và Kỷ Lâm cũng mặt lộ vô cùng là vẻ rung động. Kỷ Tư Thanh lộ ra lau một cái biểu tình ngưng trọng, ban đầu ta mới vừa đi vào nơi này. Liền suýt nữa bị cái này hai tôn tượng đá tản ra uy áp cho tổn thương nặng. Tay nàng chỉ hướng trong đó một pho tượng đá, Diệp Thần, ngươi xem, cái này tượng đá, có phải hay không cùng ngươi giống nhau như đúc? Diệp Thần lúc này đôi mắt lạnh lùng, nhìn về phía tượng đá vẻ mặt tràn đầy ngưng trọng. Chân chính để cho hắn kinh ngạc cũng không phải là tượng đá tướng mạo cùng hắn giống nhau như đúc, mà là, cái này tượng đá không có chút nào luân hồi chi chủ bóng dáng. Hoàn toàn phục khắc chính là hắn Diệp Thần, đời này Diệp Thần. Cái này, lão đầu này là ai? Tại sao phải ám sát ngươi? Kỷ Lâm ánh mắt nhưng là bị khác một pho tượng đá hấp dẫn. Thật ra thì, cái này hai tôn tượng đá, thà nói là hai tôn, càng xác thực có thể nói là một tôn. Bọn họ hai người tới giữa, bị một chuôi to lớn trường kiếm tương quan liên. Tượng đá kia bên trong rõ ràng cho thấy vị lão giả người, tóc bạc râu bạc. Sợi tóc phảng phất là bị nội tức hung hãn thổi vội vàng, liều lĩnh bay lượn ở sau ót. Mà trong tay hắn một chuôi lợi kiếm, mang vô cùng khủng bố ngang ngược hơi thở, hung hãn cắm vào khác một pho tượng đá đan điền. Diệp Thần trong lòng kích động, giống như phục khắc hắn tượng đá vậy, lúc này lại vậy cảm giác được mình đan điền có một chút khác thường. Đây cũng không phải một cái điểm tốt, đến cái này là trùng hợp. Vẫn là thiên cơ trước thời hạn tiết lộ.
Diệp Thần không biết, hắn chỉ cảm giác được mình hình như là tiến vào một tấm càng to lớn lưới, đem hắn toàn quyền bao phủ trong đó. Là Thái Thượng Thiên Nữ sao? Vẫn là người khác. Đột nhiên, Kỷ Tư Thanh nói, Diệp Thần, nếu không ngươi thử một chút câu thông cái này hai ngôi tượng đá, nói không chừng, có thể đâu. Diệp Thần gật đầu, bọn họ chỉ bằng vào xem, là không nhìn ra vây cánh gì. Sau đó, Diệp Thần đóng chặt tròng mắt, thần hồn phóng thích mở. Nhưng mà, một giây kế tiếp, dị biến nổi lên. Oanh! To lớn phá sập một tiếng, để cho Diệp Thần thức hải buôn bán nổi lên bốn phía, tượng đá này bên trong ẩn chứa chỉ có vô cùng vô tận sát ý. Để cho hắn vừa mới tiếp xúc, đã chạm tới cái này lạnh như băng mùi máu tanh, rồi sau đó, không chút lưu tình bị lui ra. Thế nào? Kỷ Tư Thanh liền vội vàng hỏi nói, tiến lên một bước, nhẹ nhàng đỡ Diệp Thần. Không có sao, chỉ là ta không cách nào liên tiếp đến trong đó còn sót lại ý thức. Diệp Thần lắc đầu một cái, một lát sau nhưng lại mang khao khát ánh mắt nhìn về phía Kỷ Tư Thanh. Ngươi còn nhớ kiếp trước bên trong, luân hồi chi chủ có không có ở nơi này bố trí? Không có, Kỷ Tư Thanh khẳng định lắc đầu một cái, trí nhớ của kiếp trước lúc này đã gần như toàn bộ để cho nàng nhớ lại. Đời trước luân hồi chi chủ bố trí, quả thật 10 phần chu đáo cẩn thận, nhưng là, chuyện cho tới bây giờ, lại có rất nhiều biến hóa. Ít nhất, cái này bụi bẫm di tích, cũng không phải là luân hồi chi chủ an bài, mà là nàng tình cờ bên trong lấy được. Nhưng như không phải là vì để cho Diệp Thần lá bài tẩy càng để cho người khó mà đoán, nàng tự nhiên cũng sẽ không thiệp hiểm tiến vào. Nếu như không phải là luân hồi chi chủ bố trí, vậy bây giờ thật có thể coi như là sóng quyệt phân quỷ. Diệp Thần ngưng trọng thần sắc, để cho Kỷ Lâm tạm thời vậy không dám nói nữa. Sẽ là cái gì người? Như thế biết mình, đem mình giống như con cờ như nhau bày tới bày lui, thậm chí còn to gan ở chỗ này, viết rõ mình kết cục. Diệp Thần luôn cảm giác trong bóng tối có một đôi mắt nhìn chằm chằm mình. Thông qua Táng Thiên Biển Thần Uyên, Diệp Thần càng phát ra rõ ràng, vực ngoại có thần bí quá nhiều thế lực. Thậm chí mình đã cho là biết rõ thấu triệt thiên nhân vực, có thể chỉ là băng sơn một góc. Kỷ Tư Thanh dĩ nhiên là đặc biệt rõ ràng lúc này Diệp Thần tâm tình là hạng phức tạp, nói. Ta ban đầu thấy lúc đó, phát hiện lại không phải luân hồi chi chủ, mà là ngươi, cũng đã quyết định, nhất định phải cho biết cùng ngươi, để tránh ngươi khắp nơi bị động. Diệp Thần gật đầu, hắn dĩ nhiên 100% tín nhiệm Kỷ Tư Thanh. Ai, tỷ tỷ, Diệp Bức Phương, các người xem, cái cụ già này, có giống hay không Đế Thích Thiên? Kỷ Lâm quan sát rất lâu, mới một bộ ta đã toàn bộ xuyên thủng diễn cảm nói. Kỷ Tư Thanh và Diệp Thần nhưng đồng thời lắc đầu, cùng Đế Thích Thiên tranh đấu, đã rất nhiều lần, vô luận trước khi đổ sát thánh đại hội, vẫn là về sau Minh Long Thần Điện. Thành tựu đời này tâm ma chi chủ, Đế Thích Thiên cũng không có như vị này nhìn như nhau dâng trào vô cùng sát ý. Tư Thanh, ban đầu ngươi là làm thế nào biết chỗ này di tích? Diệp Thần hỏi, hắn lúc này càng muốn biết là dạng gì nhân quả, để cho Kỷ Tư Thanh hướng dẫn tự mình tới nơi này. Ban đầu chúng ta phân biệt sau đó, ta căn cứ đời trước trí nhớ, suy diễn ra tất cả bố trí, dẫn đầu đem gần đây nhân quả làm ra điều chỉnh cùng che giấu. Sau đó đi tìm được ta năm đó thường dùng thần binh pháp khí. Nhưng là, làm ta đi ngang qua cái này phiến núi tuyết khu vực lúc đó, quỷ dị kia màu xanh lá cây huỳnh quang, để cho ta lòng dạ tràn đầy một loại vô hình cảm giác quen thuộc. Đích xác, ta cũng có một loại cảm giác quen thuộc. Tựa như trước đã tới nơi này như nhau. Diệp Thần gật đầu, lúc này huyết mạch cuồn cuộn, cái này nhân quả trong đó, để cho hắn cảm thấy rất tinh tường. Cái này ông già sẽ là ai chứ? Kỷ Tư Thanh nhìn cái này giận phát xung quanh ông già, trong lòng nghi ngờ sâu hơn. Lúc này, luân hồi mộ địa bên trong một hồi đung đưa kịch liệt, tựa hồ có vật gì muốn phun ra như nhau. Thế nào? Kỷ Tư Thanh nhìn Diệp Thần bỗng nhiên thu xiết mệnh giá, ánh mắt tràn đầy nghi ngờ. Là luân hồi mộ địa, mới vừa có một chút phản ứng. Diệp Bức Phương, xem ra tỷ tỷ ta nói không sai, chỗ này, quả nhiên cùng ngươi có liên quan hệ à? Kỷ Lâm lúc này không biết đứng ở tượng đá phía dưới phát hiện cái gì, dùng ngón tay câu Diệp Thần, tỏ ý hắn tới đây xem. Đây là... Diệp Thần và Kỷ Tư Thanh vội vàng tới đây, cái ký hiệu này. Là luân hồi huyền bi. Lúc này ba người càng giống như là đi vào sương mù dày đặc vậy, ở cái huyệt động này bên trong, suy nghĩ mãi không xong hướng về phía cái này hai tôn tượng đá.
Chẳng lẽ cái này ông già xuất từ luân hồi mộ địa? Diệp Thần tín niệm động một cái, thần thức đã tiến vào luân hồi mộ địa. Hắn ngón tay thay đổi, lấy mây mù làm hình trạng, cái hiện ra một tôn trước mắt tượng đá. Phải chăng có tiền bối, gặp qua tượng đá người trên? Thật lâu yên lặng, không có người trả lời. Luân hồi mộ địa ở giữa các đại năng, cũng không phải là cũng thuộc về dẫn động trạng thái. Có thể dẫn động tinh hải thần, hiển nhiên không hề biết người này. Ngay tại lúc này, Diệp Thần bên tai đột nhiên vang lên ngoại giới thanh âm. Đó là Kỳ Tư Thanh thanh âm. Không nên đụng. Còn chưa cùng Diệp Thần kịp phản ứng, hắn chỉ cảm giác được mình thân thể vô cùng cái nhanh chóng bắt đầu hạ rơi xuống, bên tai truyền tới hô hô tiếng gió. Kỳ Tư Thanh lúc này một kéo tay Diệp Thần, một tay cầm Kỳ Lâm, đang liều mạng ổn định thân hình. Ngươi mới vừa đụng cái gì? Diệp Thần trở về ý thức sau đó, nhìn mặt mũi bởi vì cấp rơi xuống mà có chút biến hình Kỳ Lâm, nghi ngờ hỏi nói. Kỳ Lâm gương mặt đau khổ, có chút sợ hãi len lén liếc về hướng một bên Kỳ Tư Thanh. Diệp Thần bàn tay lộn, nồng đậm tuất thổ khí trạch đã ở dưới chân của bọn họ hóa là một đóa vừa dày vừa nặng mây mù, đem bọn họ hạ xuống thân hình, khó khăn lắm nâng. Kỳ Tư Thanh sau lưng mơ hồ phơi bày chu tước bóng sáng, mới chậm rãi thu vào. Ta mới vừa xem các ngươi đều không phản ứng, liền muốn xem tượng đá này là làm bằng vật liệu gì, sư phụ nói, có thể thông qua chất liệu tới sử đừng sự vật lịch sử trình độ. Kỳ Lâm nhỏ diễn cảm lộ ra một loại nàng vậy là bị cưỡng bức rõ vẻ mặt. Ngươi trả lời cứng rắn, cái này bụi bẩm di tích bên trong có cái gì không biết nguy hiểm ngươi biết không? Kỳ Tư Thanh sắc mặt tái xanh, nàng hiện tại dị thường hối hận mang Kỳ Lâm cùng đi. Nhưng mà... chúng ta nếu bằng vào nhìn cái gì vậy không phát hiện được, tại sao không thể tìm biện pháp khác đâu. Hơn nữa, người vậy thấy cái đó hoa văn, giống như là lục đạo luân hồi bàn vậy đồ đằng. Người nói là, người thấy được một cái rất giống luân hồi lục đạo mâm đồ đằng. Cho nên ta liền dùng ngón tay nhấn một tí. Kỳ Lâm không phục vừa nói, tham lang sư phụ nói, muốn phá cuộc lại không thể chỉ là các loại, phải có lớn không sợ tinh thần. Kỳ Tư Thanh có chút không biết làm sao, chỉ có thể nhìn về phía Diệp Thần nói, sau đó chúng ta dưới chân tấm đá xanh liền bỗng nhiên biến mất, chúng ta liền lâm vào cái này không biết bao sâu dưới đất. Nói xong nhìn một cái Kỳ Lâm, lại thêm liền một câu, người cái này con bé chết bầm, hiện tại còn không biết sai. Diệp Thần ngược lại là nhẹ nhàng cầm Kỳ Tư Thanh bả vai, không nên trách Kỳ Lâm, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, nói không chừng, cái đồ đằng này nguyên bổn chính là cố ý lưu lại. Để cho chúng ta đụng chạm. Đúng vậy, tỷ tỷ, có Diệp Bức Vương ở đây, ngươi không cần như thế lo lắng. Ngươi còn nói, Kỳ Tư Thanh thật sự là đối với mình cái này nghịch ngợm muội muội không có biện pháp, cũng không biết tham lang tiền bối là thế nào nhìn chúng cái này nha đầu, muốn thu nàng làm đồ đệ. Tựa hồ rốt cuộc, đây là bàn chân chạm đến mặt đất cảm giác. Tuất đất mây mù chậm rãi tản đi, lộ ra kiên cố mặt đất. Chung quanh vẫn là giống như hạ rơi xuống như nhau, đưa tay không thấy được năm ngón đen nhánh. Chu tước thần quang. Kỳ Tư Thanh điểm ngón tay một cái ánh vàng rực rỡ chu tước bóng sáng vô căn cứ xuất hiện, lanh lảnh kêu to, thanh âm truyền hướng cư cao mà lên vực sâu, thật lâu không tiêu tan. Chu tước thần quang đem toàn bộ khu vực chiếu sáng, lộ ra toàn bộ diện mạo. Nơi này, đã từng có người ở. Diệp Thần đánh giá bốn phía. Rất đơn giản bố trí, một bàn một giường. Sống người ở chỗ này, là đang khổ tu đi, cái gì cũng không có. Kỳ Lâm đã sớm liều mạng vòng vo một vòng, cái giường kia tạm thời cũng coi là giường đi, thật ra thì liền là một khối tương đối rộng dày tấm đá, mà bàn kia tử, mặc dù cũng là tấm đá tạo thành, nhưng là phía trên đặt một cái nhọn thiết bút. Cây bút này tại sao là thiết? Kỳ Lâm không chút do dự cầm lên vậy chỉ đặt ở bàn thiết bút. Thật nặng à. Kỳ Tư Thanh nhìn Kỳ Lâm cử chỉ, thậm chí đã lười được ngăn lại nàng. Diệp Thần nhưng mỉm cười tiến lên một bước, cầm lấy tay nàng ở giữa thiết bút. Diệp Thần tai bên oanh vang lên một hồi ông minh, vậy chỉ ở Kỳ Lâm xem ra 10 phần nặng nề thiết bút, ở trong tay hắn, nhưng giống như là một cái thông thường bút như nhau. Vô số trí nhớ, ùn kéo đến tràn vào Diệp Thần thức hải bên trong. Ở nơi này hang động phần đáy. Hắn ngồi xếp bằng tĩnh tọa, dự án đêm đọc, thạch bích vẽ tranh. Hắn thức kinh đoạn ý, bố trí mưu đồ, chỉ trích phương tù. Sống ở nơi này sâu trong lòng đất người,
lại là chính hắn. Hoặc là chính xác mà nói, là đời trước mình, luân hồi chi chủ. Diệp thần, ngươi xem cái này bích họa. Kỷ Tư Thanh lúc này ánh mắt đã bị đá này tường bốn phía bích họa thật sâu hấp dẫn. Phía trên này là... Kỷ Lâm vậy đi tới Kỷ Tư Thanh bên người, muốn nhìn rõ cái này bích họa nội dung. Diệp thần nghe vậy, vậy chậm rãi đi tới. Đây là đời trước luân hồi chi chủ trạm. Khó trách, ta cảm thấy bút pháp như vậy quen thuộc. Kỷ Tư Thanh xúc động đến, thành tựu đời trước cùng luân hồi chi chủ sống chung đã lâu nữ võ thần, nàng dĩ nhiên là cực kỳ biết rõ luân hồi chi chủ vẽ tranh phong cách. Cho nên, người nói là, trước sinh tích chữ người ở chỗ này, là Diệp Bức Phương. Kỷ Lâm mới chợt hiểu ra nhìn về phía Diệp Thần. Diệp Thần gật đầu, cầm bút thời điểm, ta thấy được rất nhiều trí nhớ đoạn phim, là đời trước luân hồi chi chủ ở chỗ này khổ tu, hơn nữa, trong sâu thẳm, ta cảm giác được, hắn hình như là có lời muốn đối với ta nói. Ở bích họa bên trong, cơ hồ cùng trong chốc lát, Diệp Thần và Kỷ Tư Thanh đã thấy cái này mãi mãi lâu dài bích họa, bọn họ hiện tại cơ hồ hoàn toàn có thể khẳng định, cái này bụi bẩm di tích, cũng là luân hồi chi chủ bố trí. Bước đầu tiên bích họa bên trên, đủ loại tất cả hình tượng của tiên thần, tựa hồ là ở cử hành tiệc, xây lâu đài trên các tình cảnh rộng lớn thở mạnh. Vậy nửa che tì bà nốt nhạc, tựa hồ để cho thưởng thức người đều đắm chìm trong đó. Ánh sáng lung linh tuyệt đẹp, xa hoa lãng phí cực kỳ. Bước thứ hai đúng mặt bích họa bên trong nhưng chỉ còn lại có một người người, hoàng kim áo lót phục lượn quanh ở thắt lưng, trên đầu kim quang hoang mang nhức mắt, hắn rõ ràng là cái nam tử, nhưng tướng mạo tuyệt đẹp, thân hình thướt tha, thật sự là quái dị cực kỳ. Ngay sau đó bước thứ ba, không có thần minh, cũng không có ca múa, có chính là trống rỗng lâu vũ cùng với lầu các bên trên sấm chớp rền vang cuồn cuộn mây đen. Bước thứ tư cảnh sắc miêu tả, cũng đã không có ở đây thượng cổ thần điện, mà là rơi vào người vực. Có châu cầy, có tham bái, có đồng ruộng, có núi hoang, nhưng là lại có một cái cơ hồ chiếm hơn nửa cái bích họa to lớn bóng người, hắn đang ngạo nghễ mắt nhìn xuống phía dưới. Ồ, làm sao không có? Kỷ Lâm nhẹ giọng nghi ngờ nói, vội vàng quay đầu nhìn về phía Kỷ Tư Thanh và Diệp Thần. Xuyệt, Kỷ Tư Thanh hướng nàng làm thủ hiệu chớ có lên tiếng, tỏ ý nàng không cần nói. Kỷ Lâm nhìn Diệp Thần rõ vẻ mặt và bước chân, không dừng lại chút nào, có chút kinh ngạc nhìn về Kỷ Tư Thanh. Hắn có thể thấy được, chỉ có chúng ta xem không thấy. Kỷ Tư Thanh hiển nhiên muốn sớm hơn ý thức được một điểm này, gật đầu một cái. Xem tới nơi này, đúng là hắn cơ duyên. Diệp Thần rõ vẻ mặt, từ lúc mới bắt đầu thưởng thức, càng về sau nghi ngờ, rồi sau đó là hiểu đồng ý, cuối cùng lại mặt mũi bên trong để lộ ra lửa giận ngập trời. Kỷ Tư Thanh đôi mi thanh tú khẽ nhăn mày, có chút lo âu nhìn về phía Diệp Thần. Kỷ Lâm ngược lại là hết sức tò mò Diệp Thần kết quả ở nơi này bích họa bên trong nhìn thấy gì. Từ trước phương to lớn trong lối đi, vang khắp chân trời sấm sét tiếng ầm ầm xuất hiện. Phía trên sụp, Kỷ Lâm có chút kinh ngạc ngẩng đầu, trong tay một chuôi tú kiếm đã đưa ra. Kỷ Tư Thanh thì trực tiếp gọi về Chu Tước, đem hắn ba người vững vàng bảo vệ ở bên trong. Diệp Thần ở nơi này sấm xuất hiện trong nháy mắt, đôi mắt lại đột nhiên khép lại. Trên người xuất hiện lưu chuyển ra một đầu màu vàng bàn long. Bàn long kim quang lấp lánh, đang dương nanh múa vuốt hướng Kỷ Tư Thanh và Kỷ Lâm xem ra. Đôi mắt giống như hai viên sáng rỡ rực rỡ dạ minh châu, tản ra cực kỳ nóng bỏng con mắt. Kỷ Tư Thanh vội vàng đem Kỷ Lâm bảo vệ ở phía sau mình, rồi sau đó dùng cực kỳ ôn hòa ánh mắt ôn nhu, từ từ nhìn về phía kim long. Lúc này mới phát hiện, vậy kim long nguồn, lại là Diệp Thần trong tay thiết bút. Đây chính là luân hồi chi chủ giao phó. Kỷ Tư Thanh trong lòng biết, cái này kim long nếu là luân hồi chi chủ lưu lại, như vậy đối với Diệp Thần liền sẽ không có uy hiếp. Kim long to lớn miệng rồng dương ra, ấp úng khí gào thét tới. Nó ngẩng đầu hướng bóng tối bầu trời gào thét, tựa hồ là đang truyền đạt tín hiệu gì. Trên mình miếng vảy mỗi một phiến cũng kim quang tràn ra. Tràn đầy vô thượng uy năng, giống như kim cương bản thạch như nhau, bền chắc không thể phá được khâu ở trên người của nó. Cuồng phong nổi lên, sấm đầy trời, toàn bộ lòng đất giống như là ở trải qua một trận tai họa lớn tẩy rửa. Kỷ Lâm chỉ có thể hai tay che lỗ tai, xuyên thấu qua Kỷ Tư Thanh rộng lớn ống tay áo, nhìn Diệp Thần. Hắc ám bên trên, vô số giọt mưa chiếu nghiêng xuống. Giống như là từng chuôi lưỡi dao sắc bén,
cưỡng ép xuyên thấu chu tước ngăn tre, muốn xuyên qua Diệp Thần. Kỷ Tư Thanh vội vàng muốn ra chỉ lực phòng ngự, nhưng phát hiện kim quang kia cự long, chỉ như vậy nhẹ bỗng nhìn mình một mắt. Tựa hồ là ở trách mình xen vào việc của người khác. Kỷ Tư Thanh cắn răng, chu tước to lớn hư ảnh chiếu cố đã hoàn toàn rời đi Diệp Thần. Tỷ tỷ, ngươi làm gì? Kỷ Lâm lấy làm kinh hãi, tú kiếm hoành thả, chỉ muốn xông ra là Diệp Thần ngăn trở vậy cao tốc đánh tới giọt mưa. Đây là luân hồi chi chủ cho bố trí của hắn, hắn nhất định phải chịu đựng. Không có chu tước chiếu cố, vậy giọt mưa nhưng xem là tìm được mục tiêu công kích như nhau, toàn lực đập ở Diệp Thần trên mình. Giọt mưa rơi vào trên người hắn lúc đó, thậm chí có thể thấy tia chớp lưu chuyển, sấm sét vạn quân uy năng, ở Diệp Thần nguyên bản cường hãn trên thân thể, lại vậy để lại từng tia vết đỏ. Kỷ Tư Thanh hiển nhiên biết Diệp Thần không cùng người khác cường hãn thân thể, hiện tại chỉ không khỏi được xúc động cái này hạt mưa bên trong ẩn chứa kết quả là vì sao loại uy năng. Theo Diệp Thần trên mình phân bố vết đỏ càng ngày càng nhiều, rốt cuộc, một đạo hạt mưa phá vỡ da thịt của hắn. Rồi sau đó, máu tươi giàn giụa, quần áo hắn đã cùng vết máu thật chặt dán lại đến cùng nhau. Diệp Bức Vương. Kỷ Lâm lúc này đã không nhìn được che miệng, trong mắt mơ hồ có lệ quang hiện lên, giống như thiên đao vạn quả bố trí sao. Nàng lần đầu tiên cảm thấy Diệp Bức Vương, cái này thiên tuyển người bi ai. Kỷ Tư Thanh ngón tay không tự chủ nắm chặt chặt, trong lòng cũng là thật lâu khó mà bình tĩnh, nàng cái gì cũng làm không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Thần chịu đựng hết thảy các thứ này. Rào rào. Trước khi hạt mưa, dần dần biến thành mưa như chút nước mưa to, lôi đình lực xanh thành một đạo lôi long, lúc này cùng Kim Long chiến đấu chung một chỗ. Kim quang cùng lam quang, nóng bỏng cùng lóe lên. Hai con rồng đồ sộ ảnh, đã chồng lên nhau. Vô tận ánh sáng tách thả ra, như sáng chói cực quang. Kỷ Tư Thanh và Kỷ Lâm không cách nào nhìn thẳng vậy cực quang tới ban ngày sáng bóng, bị buộc nhắm hai mắt lại. Diệp Thần áo đã sớm bị đánh cho mảnh vỡ, rối rít bay xuống. Chảy ra rách thịt sau này, kim màu xanh song long bàn cưa ở hắn trên thân hình, lau một cái sâu thẳm mà nóng bỏng vô cùng hơi thở, ở hắn mỗi một đạo vết thương bên trong quanh quẩn. Dần dần, kim đồng sắc sáng bóng từ hắn sau lưng trên da thịt từ từ xuất hiện. Cốt sắt thiết cốt. Diệp Thần thân thể, ở nơi này vô cùng ngang ngược tăng lên dưới, lại bằng mình lực lượng đạt tới cốt sắt thiết cốt. Song long gầm thét tiếng gào thét không ngừng, đuôi rồng sau tha. Hai cái to lớn long đồng thời chui vào Diệp Thần trong cơ thể. Bành! Diệp Thần trong tay thiết bút toàn bộ vết nứt, nó chịu đựng long hồn đã cách nó đi, nó lại cũng không có sức ở nơi này trong hư không tiếp tục sống sót. Từng có lời đồn đãi, thế gian vạn vật có linh, bất kể là hay không ngươi cảm thấy hồn nhiên không nhúc nhích, nó bản chất đều ở đây tự động biến mất, thẳng đến ở bất đồng bể dâu trong năm tháng mặt, mài đi cả đời. Hai con rồng biến mất sau này, Diệp Thần trước người nhưng từ từ dâng lên một trang kinh thư. Kỷ Tư Thanh trợn to hai mắt, mắt đẹp tràn đầy tò mò, đây chẳng lẽ là công sao 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 hồi đứng đầu cho Diệp Thần lưu lại lại là một phần truyền thừa. Màu vàng kim huỳnh quang, màu xanh kiểu chữ. Luân hồi cửu thế sách. Kỷ Tư Thanh rõ ràng thấy chữ phía trên. Lại là luân hồi cửu thế sách. Không có ai so Kỷ Tư Thanh rõ ràng hơn cái này luân hồi cửu thế sách. Đối với luân hồi chi chủ ý vị như thế nào, đó là cùng luân hồi lục đạo bàn như nhau kinh thiên địa khóc quỷ thần tồn tại à. Luân hồi cửu thế sách, là luân hồi chi chủ lợi hại nhất sát chiêu. Mỗi một trang đều là một quyển 10 phần tuyệt diệu tàn nhẫn thế giới, giống như bầu trời hoàng tuyền đồ như nhau, chỉ cần đem đối phương kéo vào trong đó, như vậy chính là mình sân nhà. Mưa gió biến hóa, thời gian suy diễn, nhật nguyệt thay nhau, hoặc là nghịch đời mà tồn tại. Hết thảy đều có thể thực hiện. Đây là chín phương do thao tác giả, hoàn toàn nắm trong tay thế giới. Kinh thư rơi vào Diệp Thần bên trong thân thể ở một chớp mắt kia, mênh mông luân hồi lực, đi đôi với điện thiểm lôi minh, đã ầm ầm vô cùng vô tận chiếu trong cơ thể. Diệp Thần thực lực cảnh giới cũng ở đây trong chốc lát vô cùng cái leo lên đứng lên. Một bước bước vào thủy nguyên cảnh. Thường người tu hành cả đời, cũng không khả năng ở cái này trong thời gian thật ngắn. Có như thế nhiều đột phá. Huống chi, Diệp Thần đột phá có luân hồi huyết mạch áp chế, so người bình thường khó khăn dù sao cũng lần. Thương khung có lôi kiếp phun trào, vô số lôi kiếp ngay tức thì hướng Diệp Thần vọt tới. Có thể làm lôi kiếp hạ xuống lúc đó, đan điền tiểu hắc đột nhiên mở mắt ra,
một đạo màu đen hư ảnh lao ra Diệp Thần thân thể. Lại ngay tức thì đem vậy vô số lôi kiếp chiếm đoạt hầu như không còn. Cái này, có thể là Diệp Thần từ trước tới nay lần đầu tiên nhanh như vậy tốc độ chiếm đoạt lôi kiếp. Diệp Thần. Mấy giây sau đó, Diệp Thần thật dài thở ra một đạo chọc khí, mới vừa phát sinh hết thảy, đối với hắn mà nói, giống như tới giữa, lại cũng là tựa như ảo mộng. Bầu trời mây mưa, sau lưng cự long, toàn bộ đều biến mất không gặp. Diệp Bức Vương, ngươi lại đột phá rồi. Kỷ Lâm hết sức phấn khởi nhìn về phía Diệp Thần. Diệp Thần gật đầu một cái, quay đầu nhìn về phía Kỷ Tư Thanh. Thủy Nguyên liền đã, bây giờ ngươi cũng có thể đối kháng một ít thực lực yếu hơn thái chân cảnh cường giả. Kỷ Tư Thanh phát ra từ nội tâm thở dài nói. Luân hồi chi chủ truyền thừa thần thông, quả nhiên được. Diệp Thần thở dài nói. Ta vốn cho là kiếp trước bố trí, thật cái gì cũng không để lại cho ta, bây giờ nhìn lại, kiếp trước vẫn là đời này ta chuẩn bị một ít lễ vật. Cái này luân hồi cửu thế sách, giống nhau đã trở thành hắn cường đại một trong những lá bài tẩy. Bất quá muốn làm việc luân hồi cửu thế sách cũng không phải là như vậy dễ dàng. Diệp Bức Vương, cái này bích họa rốt cuộc vẽ chút gì? Thấy Kỷ Lâm truy hỏi, Diệp Thần liền đem đúng phó bích họa ngọn nguồn từng cái giải thích. Nửa giờ sau đó, Kỷ Lâm kéo Kỷ Tư Thanh cánh tay, đi theo Diệp Thần sau lưng. Diệp Thần khóe miệng tần trước vẻ tươi cười, ở nơi này phiến bụi bặm trong di tích, hắn thu hoạch được luân hồi chi chủ thần thông, mà đây, để cho hắn cho dù là đối mặt Huyền Cơ Nguyệt, cũng có thể so với lục đạo luân hồi mâm lá bài tẩy. Không thể không nói, đây thật là một kiện đặc biệt để cho người vui vẻ tin tức. Từ bụi bặm di tích đi ra, vậy đạo quỷ dị màu xanh lá cây cực quang. Đã biến mất không gặp. Xem ra, cái này cũng chỉ là đối với Diệp Thần chỉ dẫn. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời, lóe lên từng đạo u lam hỏa diễm, ngọn lửa bên trong mơ hồ có lệnh vận bánh răng xe kích thích dấu vết. Không tốt. Kỷ Tư Thanh nhìn về phía xa xa vậy màu u lam dị tượng, trong lòng nhất thời tràn ngập lần trước tơ dự cảm xấu. Diệp Thần nghe được nàng kêu lên, vậy ngẩng đầu nhìn qua. Thiên nhân vực đột phát dị tượng. Nhất định là có người đột phá đưa đến. Cho dù cách nhau mấy triệu bên trong, bọn họ như cũng có thể cảm nhận được u lam hỏa diễm cuồng bạo lực. Cái này, là vận mệnh chi chủ Huyền Cơ Nguyệt. Cho dù không muốn đi nữa thừa nhận, Diệp Thần cũng chỉ có thể khẳng định, ngọn lửa này dị tượng và vận mệnh bánh răng xe hư ảnh, là Huyền Cơ Nguyệt luân hồi tinh diễm tạo thành. Xem ra đi qua đồ sát thánh lớn sau này sẽ, không chỉ là đế thích thiên khôi phục mình thực lực. Liền liền Huyền Cơ Nguyệt cái này cùng hiến tế sinh linh tàn nhẫn thủ pháp, cũng nhận được đột phá. Xem ra, vào Huyền Cơ Nguyệt đánh một trận, sắp đến. Diệp Thần sâu kín nói, đã như vậy, chiến đi, để cho vận mệnh chi chủ cảm thụ từ hắn sợ hãi. Cùng lúc đó, nữ hoàng cung điện bầu trời, vô cùng là xanh thấm chùm tia sáng bao phủ ở Huyền Cơ Nguyệt trên mình. Ước chừng mấy giây hô hấp, Huyền Cơ Nguyệt quanh thân ánh sao chập chờn. Một đoàn ngọn lửa u lam xuất hiện. Ngọn lửa vừa ra, toàn bộ nữ hoàng cung điện lại tỏa sáng tân sinh vậy, trùng điệp ra vô hạn sức sống. Bình bịch bịch, một đóa đóa tinh diễm lửa, ở Huyền Cơ Nguyệt bên người nổ tung, vô số ánh sáng màu u lam, lần nữa tràn ngập đến trên bầu trời. Huyền Cơ Nguyệt ấn đường, một đóa xanh thấm luân hồi tinh diễm, lóe lên mà rung động, để cho nàng nồng đậm lông mi mau, vậy dính vào một chút màu xanh sáng bóng. Khí sâu cầu vòng, tinh luân sâu ngày. Tiêm tiêm tố thủ vô căn cứ chỉ một cái, đã đem tất cả luân hồi tinh diễm toàn bộ thu hồi trong lòng bàn tay. Một đạo mạnh mẽ ngân bạch tinh mang, xen lẫn từng luồng quy luật linh khí, xuyên qua tầng tầng hư không, đem tất cả luân hồi tinh diễm vây quanh bọc lại. Sấm sét, ngọn lửa, ngân hà, sán dương. Vô số sáng bóng ở nơi này luân hồi tinh diễm bên trong lưu chuyển. Rồi sau đó cuối cùng tụ lại trở thành một đoàn cực kỳ long trọng minh mông luân hồi quy luật, đắm chìm trong Huyền Cơ Nguyệt trong cơ thể. Chúc mừng nữ hoàng bệ hạ. Chúc mừng nữ hoàng bệ hạ. Nữ hoàng cung điện bên trên, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới toàn bộ người hầu, không một ngoại lệ bò lổm ngổm trên đất, bọn họ ngửa đầu nhìn ngày này tế ở giữa dị tượng, trong lòng không một không đúng Huyền Cơ Nguyệt tràn đầy kính nể. Mà lúc này, Huyền Cơ Nguyệt quanh thân, cũng giống như mạ lên một tầng màu u lam sáng bóng, bước liên tục di động, thoáng qua đã đến cửa cung điện. Nữ hoàng cung trên dưới nghe lệnh. Huyền Cơ Nguyệt trong trẻo lạnh lùng thanh âm, truyền vào mỗi một cái người hầu trong tai.
Huyền Cơ Nguyệt bên người một ít trọng yếu dưới quyền vậy đã sớm cảm giác được dị tượng, bò lổm ngổm ở phía ngoài cung điện, chờ đợi Huyền Cơ Nguyệt kêu gọi. Chu Diệt Hạ Nhược Tuyết. Nhất đến gần vị kia dưới quyền tạm thời có chút hoảng hốt, chẳng lẽ không phải là Chu Diệt Luân Hồi Chi Chủ, tại sao nữ hoàng bệ hạ muốn ưu tiên Chu Diệt Hạ Nhược Tuyết đâu? Huyền Cơ Nguyệt nhưng hoàn toàn không có để ý nghi ngờ của mọi người, thân hình tiêu tán ở to lớn kia đền bên trong. Rất nhanh, nàng đi tới một tòa tràn đầy vô tận thần bí đền. Hắc ám là cái cung điện này duy nhất đặc thù, Huyền Cơ Nguyệt đến, oánh oánh lam quang để cho thân hình của nàng lộ vẻ được càng thướt tha, tay nàng chỉ ở trong bóng tối một chút. Giống như là kích động đến cơ quan vậy, một bộ to lớn luân hồi mệnh bàn bỗng nhiên xuất hiện. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, hắn nhất định sẽ thất kinh, cái này luân hồi mệnh bàn cùng trong cơ thể hắn lục đạo luân hồi bàn đơn giản là giống nhau như đúc. Năm đó, vận mệnh chi chủ chẳng những để cho luân hồi chi chủ chết, thậm chí còn dùng phức tạp hơn nhân quả thủ đoạn, phục khắc một phần nhỏ lục đạo luân hồi bàn. Chỉ tiếc, cái này khắc lại lục đạo luân hồi bàn, xa xa không có lục đạo luân hồi bàn như vậy nghịch thiên, có thể làm được cũng bất quá là suy diễn khí vận mà thôi. Nếu như không phải là Hạ Nhược Tuyết con tiện nhân kia, dính liền ta luân hồi tinh diễm, hiện tại ta tuyệt đối vượt quá nơi này. Huyền Cơ Nguyệt nhìn xem mình lòng bàn tay, hừ lạnh một tiếng, Đế Thích Thiên cũng có một phần chia trách nhiệm, nếu không, không có hiến tế sinh linh cắn trả, nàng bây giờ thực lực, đối với những ngày đó điện điện chủ cũng có xóa bỏ tư cách. Mệnh quả nhân duyên, mệnh ký một án. Từ bi từ hỉ, khí vận do định. To lớn luân hồi mệnh bàn từ từ làm động tới, tất cả mệnh cách pháp thông, lúc này kim quang nổ hiện, lại là không ngừng leo lên. Huyền Cơ Nguyệt diễn cảm, theo luân hồi mệnh mâm đình trệ, ngông cường nụ cười tứ tán ra. Trình độ cao nhất khí vận, ha ha ha. Nàng tiếng cười cơ hồ xuyên thấu tầng tầng hư không, ở cung điện này bên trong, vang vọng không ngừng. Nếu là khí vận như vậy chiếu cố cùng nàng, vậy nàng thì phải cùng thiên tướng kháng. Hạ Nhược Tuyết, bỏ mặc ngươi có luân hồi tinh diễm có nhiều ít, cũng không để ý ngươi luân hồi tinh diễm là cấp bậc gì, ta đều phải hết thảy cầm về. Toàn bộ thiên nhân vực, từ nay về sau chỉ có thể có một người chấp trưởng luân hồi tinh diễm, chính là nàng Huyền Cơ Nguyệt. Nữ hoàng bệ hạ. Rất nhiều thế lực chủ rối rít tới chúc mừng. Ngoài cửa người hầu nhỏ giọng nói, rất sợ quấy rầy đến Huyền Cơ Nguyệt, nếu không phải Huyền Cơ Nguyệt trước khi tiếng cười, hắn là thành thật không dám ra nói. Bọn họ ngược lại là tới cũng nhanh. Huyền Cơ Nguyệt hừ lạnh một tiếng, những thứ này cỏ đầu tường, kia phe thế lực mạnh mẽ liền cậy thế kia phương, không có đạo tâm, cũng không đáng giá được lệ thuộc vào, chỉ là, nếu bọn họ đuổi muốn tới ôm bắp đùi. Vậy hãy để cho bọn họ làm tìm thức ăn chó đi, cái này thật lớn thiên nhân vực, nàng tuyệt không tin Hạ Nhược Tuyết có thể giấu được chút nào không lọt dấu vết. Vận mệnh chi chủ chân chính quật khởi bước đầu tiên, nàng muốn từ đoạt lại mình đồ bắt đầu. Bên trong đại điện, rất nhiều thế lực chủ rối rít bò lổm ngổm trên đất, chờ đợi Huyền Cơ Nguyệt hạ xuống. Thân là vận mệnh chi chủ Huyền Cơ Nguyệt, tựa hồ từ vừa mới bắt đầu, liền được mọi người xem trọng cùng tôn kính. Uy nghiêm thanh âm từ trên xuống dưới truyền ra, từng đạo tản ra ánh sáng kiêu căng nguyên khí, ở đó trên chánh điện, tụ hợp mà thành một vị tôn quý dị thường cô gái. Huyền Cơ Nguyệt trong trẻo lạnh lùng thanh âm, không có ẩn chứa một chút tình cảm, chậm rãi rơi xuống. Chắc hẳn mọi người đã thấy thiên địa dị tượng này, bản nữ hoàng tu vi lần nữa đột phá. Chúc mừng nữ hoàng bệ hạ, chúc mừng nữ hoàng bệ hạ. Đám người vội vàng lần nữa quỳ bái, là quản gia. Là tôn kính, là sợ hãi, là hâm mộ. Mỗi một người bọn hắn đều biết, lúc này Huyền Cơ Nguyệt là đáng sợ cỡ nào, giơ tay lên tới giữa là được phiên vân phúc mưa. Nếu các vị tới chúc mừng, ta tự nhiên cũng là cảm kích trong lòng. Đám người lúc này cũng cảm thấy quanh thân hàn lạnh, cảm kích trong lòng cái này bốn chữ, làm sao cũng không khả năng là xuất từ nữ hoàng bệ hạ miệng. Muốn đến các vị, cũng là muốn cùng ta một lòng, nếu như vậy, truyền nữ hoàng lệnh. Thiên nhân vực toàn lực lùng bắt tội nữ Hạ Nhược Tuyết. Cần tuân nữ hoàng hiệu lệnh. Này thay nhau vang lên đáp ứng, thanh âm chấn thiên, cường đại nhân quả chấp niệm, để cho xa ở triệu dặm đất Hạ Nhược Tuyết, trong lòng chấn động một cái. Nàng mắt đẹp khẽ run, môi đỏ mỏng dương ra, nói, là đã xảy ra chuyện gì sao? Thế nào Nhược Tuyết? Hạ Nhược Tuyết sư phụ chậm rãi đi tới, nhìn Hạ Nhược Tuyết rõ vẻ mặt, nghi ngờ nói. Không có sao. Sư phụ, chính là cảm giác có người ở tìm ta.
Hạ Nhược Tuyết lắc đầu một cái, hay là đem trong lòng cảm giác nói ra. Từ Ân Thánh Mẫu nhướng mày một cái, chẳng lẽ lại là cái đó Diệp Thần? Nhược Tuyết, vi sư có lời muốn nói với ngươi. Hạ Nhược Tuyết vội vàng thu đúng tâm tình, nhìn về phía Minh Nguyệt Từ Ân Thánh Mẫu. Đối với Minh Nguyệt nguyên pháp nắm giữ, ở sư phó chỉ dẫn dưới, Hạ Nhược Tuyết cảm giác được mình đã càng thành thạo, đối với Minh Nguyệt chi đạo cảm ngộ, cũng lên một tầng nấc thang. Nhược Tuyết, người vậy có thể cảm nhận được, gần đây tu hành đã xa so với trước đó chậm lại. Hạ Nhược Tuyết gật đầu, lúc ban đầu một ngày ngàn dặm tiến bộ, lúc này lại là đã chậm rãi, cần càng chuyên chú kéo dài hơn mới có thể thấy được từng tia tiến bộ, nàng thậm chí cảm giác được mình đã đến cổ trai, lúc này nghe được sư phụ nói như vậy, có chút khao khát ngẩng đầu lên. Người có biết Minh Nguyệt Thái Chân pháp tắc? U Tĩnh cung trăng bên trong, một vòng Minh Nguyệt ẩn núp ở giữa không trung, rơi xuống hạ màu bạc trắng chói lọi, tách thả ra ở hai người trên mình. Hạ Nhược Tuyết khẽ gật đầu, ta biết Thái Chân pháp tắc chi lực. Từ Ân Thánh Mẫu hài lòng gật đầu một cái. Phương thế giới này bên trong, có vô số tu hành đạo pháp, nhưng người ta, lựa chọn đều là Minh Nguyệt chi đạo. Chúng ta lấy Minh Nguyệt nguyên sách là lúc đầu, ở Minh Nguyệt chi đạo dơ lên bước đi tới trước. Lời còn chưa dứt, Từ Ân Thánh Mẫu ngón tay hư hư một chút, từ nàng và Hạ Nhược Tuyết dưới chân đã hiện ra một cái ánh sáng bạc đại lộ. Vậy cái đại lộ ước chừng 10 trượng rộng. Mênh mông vô cùng duyên triển đến trong hư không. Cái này chính là của chúng ta Minh Nguyệt chi đạo sao? Hạ Nhược Tuyết thận trọng đạp ở đó ánh sáng bạc vô hạn trên đại lộ, từ dưới chân dâng lên lau một cái như xương như tơ ánh sáng bạc, khá là gần gũi sáp gần gò má mặt nàng. Nhược Tuyết, đây là vi sư Minh Nguyệt chi đạo, ngươi nói, lại ở nơi nào đâu? Từ Ân Thánh Mẫu giọng ôn hòa, nhưng mang không cách nào kháng cự uy áp. Đang cùng cái này Minh Nguyệt chi đạo thân mật Hạ Nhược Tuyết, lại bị cái này nghi hoặc hỏi nơi chấn động. Nàng là Minh Nguyệt nguyên chủ, vậy nàng đạo lại ở nơi nào đâu? Hạ Nhược Tuyết ngón tay điểm tâm, nhắm mắt tới giữa đã có vô số màu băng lam diễm lửa sôi trào ra. Từ Ân Thánh Mẫu thấy vậy, phất tay áo tới giữa, đã đem mình Minh Nguyệt chi đạo thu hồi, nhìn về phía Hạ Nhược Tuyết rõ vẻ mặt, tràn đầy mong đợi. Minh Nguyệt thiên đôi giám, thanh hồ vạn cung. Người được dương liễu bên ngoài, thân ở họa đồ bên trong. Thiên khoát hai tròng mắt mau, lầu cao vạn tượng dung. Tìm đạo cần phải tốt hơn, Minh Nguyệt ở ta tim. Hạ Nhược Tuyết đôi mắt trợn tròn, hai tay tới giữa đã chống đỡ ra một cái màu băng lam sông dài. Vậy sông dài bên trong, có muốn đốt ở trong đó luân hồi tinh diễm, một đóa giống như hoa sen nở rộ như nhau. Mà ở nơi này trong hoa tâm, huyết sắc kia cút châu. Tản ra luân hồi hơi thở, bất ngờ là Hạ Nhược Tuyết trong cơ thể một chút luân hồi huyết mạch, nàng lại đem cái này luân hồi huyết mạch, vậy luyện hóa thành Minh Nguyệt chi đạo một phần chia. Cái này màu băng lam sông dài, hóa đá làm hình, cung trăng bên trên, hình thành một cái vô cùng hoa mỹ Minh Nguyệt chi đạo. Lúc này Hạ Nhược Tuyết, đứng ở mình Minh Nguyệt chi đạo bên trên, giống như Minh Nguyệt thế giới một tôn thần dinh. Chỉ như vậy, nhìn bằng nửa con mắt mắt nhìn xuống thiên hạ bá tánh. Sư phụ, đây chính là Nhược Tuyết Minh Nguyệt chi đạo. Từ Ân Thánh Mẫu hài lòng gật đầu một cái, nàng cái này đồ nhi đạo tâm kiên định, đối với Minh Nguyệt nguyên thuật cảm giác vậy vượt qua xa mình năm đó. Được, Từ Ân Thánh Mẫu gật đầu một cái, nói tiếp, vạn vật đều có quy tắc, hỗ trợ lẫn nhau, tương khắc tương sinh, thái thượng thế giới cường giả uy năng, muốn đến ngươi đã cảm thụ qua, bọn họ cùng thiên nhân vực tới giữa, trên thực tế ngay cả có quy luật lực tương áp chế, lẫn nhau chống cự. Hạ Nhược Tuyết gật đầu một cái, nhưng nếu không có quy luật lực, Diệp Thần không biết sẽ trải qua bao nhiêu lần cửa ải khó. Cho nên, chúng ta đã lựa chọn chúng ta nói, vậy chúng ta thì phải thành lập chúng ta Minh Nguyệt quy luật. Thành lập chúng ta Minh Nguyệt quy luật. Hạ Nhược Tuyết mặt lộ thần sắc giật mình, nàng cũng có thể thành lập quy luật sao? Nàng từng chính mắt chứng kiến qua quy luật lực cường hãn cuồng bạo, mà nay, nàng sư phụ nhưng cùng nàng nói, nàng có thể có mình thiết lập quy luật lực. Đúng vậy, quy luật lực. Từ Ân Thánh Mẫu vừa nói, ngón tay lẫn nhau một vê, một đạo Minh Nguyệt nguyên pháp đã xuất hiện. Giống như sấm sét như nhau, mang gào thét tia chớp oai lực. Người bây giờ tu hành thà nói là tiến vào cổ trai, không bằng nói là đến cần lĩnh ngộ quy luật võ đạo thời điểm. Người muốn rõ ràng, mỗi một vị thái chân cảnh cường giả, đều phải có mình quy luật lực, nếu không, nàng tương lai tu hành, đem không có chút ý nghĩa nào.
mà vực ngoại thiên đạo suy thoái, để cho võ giả có trước thời hạn nắm trong tay mình quá thật phép tắc cơ hội. Từ Ân Thánh Mẫu ngay lúc nói chuyện, thần tình nghiêm túc, nàng từng làm chứng vô số nghịch thiên người tu hành, bởi vì quy luật lực thiếu thiếu mà cuối cùng mẫn nhiên đám người. Sư phó kia, ta nên như thế nào tu hành mình minh nguyệt quy luật? Hạ Nhược Tuyết thần sắc cũng thay đổi được bền bỉ, nàng phải trở nên mạnh, phải đứng ở Diệp Thần bên người, cùng hắn cùng nhau đối kháng vận mệnh. Ta biết một nơi đối với cảm ngộ minh nguyệt quy luật cực kỳ có lợi bí cảnh. Từ Ân Thánh Mẫu vừa nói, ánh mắt có chút nóng bỏng nhìn về phía Nhược Tuyết, chúng ta đi trước bí cảnh, có lẽ sẽ gặp nhất định nguy hiểm, người đáng sợ sợ hãi. Hạ Nhược Tuyết kiên định lắc đầu một cái, không có thứ gì là không nhọc mà thu hoạch, có bao nhiêu bỏ ra mới có thể có bao nhiêu thạc quả, nếu như bởi vì sợ hãi mà thôi bước, đó không phải là nàng Hạ Nhược Tuyết tính cách. Được, vậy ngươi chuẩn bị một tí, chúng ta lập tức lên đường. Từ Ân Thánh Mẫu đối với Hạ Nhược Tuyết biểu hiện vô cùng là hài lòng, nàng cái này đệ tử quan môn, quả thật xa xa thắng được nàng trước khi đệ tử. Sư phụ, thấy được Từ Ân Thánh Mẫu phải đi, Hạ Nhược Tuyết có chút nhăn nhó hỏi, gò má bên trên nổi lên một lớp đỏ choáng váng. Thế nào? Lúc này thấy Hạ Nhược Tuyết bộ dáng này, Từ Ân Thánh Mẫu lập tức sáng tỏ, khẳng định lại là Diệp Thần cái tiểu tử thúi kia. Sư phụ, chúng ta đi cảm giác minh nguyệt quy luật, không biết lúc nào mới có thể trở về, ta muốn trước khi đi, lại đi gặp Diệp Thần một mặt. Hạ Nhược Tuyết cơ hồ có chút khẩn cầu, ban đầu cùng Diệp Thần phân biệt thời điểm, sư phó thái độ sẽ để cho Hạ Nhược Tuyết có chút khó xử. Người muốn đều không muốn. Từ Ân Thánh Mẫu mặt lộ vẻ giận, vậy cùng con kiến hôi, chúng ta đã cứu hắn một lần, đã là hết tình hết nghĩa, người cần gì phải đối với hắn nhớ không quên. Sư phụ, ngài không được rõ Diệp Thần, thật ra thì hắn. Hạ Nhược Tuyết xem chút sư phụ một mặt lãnh nhược băng xương dáng vẻ, trong lòng là Diệp Thần kêu oan, nếu như không phải là bởi vì sư phụ định kiến ban đầu, cũng sẽ không như vậy hiểu lầm Diệp Thần. Nhược Tuyết, ta vẫn là phải nhắc lại ngươi một lần, minh nguyệt phép tắc tu luyện, đối với ngươi mà nói cực kỳ trọng yếu, ngươi cắt không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Còn như vậy con kiến hôi, hôm nay ngươi cảnh giới tu vi đã xa cao cùng hắn. Sau này các ngươi khoảng cách cũng sẽ là trên trời dưới đất, chứ tình đóng một cái, ngươi lại được buông xuống. Sư phụ, Diệp Thần hắn. Tốt lắm, không nên nói nữa, hắn chỉ biết là ngươi con đường tu hành lên phiền toái, ngươi vạn không thể bởi vì làm cái này con kiến hôi bị ràng buộc. Nếu như để cho ta biết, hắn ảnh hưởng ngươi đạo tâm, ta nhất định không tha cho hắn. Từ Ân Thánh Mẫu phất tay áo đi, lại không bay lượn chỗ trống. Nửa ngày sau. Hai đạo thân ảnh xuất hiện ở một khối trong bí cảnh. Chính là Hạ Nhược Tuyết và Từ Ân Thánh Mẫu. Nơi này chính là minh nguyệt phép tắc bí cảnh à. Hạ Nhược Tuyết giờ phút này cảm giác mình tựa như ở mênh mông vô biên ánh sáng bạc thế giới, chỉ cảm thấy được lúc này mình là như vậy nhỏ bé. Ánh sáng bạc làm khỏa băng nguyên bên trên, cũng chỉ có một đạo cột sáng từ trên trời hạ xuống, cột sáng kia ngọn nguồn, chính là một tôn sáng vô cùng mặt trăng. Vô biên vô tận minh mông minh nguyệt nguyên pháp, ở toàn bộ trong bí cảnh xuyên qua từ đầu đến cuối. Đây thật là tu luyện minh nguyệt quy tắc thánh địa. Hạ Nhược Tuyết không khỏi được trong bụng thở dài nói. Nhược Tuyết, tiếp theo, chúng ta thì phải ở nơi này bí cảnh lịch luyện, có thể hay không ở thái chân cảnh trước cảm ngộ minh nguyệt quy luật, liền nhìn chính ngươi. Từ Ân Thánh Mẫu nói, nơi này là rất khó được phúc thiên phúc, nàng mang Hạ Nhược Tuyết tới đây. Chính là hy vọng nàng có thể đối với minh nguyệt quy luật có cảm ngộ, nếu có thể thành lập mình minh nguyệt quy luật, vậy nhất định là tốt hơn. Mời yên tâm sư phụ, ta nhất định đem hết toàn lực. Hạ Nhược Tuyết gật đầu, đây không phải là thường hiếm có cơ hội, nàng nhất định sẽ thật tốt nắm bắt. Diệp Thần, chờ chúng ta lần nữa gặp nhau thời điểm, ta nhất định sẽ làm cho ngươi thất kinh. Hạ Nhược Tuyết cúi đầu mỉm cười, trong lòng nhưng lại yên lặng nhớ lại Diệp Thần. Hình ảnh quay về, nữ hoàng cung điện bên trong, Huyền Cơ Nguyệt đang nửa nằm uống một bình rượu. Nữ hoàng đại nhân, Thánh Thiên Phủ mật báo. Người hầu tay bưng một tôn kiếm nhỏ, nửa quỳ ở Huyền Cơ Nguyệt trước mặt, nhỏ giọng nói. Là Thiên Tàm nương nương truyền tới. Người hầu gặp Huyền Cơ Nguyệt cũng không có muốn xem tin dáng vẻ, vội vàng lại thêm liền một câu. À, Huyền Cơ Nguyệt lúc này mới mở ra nửa khép trong mắt, quyến rũ huyền chuyển nhìn một cái người hầu. Vậy người hầu thấy sóng mắt lưu chuyển nữ hoàng đại nhân, như vậy dáng thướt tha một mắt, để cho nàng tâm thần dạo dực.
Tìm được Hạ Nhược Tuyết. Kiếm nhỏ truyền đi tin tức, bất ngờ chính là Hạ Nhược Tuyết tin tức. Thật sự là hảo sư muội của ta, cùng những rượu kia nang túi cơm không thể thường ngày mà nói à. Huyền Cơ Nguyệt vẻ mặt tươi cười, xem ra luân hồi mệnh bàn nói không sai, thành tựu vận mệnh chi chủ, nàng gần đây khí vận thật sự là 10 phần trình độ cao nhất à. Kiếm tới. Thần La Thiên kiếm cơ hồ là từ đền ra, gào thét tới, mang tới kiếm mang oai, đem vậy nửa quỳ ở một bên người hầu, lại trực tiếp oanh đánh ra ngoài. Minh Nguyệt bí cảnh, luân hồi tinh diễm, Hạ Nhược Tuyết, người ngày rỗ. Huyền Cơ Nguyệt khóe miệng vuốt một chút cười gằn, nàng cũng muốn xem, Hạ Nhược Tuyết chết, luân hồi chi chủ sẽ như thế nào. Cùng lúc đó, trong Minh Nguyệt bí cảnh, Hạ Nhược Tuyết nắm chặt một cái có chút tê dại bàn tay. Từ nàng cùng sư phụ bước vào bí cảnh một khắc đó trở đi, cái này trong Minh Nguyệt bí cảnh dị thú đã bắt đầu không ngừng công kích. Ở nơi này ánh sáng bạc trong thế giới, nàng đi lại mỗi một bước cơ hồ đều sẽ chạm đến Minh Nguyệt dị thú. Thà nói là Minh Nguyệt dị thú, ngược lại không như nói ở nơi này khắp ánh sáng bạc thế giới bên trong, tất cả vật kiện đều đã bị Minh Nguyệt phú có thể. Dọc đường khâu đầy băng xương cây cối, giải lụa bên trong hàm chứa Minh Nguyệt uy năng, có thể đem nàng ngay lập tức gói lại. Ngân bạch trên bình nguyên, giống như là một mặt to lớn tấm gương, nhưng khi thì có thể nhảy ra một cái ẩn chứa Minh Nguyệt uy năng cá bơi. Thậm chí bởi vì vang động, nàng thậm chí còn thấy từ ánh sáng bạc trong cây cối nơi đột nhiên bay bổng lên Minh Nguyệt huyền điểu. Ở chỗ này, tựa hồ hết thảy tất cả, cũng bởi vì Minh Nguyệt mà sáng lạng, bởi vì Minh Nguyệt mà tiến hóa trước. Có người tới. Cách đó không xa, Tự Ân Thánh Mẫu ngồi xếp bằng, hai tròng mắt của nàng nhưng ở trong một cái chớp mắt này đột nhiên mở ra, nàng cảm giác được có người đang dùng mạnh mẽ man lực đánh vào Minh Nguyệt quy luật bí cảnh thành lũy. Là ai? Tự Ân Thánh Mẫu lúc này cũng không đoái hoài được rất nhiều, Minh Nguyệt quy luật chỉ dẫn, một bước liền xúc địa thành thốn, đi tới Hạ Nhược Tuyết trước mặt. Lúc này Hạ Nhược Tuyết phải có chút mệt mỏi, đối mặt cái này giết không hết Minh Nguyệt dị thú, hàm chiến sau đó, nàng chỉ cảm thấy được cầm kiếm cánh tay đều đã tê dại, lúc này thấy sư phụ đột nhiên tới đây, ngay tức thì mặt lộ vẻ vui mừng. Sư phụ, ngài làm sao tới? Tự Ân Thánh Mẫu nhưng lắc đầu một cái. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía cách đó không xa, tựa hồ nơi đó sẽ có người nào như nhau. Thế nào sư phụ? Hạ Nhược Tuyết hiển nhiên vậy nhìn thấu sư phụ nghiêm túc, theo nàng ánh mắt, hồ nghi nhìn về phía xa xa. Ha ha ha, thật lâu không thấy lão gia, lại mang tiện nhân này trốn ở chỗ này, ta nói làm sao vậy không tìm được. Huyền Cơ Nguyệt thanh âm ngay tức thì phá vỡ thành lũy, tay trung thần La Thiên kiếm, tản ra vô tận uy áp, kiếm phong chỉ Tự Ân Thánh Mẫu. Nàng nguyên bản còn không rõ ràng, chỉ bằng vào Diệp Thần làm sao có thể cầm Hạ Nhược Tuyết giấu được kín như vậy, hiện tại nàng biết, nguyên lai là người khác. Minh Nguyệt Tự Ân Thánh Mẫu, những năm này, ngươi có đầu rút cổ ở vỏ rùa của ngươi bên trong, đếm trên đầu tóc trắng sao? Ô, thần La Thiên kiếm kịch liệt chấn động, phát ra một hồi bắc minh, giống như là sử thi bên trong ai ca. Thanh kiếm này, 10 phần có linh tính, lúc này cầm ở Huyền Cơ Nguyệt trong tay. Giống như cảm giác được nàng sát khí, thiên kiếm rên rỉ, đại lộ hỗn loạn. Tự Ân Thánh Mẫu mang trên mặt giận tái đi, vận mệnh chi chủ Huyền Cơ Nguyệt, vẫn là một như thường lệ cay nghiệt đáng hận. Huyền Cơ Nguyệt phong tư lớn lao, ung dung hoa quý, tay cầm thần La Thiên kiếm, lúc này khí chất đã sớm hơn xa ngày xưa, tựa như một kiếm hạ xuống, là có thể đem Tự Ân Thánh Mẫu đánh cho hai đoạn. Người vẫn là giống như trước, nói nhảm như thế nhiều. Tự Ân Thánh Mẫu Minh Nguyệt nguyên khí hội tụ thành một chuôi ánh trăng thần kiếm, vậy Minh Nguyệt minh mông khí, ở nơi này tràn ngập Minh Nguyệt bổn nguyên trong bí cảnh, tựa hồ lấy vô tận. Hôm nay ta tới nơi này, chính là vì lấy lại thuộc về đồ ta. Luân hồi tinh diễm, cũng không phải là chính là tội nữ có thể chấp trường. Giết! Huyền Cơ Nguyệt tay phải cầm kiếm, tay trái ngón tay nhập lại ở trên thân kiếm lau một cái, một món kiếm quang hóa thành thần ảnh, lăng không chém xuống. Xuyên qua vô số nặng hư không, trực tiếp hướng Tự Ân Thánh Mẫu đi. Cái này kiếm ảnh, mang ngập trời khí sát phạt, mặc dù chỉ có một màn bóng dáng, nhưng mũi nhọn ác liệt, cũng không phải Tự Ân Thánh Mẫu trong tay Minh Nguyệt Thần Kiếm có thể ngăn trở. Suy suy suy. Trước mắt, kiếm khí bức người, Tự Ân Thánh Mẫu lại không có nhượng bộ. Nàng biết mình không cách nào nhượng bộ. Một kiếm nắm giữ, Minh Nguyệt hóa thân. Tự Ân Thánh Mẫu đột nhiên bạo khởi.
vô tận minh mông minh nguyệt nguyên lực tràn ngập ở sau lưng của nàng, giống như sinh dài ra bích rực như nhau. Đối mặt cái này thần La Thiên kiếm tuyệt ảnh, Tự Ân Thánh Mẫu không có chút do dự nào, trực tiếp hóa thân minh nguyệt, ở nơi này minh nguyệt bí cảnh trên chiến trường, giống như thần dinh như nhau, sừng sững ở Huyền Cơ Nguyệt trước người. Tự Ân Thánh Mẫu làm trắng ngón tay, tản ra vô tận minh nguyệt uy áp, đem vậy tập kích bất ngờ mà đến kiếm quang, cứ như vậy dễ như trở bàn tay kẹp lại. Trên trời số mệnh, sáng rực như trời, chiếu sáng bát hoang, như thần đích thân tới. Huyền Cơ Nguyệt sắc mặt lạnh lùng, hai tay nắm chặt thần La Thiên kiếm, cao giọng ngâm sướng. Ung ung, tay nàng trung thần La Thiên kiếm, bùng nổ chói mắt thần quang, cơ hồ có thể dung chuyển thiên địa quy tắc. Ở giữa thiên địa, ngay tức thì toát ra vô cùng rộng lớn dị tượng. Giống như tử thần cướp giết người sắp chết. Mà ngày nay, người sắp chết, chính là Hạ Nhược Tuyết. Huyền Cơ Nguyệt dị tượng cùng nhau, vô số thái cổ cự long, hoang cổ thần phượng, kỳ lân thủy thú, đều ở đây cái này ở giữa thiên địa nhanh nhẹn múa lên. Rối rít lên cao tiên hà nhuệ khí, như bay hoa lưu huỳnh vậy ngay tức thì phủ đầy toàn bộ minh nguyệt bí cảnh. Thần La số mệnh chém. Huyền Cơ Nguyệt giơ cao thần La Thiên kiếm, sáng mở chiều tà vậy mãnh liệt tấn công tới, xa so với trước đó kiếm ảnh mạnh hơn nhiều, cái loại này khí vận người uy áp, cộng thêm thần La Thiên kiếm gia trì, không thể tránh né. Minh Nguyệt Tự Ân Thánh Mẫu thân thể ngự không lên, cả người tràn ra sáng chói cực kỳ minh nguyệt thần quang, hoang mang như hạo nhiên minh nguyệt nữ thần, đầy đầu tóc bạch kim hóa thành 3.000 trượng dài. 3.000 chỉ bạc, lúc này mỗi một cây cũng thần quang tách thả ra, mỗi một sợi tóc cũng diễn hóa ra một vòng minh nguyệt, vô số minh nguyệt đan vào lẫn nhau, va chạm, giống như một cái to lớn bóng sáng, lần lượt thay nhau ngang dọc, trong chốc lát, tất cả địa phương đều là thần thánh sáng bóng minh nguyệt nguyên lực. Minh nguyệt thần huy thuẫn. Vậy một vòng luân minh nguyệt diễn hóa mà sinh nguyệt bàn, tạo thành một mặt vô cùng là to lớn, ánh sáng bạc hiển hách tấm thuẫn. Đem Từ Ân Thánh Mẫu và Hạ Nhược Tuyết cũng bao phủ đến sau lưng. Hừ. Huyền Cơ Nguyệt khóe miệng nâng lên một cái mỉm cười mỉa mai. Một món vô cùng sáng chói số mệnh mây tía, ở Huyền Cơ Nguyệt bên người quanh quẩn, sau đó toàn bộ tưới đến thần La Thiên kiếm bên trên. Phá cho ta. Một kiếm một thuẫn đụng vào nhau tới giữa, tóe ra cường đại đợt khí. Nhưng Huyền Cơ Nguyệt nhưng phá vỡ vô cùng cường đại đợt khí, một kiếm ngang qua, chém ra Tự Ân Thánh Mẫu Minh Nguyệt tấm thuẫn. Minh Nguyệt Tự Ân Thánh Mẫu lúc này cả người hoàn toàn ngẩn ra. Vạn cổ sau đó, lần nữa đối mặt Huyền Cơ Nguyệt, nàng lại liền cùng dây dưa tư cách cũng không có. Không nghĩ tới, vạn năm sau đó, người đã cường hãn như vậy. Thần La Thiên kiếm phá vỡ phòng vệ sau đó, cũng không có lại liên tục chém giết, chỉ là hối ra nhất kích thần La kiếm ảnh. Kiếm ảnh kia hàm chứa tử vi số mệnh khí, trực tiếp ngang qua ở Tự Ân Thánh Mẫu ngực. Phốc, lời còn chưa dứt, Tự Ân Thánh Mẫu trong miệng đã phun ra một đạo máu tươi. Sư phụ, Hạ Nhược Tuyết nhanh chóng tiến lên một bước, đỡ Tự Ân Thánh Mẫu cánh tay. Huyền Cơ Nguyệt, người đơn giản liền là muốn luân hồi tinh diễm. Hạ Nhược Tuyết bước ngang qua một bước, giang hai tay ra, ngăn ở Tự Ân Thánh Mẫu trước mặt. À, người ngược lại là thông minh. Huyền Cơ Nguyệt một bộ trong lòng đã có dự tính dáng vẻ, Tự Ân Thánh Mẫu cũng không có đối với nàng sinh ra bao lớn uy hiếp, huống chi còn con này Hạ Nhược Tuyết. Nắm giữ không thuộc về mình lực lượng, nhưng là trộm được đồ, luôn là phải trả. Huyền Cơ Nguyệt lộ ra lau một cái cấp trên thương hại thần sắc, trong tay sử dụng một giọt màu tím máu tươi. Cái này giọt máu, có vô cùng hào hùng linh lực. Cùng lúc đó, Thái Huyền trận môn bên trong, tiêu điều hoang vu bầu không khí, ở Dương Hề đạo nhân dưới sự chủ trì, lần nữa có võ giả tu hành tiếng. Tôn chủ, có ngài phi kiếm truyền thư. Độn giáp thiên tinh đã đem một chuôi phi kiếm nhỏ, đưa tới Diệp Thần trước mặt. À! Diệp Thần đưa tay nhận lấy, lại là Xích Huyên Thánh Vương mật thơ. Xích Huyên Thánh Vương muốn đến là có 10 phần khẩn cấp sự việc, lúc này mới phi kiếm truyền thư, dẫu sao, hắn từng nhiều lần dặn dò Diệp Thần, chớ có cùng hắn dính dấp quá nhiều nhân quả. Nhưng mà, khi thấy nội dung bức thư, Diệp Thần thần sắc, ngưng trọng đến trình độ cao nhất. Thế nào? Kỷ Tư Thanh nhìn Diệp Thần xít sao nhíu lại chân mày, lo lắng hỏi. Huyền Cơ Nguyệt sau khi đột phá, hiệu triệu toàn bộ thiên nhân vực truy xét Nhược Tuyết tung tích, Xích Huyền Thánh Vương bắt được Thiên Tàm Nương Nương cùng Huyền Cơ Nguyệt thông tin, trong thơ nói Thiên Tàm Nương Nương tìm được Nhược Tuyết,
hơn nữa đã cho biết liền Huyền Cơ Nguyệt, lúc này, Huyền Cơ Nguyệt hẳn đã đến Minh Nguyệt Quy Luật bí cảnh. Cái gì? Kỷ Tư Thanh tim bị hung hãn kéo, Huyền Cơ Nguyệt là bực nào uy năng, lại tự mình động thủ, cái này ý vị như thế nào? Ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì, nhanh đi cứu Nhược Tuyết à? Diệp Thần gật đầu một cái, lần này đối mặt Huyền Cơ Nguyệt không phải chuyện đùa, ngươi lưu lại bảo vệ Kỷ Lâm bọn họ. Không, ta muốn đi theo ngươi, Huyền Cơ Nguyệt sau khi đột phá, lại có thần La Thiên kiếm hộ thể, ngươi không phải nàng đối thủ. Không có ai so ta lại là nàng đối thủ, hôm nay có luân hồi cửu thế sách, ta lá bài tẩy vậy không phải là không thể chống lại nàng. Tư Thanh, nơi này, liền muốn quen cho ngươi. Nghe này, Kỷ Tư Thanh cũng sẽ không tranh cãi, gật đầu một cái, nhìn về phía Diệp Thần con mắt tràn đầy lo âu. Không muốn lo lắng ta. Diệp Thần đưa tay nhẹ nhàng cầm Kỷ Tư Thanh cánh tay, xoay người đã bước vào hư không lối đi bên trong. Hình ảnh quay về, trong Minh Nguyệt bí cảnh. Bầu không khí ngưng trọng. Ngươi thả qua sư phụ ta, ta cầm tất cả luân hồi tinh diễm cũng cho ngươi. Hạ Nhược Tuyết nhìn cái này giọt vô cùng bàng bạc linh lực máu, mặc dù nàng không rõ ràng Huyền Cơ Nguyệt lúc này sử dụng cái này giọt màu tím máu tươi nguyên do, nhưng là nàng biết, luân hồi tinh diễm chính là Huyền Cơ Nguyệt một mực đuổi theo nàng không buông nguyên nhân. Nhược Tuyết, Từ Ân Thánh Mẫu ngắt lời nói, ánh mắt lạnh lùng, luân hồi tinh diễm đã hóa hình trở thành ngươi Minh Nguyệt chi đạo một phần chia, ngươi nếu như cưỡng ép tháo xuống, sẽ đối với ngươi Minh Nguyệt chi đạo sinh ra uy hiếp, dao động ngươi căn cơ. Sư phụ, Hạ Nhược Tuyết kiên định lắc đầu, so với sư phó tánh mạng, tu hành không coi vào đâu. Các ngươi ngược lại là thầy trò tình thâm à. Huyền Cơ Nguyệt nhìn cái này một bộ thầy trò tình thâm cảnh tượng, lộ ra châm chọc mỉm cười. Huyền Cơ Nguyệt, ngươi uổng là vận mệnh chi chủ, lại cùng một cái cô bé làm khó dễ, truyền đi thật là làm cho người chê cười. Từ Ân Thánh Mẫu trong tay Minh Nguyệt thần kiếm lần nữa tụ lại tới. Một tay đã đem Hạ Nhược Tuyết lần nữa bảo vệ ở phía sau mình. Nhược Tuyết, ngươi nghe sư phụ nói, sư phụ kéo không được nàng quá lâu. Ngươi lập tức rời đi. Một giọng nói trực tiếp ở Hạ Nhược Tuyết trong thần thức vang lên. Sư phụ, Hạ Nhược Tuyết hai tròng mắt đã tràn ngập lên một tầng sương mù, nàng rõ ràng đây là sư phụ định dùng mình tánh mạng tới bảo vệ mình. Mặc dù sư phụ đối với Diệp Thần quá mức hà khắc, nhiều lần lời nói phúng gai. Thậm chí mình vì vậy có chút hối hận bái nàng vi sư, nhưng ở nơi này chờ nguy cơ giây phút, Từ Ân Thánh Mẫu nhưng phải dùng mình sinh mạng, cho mình chạy trốn thời gian. Vị này ở Hạ Nhược Tuyết trước mặt một mực máu lạnh, tuyệt tình Từ Ân Thánh Mẫu, đang định dùng huyết nhục chi khu của mình, bảo vệ Hạ Nhược Tuyết. Nhà đầu ngốc, người khóc cái gì? Từ Ân Thánh Mẫu quay đầu, nhìn về phía Hạ Nhược Tuyết, Minh Nguyệt Nguyên Thuật, sau này thì phải dựa vào ngươi. Hy vọng ngươi tu hành ra thuộc về mình mạnh nhất quy luật. Hạ Nhược Tuyết kiên định lắc đầu một cái, đẩy ra ngăn ở nàng trước mặt cánh tay, Huyền Cơ Nguyệt. Ta nguyện ý cầm luân hồi tinh diễm cũng cho ngươi, ngươi thả qua sư phụ ta. Lần này, nàng phải bảo vệ sư phụ. Huyền Cơ Nguyệt, ngươi tốt nhất đáp ứng ta. Nếu không ta coi như tự bảo, cũng sẽ không để cho ngươi đạt được một chút luân hồi tinh diễm. Uy hiếp ta, hay là mời cầu ta? Huyền Cơ Nguyệt giơ lên trắng như tuyết cằm, nhàn nhạt nói. Thỉnh cầu ngươi. Hạ Nhược Tuyết nhượng bộ nói, nàng cũng không muốn bởi vì mình tạm thời ý khí, phối hợp sư phó tánh mạng. Ao ao, thần thánh rộng lớn khí vận tiên quang, lần nữa từ trên trời hạ xuống, rơi vào Huyền Cơ Nguyệt trên mình. Đây là đại khí vận ánh sáng. Đây cũng là Huyền Cơ Nguyệt và Đế Thích Thiên cùng người khác nhiều ngày điện chủ chỗ bất đồng. Dõi mắt toàn bộ vực ngoại. Chỉ có ba người tức vận ngút trời. Huyền Cơ Nguyệt, Đế Thích Thiên, thậm chí còn Diệp Thần. Huyền Cơ Nguyệt trình độ cao nhất khí vận thêm thân, nhìn về phía Hạ Nhược Tuyết ánh mắt vậy đột nhiên đổi được ôn nhu. Được, ta đáp ứng ngươi. Nhược Tuyết, Từ Ân Thánh Mẫu thanh âm bi thống, từ Hạ Nhược Tuyết sau lưng truyền tới. Ngươi cưỡng ép tước đoạt luân hồi tinh diễm, thậm chí có thể võ đạo căn cơ đoạn tuyệt, Minh Nguyệt chi đạo sụp đổ, từ nay về sau. Ngươi có thể lại cũng không thể dựa vào tu luyện đột phá. Hạ Nhược Tuyết chậm rãi đi tới Huyền Cơ Nguyệt trước mặt. Ta tự nguyện dâng ra luân hồi tinh diễm, mời ngươi nói chuyện giữ lời. Không muốn à? Hạ Nhược Tuyết bi thương nhắm mắt lại, trong tay xuất hiện một chuôi Minh Nguyệt dao găm, chậm rãi đâm về phía mình đan điền. Nhưng mà, ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc để gặp. Dừng tay!
Một đạo lạnh lùng thanh âm, từ Huyền Cơ Nguyệt sau lưng vang lên. Muốn động phụ nữ của ta, người hỏi qua ta sao? Diệp Thần bóng người, lại nữa lãnh đạm, mà là ngông cuồng lại tùy ý đi vào Minh Nguyệt bí cảnh. Hạ Nhược Tuyết nghe được Diệp Thần thanh âm trong nháy mắt, tú mục bỗng nhiên mở ra, nàng cơ hồ không dám tin tưởng mình ánh mắt, Diệp Thần giống như là nàng thần bảo vệ như nhau, chỉ như vậy đi tới trước mặt nàng. Diệp Thần một cái đi nhanh, đã tới Hạ Nhược Tuyết bên người, đem tay nàng ở giữa Minh Nguyệt dao găm cầm xuống. Diệp Thần, người cái này con kiến hôi vì sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Từ Ân Thánh Mẫu diễn cảm cũng có chút ngưng trọng, nàng không nghĩ tới Diệp Thần cái này thiên nhân vực con kiến hôi, lại có thể tìm tới nơi này. Nhưng là hắn tới, đối mặt Huyền Cơ Nguyệt, cũng bất quá là bỗng dưng hơn bồi thượng một cái mạng thôi. Ngốc, lần sau không thể xung động như vậy, người còn có ta. Diệp Thần ôn nhu xoa xoa Hạ Nhược Tuyết sợi tóc, tỏ ý nàng lui đến phía sau đi. Còn như Từ Ân Thánh Mẫu, đối phương cố nhiên nhiều lần châm chọc, nhưng đối với Hạ Nhược Tuyết là thật tâm, hắn dưới mắt cũng không khả năng đi so đo cái gì. Luân hồi lục đạo trận, mở. Diệp Thần lãnh đạm cười một tiếng, tay áo nhẹ nhàng lên, nhìn về phía Huyền Cơ Nguyệt ánh mắt nhưng đổi được 10 phần tàn bạo, hai tay liền liền kết ấn, lục đạo luân hồi bàn trận pháp mở toang ra, nhất thời nổi lên từng mảnh trận pháp ánh sáng. Lục đạo luân hồi đại trận, một vòng, mang kinh khủng vực sâu hơi thở, lúc này ở Huyền Cơ Nguyệt trước mặt nổ tung tách thả ra ra. Đối mặt Huyền Cơ Nguyệt cái này vận mệnh chi chủ, những công pháp khác có lẽ cũng không có quá nhiều hiệu quả, chỉ có luân hồi. Túc mệnh tử hoàng trảm. Huyền Cơ Nguyệt kiều xích một tiếng, khua kiếm bạo chém ra, hướng xuống đất lên lục đạo luân hồi trận chém tới. Bàng bạc cuồn cuộn màu tím trùm tia sáng, từ Huyền Cơ Nguyệt trên mình thả ra. Chín tầng trời sấm sét, vận mệnh chấn động. Đối mặt Diệp Thần, Huyền Cơ Nguyệt không có chút nào nương tay, ở nàng thần La Thiên kiếm bên trên, hình thành một cái rộng lớn thế giới, vậy đi theo nàng kiếm quang tàn phá ra. Huyền Cơ Nguyệt hư ảnh thế giới, chính là một khối vận mệnh thế giới, một phiến mây tía hòa hợp thế giới nhỏ, hoàn toàn đem Minh Nguyệt bí cảnh bao phủ trong đó. Ở nơi này vùng thế giới nhỏ bên trong, nhấp nhô từng cái con bướm vậy chữ viết, khắp nơi đều là vận mạng hoa chương. Cái này hoa chương, già dặn, cổ xưa, chữ viết bí ẩn, tựa như chữ viết thượng cổ, đang không ngừng tới lui tuần tra, hiển hóa ra vận mạng uy nghiêm, tựa như hàm chứa thượng cổ vận mệnh trật tự, muốn thống ngự hoàn vũ. Ở tiểu thế giới bầu trời trên, mây tía lững lờ, diễn hóa thành vô số thiên tiên thiên thần, thiên nữ thiên đồng, ngâm sướng ra cuồn cuộn khen ca, ca ngợi vận mạng vĩ đại, nữ hoàng chiến công. Đáng chết! Diệp Thần cắn răng, chợt cảm thấy hàng loạt số mệnh uy áp, như Thái Sơn vậy chân áp xuống tới. Ông, ở chư thiên vận mệnh phép tắc bơm vào hạ, Huyền Cơ Nguyệt thần La Thiên kiếm, mũi nhọn vô cùng hừng hực, túc mệnh tử hoàng trảm uy lực, vậy bùng nổ đến trình độ cao nhất. Lục đạo luân hồi pháp, nguyên phù gia trì. Sống chết trước mắt, Diệp Thần lòng bàn tay luân hồi văn lạc hiện lên, một cái to lớn luân hồi chi bàn, từ sau lưng hắn chậm rãi nổi lên, chính là lục đạo luân hồi pháp. Còn có canh kim nguyên phù, quang minh nguyên phù, hắc ám nguyên phù, sấm sét nguyên phù, mậu thổ nguyên phù, kịch độc nguyên phù, tổng cộng 6 chương nguyên phù, cũng ở đây luân hồi chi bàn nổi lên hiện. Giờ khắc này, Diệp Thần lại có thể đem 6 chương nguyên phù, ra chỉ đến luân hồi chi bàn phía trên, dùng để đề thăng lục đạo luân hồi pháp uy lực. Lục đạo, chính là thiên nhân đạo, súc sanh đạo, a tu la đạo, ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo. Thiên nhân đạo. Đối ứng canh kim nguyên phù, đại biểu trời người kim quang, khoáng đạt cuồn cuộn. Nhân đạo, đối ứng quang minh nguyên phù, đại biểu quang minh vĩ đại, nhân đạo vĩnh tồn. Súc sanh đạo, đối ứng hắc ám nguyên phù, đại biểu súc sinh kiếp nạn, hắc ám xa vào. A tu la đạo, đối ứng sấm sét nguyên phù, đại biểu ma uy, như sấm diệt thế. Ngạ quỷ đạo, đối ứng kịch độc nguyên phù, đại biểu quỷ đói gào khóc, lưu độc vạn cổ. Địa ngục đạo, đối ứng mậu thổ nguyên phù, đại biểu địa tàng thế giới, vạn cổ bất diệt. Nguyên bổn đã quá gần tan vỡ lục đạo luân hồi trận, lúc này ở cái này lục đạo nguyên phù ra chỉ dưới, lại khó khăn lắm ổn định trận pháp. Lục đạo trong hư không, xen lẫn ra đủ loại các dạng cự thú, chúng dâng trào, tản ra vô thượng uy áp hơi thở. Từng đạo cự thú, mang theo vô tận sát khí thiên uy, điên cuồng cắn xé, phải đem Huyền Cơ Nguyệt biến dạng giống vậy đánh thẳng tới. Phá cho ta.
Huyền Cơ Nguyệt quát lên một tiếng lớn, hung hăng chém xuống một kiếm. Lấy Thần La Thiên Kiếm phong mang sắc bén, đừng nói là còn con này dị thú, coi như là chân chính vô cùng vô tận cửa địa ngục, nàng đều có thể một kiếm chém ra. Ung ung, hư không nổ ầm, mặt đất nứt nẻ. Kinh khủng chấn động, từ dưới lòng đất phát sinh, tựa hồ có vô số đồ vật khổng lồ, từ trong ngủ mê tỉnh lại, muốn phá giết ra. Diệp Thần đối mặt cái này thế như trẻ tre nhất kích, không chút nào tránh lui, tất cả luân hồi huyền bi vậy đồng loạt vờn quanh quanh thân. Trần bia, phong bi, viêm bia, linh bia, độc bia, ám bia, ma bia. Đám người bia lực, hội tụ toàn thân. Ở sáu đại nguyên phù và rất nhiều luân hồi huyền bi bơm vào hạ, lục đạo luân hồi pháp uy lực, nhất thời bùng nổ đến đỉnh cấp, hắc ám quang minh, sấm sét mậu thổ, canh kim kịch độc, các loại đại lộ vận chuyển, diễn hóa thành một đoàn đen nhánh u ám, hỗn độn vô lượng, gần như tại thái thượng đại đạo năng lượng. Hồn thể đổi thành, thiên yêu thân thể, phần huyết quyết, bách tà thể, long cốt, lên cấp thi triển. Đạo ấn, hồn ấn, mở. Nguyệt hồn trảm chi lực hối tụ nhất quyền. Diệp Thần lúc này trong ánh mắt tất cả đều là kiên quyết, không chần chờ chút nào, đối mặt Huyền Cơ Nguyệt, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền dự định dốc hết lá bài tẩy. Nguyệt hồn chém, huyết nguyệt đồ sát thiên trảm cùng với rất nhiều công pháp cũng phải trở nên mạnh, làm hết thảy nổi lên đến mức tận cùng. Luân hồi quyền, phá. Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, hỗn hợp rất nhiều lực lượng lục đạo luân hồi pháp, năng lượng toàn bộ bơm vào đến nắm đấm của hắn trên. Một quyền này bộc phát ra, như muốn oanh phá thiên địa tinh không, chung quanh tầng tầng vực sâu, lại đang không ngừng chấn động. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 270.